Chương 3039, một con hổ giấy. Vân Ngư mặt đỏ bùng, tay hướng về phía trước, đám xương xanh kia như mũi tên lao vào tim của Diệp Phàm. Xem ra lão hòa thượng này chắc chắn là muốn lấy mạng của hắn ta rồi. Một chút khói thế thì có sao, cút. Đán phi tử tức giận, kêu gào, cả đám khói xanh kia đã bị nuốt vào trong. Không lâu sau đám xương tím lại lóe ra. Không lâu sau, một người ăn mặc theo phong cách phương Tây, đầu có một chiếc dây, quần áo bằng tơ lụa màu tím than. Chân đi một đôi giày rơm, mà rõ ràng dưới cả lớp giày đó còn có cả tường vân. Trong lúc đó đán phi tử cũng ra vẻ thần bí, kiểu hóa trang đó cũng gần giống như kiểu Phật tổ Như Lai trong TV đó. Người này tai rất to, môi cũng dày, mũi thì cao, thẳng, nhìn rất rõ ràng từng góc cạnh. Còn người đại sư Vân Ngư thì thô, thấy đán phi tử ra khói tím than lão hòa thượng này liền khó coi. Tiền bối là, đại sư Vân Ngư hỏi, âm thanh đó Diệp Phàm cũng nghe thấy. Nghe nói những người thuộc cảnh giới thần tiên thì dùng thuật truyền âm. Thuật truyền âm này chỉ có ông ấy truyền cho đối phương nghe thấy, nếu anh đứng ngay cạnh cũng không thể nghe thấy được. Còn lợi hại hơn công nghệ vô tuyến điện tử hiện nay, có chút giống như truyền âm thanh không dây có mật mã vậy. Đán phi tử nói, tiên bối là người thế nào với Diệp Phàm? Vân Ngư hỏi, đồ đệ đấy của ta không tồi chứ? Đán phi tử nói, ôi, đại sư Vân Ngư thất vọng, buồn bực, cuối cùng quay người nói. Sư thúc trả đồ lại cho họ. Không được, Vân Ngư, ta là sư thúc của con, không được làm thế. Phi không tức giận, nhìn Vân Ngư rồi lắc đầu. Trả lại cho anh ta đi. Vân Ngư nghiêm mặt nói. Vân Ngư, con hãy nghĩ đi, không có ta thì sẽ không có con. Mặt Phi không đã đỏ lên, cảm thấy như ông ta đang mất mặt quá. Tôi lấy thân phận là phương trưởng của Hoa Không Tự, yêu cầu người trả lại thứ thuộc về họ. Bằng không người sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của tự. Ngư Vân lộ ra thân phận. Vân Ngư, ngươi là kiểu gì thế, cút đi, ăn cây táo, rào cây sung, khốn nạn. Phi không tức giận mắng chửi vài câu, đưa huyết trích trả lại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay ra lấy, còn Phi không mất mặt chạy đi. Anh đi đi. Vân Ngư cũng khó coi, nhìn Diệp Phàm rồi vẫy tay đi. Muốn bảo tôi đi là tôi đi sao, sao có chuyện tốt thế chứ? Diệp Phàm hừ nói, muốn gây khó dễ cho bọn họ chút cho hả giận, sóng khí hồn của đán phi tử truyền đến, đương nhiên có chút gian xảo rồi. Chủ yếu là tức Vân Ngư và lão hòa thượng đã muốn lấy đi mạng của mình. Đồ đệ, đi đi, đi nhanh đi. Lúc này đán phi tử truyền âm thanh đến. Diệp Phàm vừa nghe, nhanh chóng nói. Chờ một chút ạ, con còn muốn mang một người đi. Nói xong, Diệp Phàm lại đối đầu với Vân Ngư nói. Đại sư, tôi phải mang Mao Ni đi, nếu anh ta không muốn làm hòa thượng thì ông cũng thả người đi. Khốn kiếp, Mao Ni là người của chúng ta, dựa vào cái gì mà anh đòi mang người của tôi đi? Phi không lại quay người lại, vừa nghe đã mắng chửi rồi. Có thả người không? Diệp Phàm hừ nói. Gọi Mao Ni ra đây. Vân Ngư vẫy tay, không lâu sau, Mao Ni đã đến. Anh đi cùng anh ta đi, nếu anh không muốn làm hòa thượng thì tùy anh. Vân Ngư mặt xanh mét nói. Ha ha, cảm ơn, nhưng từ nay về sau các ông đừng làm phiền tôi nữa. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai rồi. Đi đi. Đán phi tử thở dài nói. Lần này Diệp Phàm không hỏi thêm nữa, cùng Mao Ni đi luôn, Nam Vân Thiên Mi và Sa Thiên nhanh chóng đi theo. Không lâu sau đã đến chân núi rồi, Sa Thiên cũng lái xe đưa Mao Ni đi. Còn Diệp Phàm lái xe chở Nam Vân Thiên Mi. Vì sao? Diệp Phàm hỏi. Anh đó, Nagi từ đầu tôi đã nói với anh rồi. Sư phụ sớm đã mất rồi, đấy chỉ là nội khí mà để lại thôi. Hơn nữa, chỉ có thể xuất hiện một lần, dọa người ta là được rồi, lại còn gây chiến với họ, anh chắc chết đó. Đán phi tử nói, cuối cùng lại nói. Nhớ lấy, bản đồ mê cung, vật báu thiên tinh, vật báu trong quan tài. Anh phải nhanh chóng đột phá lên thần tiên đi. Đến lúc đó có thể giải được mật thất trong mê cung. Khiến cho công lực của anh có thể đạt đến cảnh giới mà anh suy nghĩ. Đán phi tử nói xong, dùng mắt ưng quan sát, Diệp Phàm phát hiện ra. Từ trong xương ngón tay có thể tìm thấy được màu tím, không lâu sau đán phi tử biến mất. Ông lão này đúng là thần bí, Diệp Phàm nghĩ trong lòng. Diệp Phàm, đại sư Vân Ngư rõ ràng là thân thủ thần tiên, sao ông ấy có thể để cho anh đi. Tôi thấy lão hòa thượng này không phải là người tốt.
rõ ràng là muốn hủy anh ở núi Ngũ Đài Sơn mà. Nam Vân Thiên Mi có chút nghi hoặc, bởi vì cô không thấy Đán Phi Tử. Ha ha, không phải là con rơi của sư phụ đã phát huy tác dụng sao? Tôi vừa sử dụng mà Vân Ngư đã sợ rồi, sau đó sau khi suy xét cẩn thận, cuối cùng ông ta cũng đã tha cho chúng ta. Sư phụ đúng là uy phong rồi. Diệp Phàm dối nói. Đó là đương nhiên rồi, ông nội tôi là người thế nào chứ? Nam Vân Thiên Mi nói. Xem ra Vân Ngư đã biết bức Vương Nam Lăng, nhưng cuối cùng cũng vẫn muốn hủy diệt tôi, Vân Ngư, sẽ có một ngày khiến ông phải thảm. Diệp Phàm nghĩ trong lòng thế. Giờ khắc này khiến cho Diệp Phàm cũng phải nghi ngờ đến uy danh của bức Vương Nam Lăng. Xem ra danh tiếng đó cũng không thể để cho thiên hạ phải sợ. Vì sao, hôm nay nếu không nói cụ thể thì không xong đâu. Phi không tức giận, đáp đi 7-8 cốc trà, chỉ vào mặt Vân Ngư nói. Hắn là đệ tử của bức Vương Nam Lăng. Vân Ngư nói. Đáng cười, từ bao giờ mà anh lại nhát gan như thế? Bức Vương thì sao chứ, giờ không phải là đang ẩn giật sao, có cơ hội để mà thể hiện không? Mà ông ta còn chưa chết thì cũng đã già rồi. Phi không châm chọc nói. Không phải tôi nhát gan mà tôi cũng đã suy nghĩ cho cả Hoa Không Tự. Nếu như để ông ta ra tay thì chắc chắn là chúng ta thảm rồi. Chứ hoàn toàn không phải là bản thân tôi sợ, tôi đã quyết định không thể làm loạn lên đỏ. Bằng không tương lai của Hoa Không Tự sẽ thành mối họa. Vân Ngư giải thích nói. Đừng có mà giả bộ với tôi, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Một bức vương thì sao có thể có sức mạnh như thế? Phi không hỏi lại. Vâng, còn có một người nữa. Vân Ngưu nói ra việc Đán Phi Tử đến. Làm sao có thể thế, người này căn bản không hiện thân. Một người sao lại có thể giấu đi xương cốt của mình, mà ông ấy không phải thần tiên. Phi không tỏ ra không tin nói. Người đúng là không thể giấu đi được thân hình mình, nhưng chắc chắn người này không ở bên Diệp Phàm. Chỉ là dùng nội khí để tạo ra hình ảnh thôi. Như thế thì còn lo lắng gì chứ, nhưng tôi lo lắng chính là, công phu của người này quá mạnh, khí thế này chúng ta không thể nào mà địch lại được. Anh nghĩ xem. Ông ấy dùng chút nội công mà có thể giấu đi bên trong được, cũng phải khiến cho người thuộc cảnh giới thần tiên như tôi cũng phải ghê sợ, thì cũng đoán được công phu người này cao thế nào, đơn giản là chính tôi cũng không dám tưởng tượng. Còn về bức vương, chỉ là một kiểu con nít, nếu như tôi có thể hủy Diệp Phàm thì kết quả này anh cũng có thể nhìn ra, Hoa Không Tự kia chắc chắn cũng hết thôi. Vân Ngư tối mặt nói, anh có chắc chắn là ông ta còn lợi hại hơn cả bức vương không? Phi không cũng ngưng trọng hỏi. Tuyệt đối là như thế, người này đã thông qua thuật truyền âm để thông báo cho tôi. Ông ấy nói một câu mà tôi đã có cảm giác nghẹt thở rồi. Đúng là rất đáng sợ, chúng ta dùng nhất trụ thanh cũng chỉ là một trò chơi trẻ con thôi. Ông ấy cửa nói ra một câu là có thể lấy được mạng mình rồi. Vân Ngư nói, như vậy người này là thuộc cảnh giới nào? Phi không cũng thấy sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi, có thể là còn cao hơn cả thần tiên rất nhiều lần. Cụ thể là bao nhiêu lần thì tôi cũng không thể nào rõ được. Không ngờ trong xã hội này lại còn có cao thủ siêu phàm như thế. Nếu nói về võ thuật thì chắc chắn là ở cảnh giới vĩnh viễn không chấm dứt rồi. Sư thúc, chúng ta cần phải cố gắng. Vân Ngư nói. Hừ, vậy thì anh nỗ lực đi, tôi không được rồi. Cả đời này chắc chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Phi không hừ một tiếng, giận dữ xoay người đi. Tôi đến, trong rừng cây hẻo lánh dưới núi Ngũ Đài. Huyết trích tử thanh long đã linh hoạt nhảy ra, Diệp Phàm đột nhiên dốc toàn lực, nội công cũng dũng mãnh tiến về huyết trích tử. À, đã có ảnh rồng rồi. Sa Thiên không nhịn được, cũng phải hét lên, còn Nam Vân Thiên Mi cũng nghi hoặc nhìn huyết trích tử. Kỳ lạ, trước kia sao không thấy huyết trích tử thanh long thành hình rồng. Diệp Phàm thu tay lại, kinh ngạc nhìn huyết trích tử trong tay. Trước kia công lực của anh không đủ, giờ đã có thể đến cảnh giới khiến cho huyết trích tử thể hiện rồi. Huyết trích tử này là khi để mưu sát Ung Chính, thời đó cao thủ cũng không ít. Có lẽ người có thể sử dụng bốn vương khí này chắc chắn phải là cảnh giới thần tiên rồi. Trong tay họ có huyết trích tử, có thể là vốn chính huyết trích tử cũng không thấy. Trên không trung có thể thấy được hình ảnh một con rồng. Mà huyết trích tử cắn lấy đầu, thì cái bóng kia cũng đang cắn. Uy lực của nó không thể hơn mấy lần so với hình ảnh con rồng kia. Nam Vân Thiên Mi nói. Hình ảnh rồng này sao mà có được? Sa Thiên nói. Thực ra, cũng không có gì là thần bí. Chỉ là nội khí của tôi đã tiến hóa thành hình rồng thôi.
Đương nhiên huyết trích tử đóng vai trò trung gian cũng không thể thiếu được. Nếu như trực tiếp dùng nội khí của anh để làm thành hình ảnh giả thì chỉ có đến cảnh giới thần tiên mới làm được. Dưới cảnh giới đó chắc chắn là không làm nổi. Sư phụ Nam Lăng cũng đã làm được thế. Diệp Phàm nói. Tôi nghĩ, huyết trích tử thanh long này không phải hoàn toàn là hình ảnh giả không? Uy lực của nó có thể tăng thêm mà. Nam Vân Thiên Mi nói. Diệp Phàm lại làm lại một lần nữa, lại nhẹ nhàng cho ra một hình rồng chân cây. Sa Thiên không khỏi chớp mắt, bởi vì không ngờ một cái cây to như thùng phi mà bị huyết trích tử kia cắn đứt, rồi đổ huỳnh xuống. Theo đường kính thế này, một miếng có thể cắn ba bồn người chẳng có vấn đề gì. Quả nhiên là lợi hại. Sa Thiên nói, nhìn Diệp Phàm nói. Anh Diệp, ngày mai đã đặt vé đi Nhật rồi. Chúng ta phải lấy được huyết trích tử Bạch Hổ về. Đã điều tra về nhà họ không trạch chưa? Diệp Phàm hỏi. Chương 3040, tàn nhẫn. Vừa rồi Trương Hùng thông báo, trong nhà không nhà họ không trạch có 5 người là thập nhị đẳng. Tuy nhiên, chỉ có mình không trạch bản tú là bán thần tiên thôi. Chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. Với thực lực của anh, ngoài ra còn có tôi hoàn toàn có thể khống chế được không trạch bản tú. Mà Nam Vân Thiên Mi đối phó với 7, 8 cao thủ tê thập nhị đẳng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nhà họ không trạch không thể có nhiều cao thủ thập nhị đẳng như vậy. Sa Thiên nói. Buổi chiều ngày hôm sau, 2 giờ, ba người Diệp Phàm đứng trước khu rừng cách nhà họ không trạch khoảng mấy trăm mét. Nhà họ không trạch nằm ở một sườn núi hẻo lánh, là một ngôi nhà Nhật Bản điển hình. Tuy nhiên, tương đối rộng, chừng 1.000 mét. Không trạch bản tú ở nhà không? Diệp Phàm nghiêng đầu hỏi một người trung niên bên cạnh. Người này được gọi là Tổng Vô Tình, là trạm trưởng trạm thường trú của tổ đặc nhiệm A ở Nhật Bản. Giống mấy quốc gia lớn, tổ đặc nhiệm A cũng có người thường trú ở đây. Đương nhiên, đóng quân bí mật, hơn nữa, bên ngoài còn có 7-8 đội viên báo săn. Đương nhiên, thường trú ở nước ngoài này không giống với các tổ chức an ninh khác. Họ thu thập thông tin liên quan đến bí mật an toàn tối cao của đất nước. Hơn nữa, có tình hình khẩn cấp còn phải làm nhiệm vụ. Bởi vì tổ thường trú ở nước ngoài còn có một năng lực tấn công nhất định. Phải đem nguy hiểm diệt trừ ngoài đất nước. Tổ thường trú ở nước ngoài của tổ đặc nhiệm A do một tổ ngoài nước phụ trách thống nhất. Người cũng khá nhiều. Ông ta mới từ Hokkaido trở về, chắc chắn ở nhà. 2 giờ chúng tôi phát hiện ông ấy về nhà. Tuy nhiên, so với bình thường, sắc mặt người này có chút thay đổi. Tổng Vô Tình nói. Thay đổi như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Lần này trở về mặt trở nên đỏ, màu đỏ không giống làn da đỏ bình thường. Mà nói như thế nào nhỉ, có chút giống như người uống say. Tuy nhiên, không trạch bản tú hình như không uống rượu, việc này có chút khác thường. Tổng Vô Tình nói. Có phải là đang luyện võ công gì đặc biệt không? Nam Vân Thiên Mi sửng sốt hỏi. Rất có thể. Tổng Vô Tình gật đầu nói, hết thảy biến hóa đều có nguyên nhân, không thể vô duyên vô cớ. Đặc biệt đối với cao thủ như ông ta. Một chút biến hóa có thể quyết định đến việc thắng bại trong chiến đấu, qua loa không được. Việc này, xin anh cũng phải cẩn thận. Hai người chỉ còn lại tôi, người kia đã ra nước ngoài nhận nhiệm vụ. Các đội viên khác thân thủ quá thấp, không thể giúp việc gì. Ở đây không thể dùng vũ khí nóng. Giúp thì không cần, chỉ cần ông chuẩn bị đường lui cùng với thông báo tin tức chính xác là được. Tuyệt đối không thể dùng súng, tránh khiến cho tổ thần đạo của Nhật Bản nghi ngờ. Đúng vậy. Nếu nhà của không trạch bản tú rối loạn, chắc chắn sẽ khiến cho tổ thần đạo của Nhật Bản nghi ngờ, cử nhân viên đến điều tra. Có thể hủy người của nhà không trạch bản tú thì người này thân thủ vẫn còn được. Tống Vô Tình nói, lần này chúng ta xuống đây chỉ lấy lại đồ vật, không cần hủy gia tộc không trạch bản tú. Đương nhiên, khi cần cũng không thể lưu tình. An toàn của chúng ta mới là quan trọng, đương nhiên tổ thần đạo muốn tra ra cái gì cũng không dễ dàng. Bởi vì kẻ thù của nhà họ không trạch không ít, làm người khai sơn thủy tổ của trường phái không đao, nhà họ không trạch ngàn năm trôi qua cũng kết không ít thù hận. Nghe nói nhà họ không trạch cùng nhà Thu Sơn có mâu thuẫn không thể giải quyết đấy. Diệp Phàm nói, tuy nói gia tộc có thù với nhà họ không trạch nhiều, nhưng nếu như là người trong nước Nhật thì cách của họ sẽ không giống mình. Những việc này tổ thần đạo cũng không phải ngốc, rất có thể sẽ nghi ngờ đến cao thủ của nước ta. Hoàng hôn lặng lẽ đến. Nhà họ không trạch cũng đã sáng đèn, bên ngoài tường treo đèn lồng bát giác, nhìn rất trang nghiêm đại khí. Ba người tìm chỗ đặt chân liền trèo vào. Ba người tìm một hồi cũng không phát hiện bóng dáng không trạch bản tú.
có lẽ là đến chỗ bí mật để luyện công. Nam Vân Thiên Mi nhíu mày nói. Vậy dùng rắn, dùng mọi cách để tìm ra chỗ của ông ta. Sa Thiên nói. Ừ, tuy nhiên, không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Chúng ta liền ra tay với chủ nhà Không Trạch Điền Do. Bắt cóc là được, đến lúc đó, Không Trạch bản tú không thể không ra ngoài. Diệp Phàm nói tốt nhất là trói mang ra ngoài, không nên đánh nhau ở đây, rất thu hút. Không Trạch Điền Do chỉ mới có thân thủ thập đẳng, Sa Thiên ra tay là xong, và khi dẫn người này đi còn làm bị thương ba người của nhà họ Không Trạch. Mang 50 triệu đô la Mỹ đến Hậu Mao cốc đổi người. Sa Thiên dùng tiếng Anh nói trước khi bỏ đi. Lập tức nhà họ Không Trạch đại loạn. Hậu Mao cốc là một khu vực cỏ dại mọc, hai bên đều là cây cao lớn cùng vách đá, phía dưới còn có một dòng suối nhỏ chảy qua. Bình thường rất ít người đến đây. Sa Thiên đứng đợi ở trên một khối đá ở Hậu Mao, Nam Vân Thiên Mi cùng Diệp Phàm ẩn mình trong vách đá đối diện nhìn chăm chú. Mà Tổng vô tình dẫn theo vài người bí mật ở ngoài thung lũng, bất cứ lúc nào thông báo tin tức. Báo cáo cầu tử, Không Trạch bản tú đã đến đây. Diệp Phàm nghe giọng Tổng vô tình trong tai. Tới rất nhanh đấy, có tình hình gì, mấy người? Diệp Phàm hỏi. 4, Tổng vô hình nói. Có phát hiện vũ khí nóng cái gì không? Diệp Phàm hỏi. Thông qua phân tích đặc biệt, không phát hiện đồ vật như vậy. Tôi nghĩ, Không Trạch bản tú tự cao như thế, ông ấy cũng khinh thường người dùng vũ khí nóng. Những cao thủ như vậy trời sinh rất mâu thuẫn với vũ khí nóng. Bọn họ cho rằng, tùy tay có thể hái hoa giết người, vũ khí nóng lấy ra chỉ là việc vô bổ. Tống vô tình nói. Ba người khác có phải đều là người của nhà họ Không Trạch không? Diệp Phàm hỏi. Có hai người trong đó, một người tên là Không Trạch Nhất Mộc, là người con thứ hai của Không Trạch bản tú, thân thủ đẳng cấp thập đẳng. Một vị khác là Không Trạch Lan, là nữ, là một người kiêu ngạo của nhà họ Không Trạch, thân thủ đẳng cấp 11, tuổi cũng không lớn, chừng hơn 30 tuổi. Là hy vọng lớn sau khi người kế cận của Không Trạch bản tú, Không Trạch Nhất Lang thành phế nhân. Còn có một võ sĩ mặc áo đen. Người này chúng tôi không rõ ràng lắm. Hẳn không phải là người nhà họ Trạch, chúng tôi chưa từng thấy anh ta. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ người này cũng là người của nhà họ Không Trạch. Nhà họ Không Trạch là một gia tộc rất lớn. Người trong nhà hơn 1.000 người, chúng tôi không thể nắm hết về họ. Tổng vô tình nói. Người này bao nhiêu tuổi? Diệp Phàm hỏi. Nhìn qua chừng 15 tuổi, tuy nhiên, quá xa không dễ đoán. Tống vô tình nói. Đến gần, đôi mắt ưng của Diệp Phàm cuối cùng cũng thấy rõ ràng. Mặt Không Trạch bản tú thật sự là đỏ. Dù buổi đêm cũng có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên, cảm giác mặt của ông ta dường như có chút phình to. Mà người mặc áo đen, Diệp Phàm phát hiện, một người sắc mặt như dao gọt, một đôi mắt sắc bén như đao. Tuy nói Diệp Phàm núp trên cây nhưng khi ánh mắt người này quét đến, cũng làm cho người ta cảm giác bị sói theo dõi. Ánh mắt rất sắc bén. Người này công lực không thấp, lúc này Nam Vân Thiên Mi đối diện cũng cảm thấy được, nói vọng sang. Chúng ta phải cẩn thận rồi, không thể tưởng tượng được Không Trạch bản tú có cao thủ như vậy làm bạn. Xem ra chuyện hôm nay không phải dễ dàng giải quyết, Diệp Phàm nói, hắn dùng đôi mắt ưng quét nhìn một hồi, không phát hiện tình hình gì. Mà Tổng vô tình cũng thông báo, nói là không phát hiện người khác của nhà họ Không Trạch xuất hiện. Vì thế Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi. Cùng Nam Vân Thiên Mi lộ thân đến chỗ cạnh Sa Thiên. Các anh là ai? Không Trạch bản tú dùng tiếng Nhật Bản hỏi. Không cần quan tâm chúng tôi là ai, 50 triệu đô la có không? Diệp Phàm dùng tiếng Anh lạnh lùng hỏi. Đúng lúc này Không Trạch bản tú nháy mắt. Người áo đen đột nhiên bắn lên, như mũi tên, thẳng đến chỗ Nam Vân Thiên Mi. Hai bên đối nhau một chưởng nhanh như cắt. Băng! Một tiếng vang như cái gì đó bị bẻ gãy. Nam Vân Thiên Mi cùng người áo đen lui về sau khoảng 40-50 mét mới đứng vững. Không Trạch bản tú nhíu mày hừ nói cũng không tệ lắm, tôi nói, dám ra tay với nhà họ Không Trạch. Nhưng không quản các anh như thế nào, dám mạo hiểm phạm vào người nhà họ Không Trạch chúng tôi, là tội chết. Tuy nhiên, tôi hôm nay tâm trạng không tệ, tha chết cho các anh, lập tức trả Điền Do ra đây. Các hạ nghĩ chúng tôi là trẻ con có phải không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Không Trạch bản tú đột nhiên phát lực, Diệp Phàm cảm thấy một ảo ảnh đến trước mặt. Vội vàng dùng ngư ba khiêu lãng trượt sang bên. Nhìn rõ vừa rồi mà Không Trạch bản tú tấn công mình chính là bạch hổ huyết trích tử mà ông ta cướp đi. Không thể tưởng tượng lão già này không ngờ dùng một chút môn đạo trong đó.
Huyết Trích Tử vừa chuyển đã trở lại, giống như một bàn tay chộp đến đầu của Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn cảm giác được, Trạch Bản Tú vẫn không thể dùng được tinh túy trong đó. Sử dụng vẫn có độ cứng, có lẽ dùng sức mạnh nội thức để khống chế Huyết Trích Tử rồi. Diệp Phàm giật mình, theo phương pháp hành động, cố ý bổ nhào về phía trước không Trạch Bản Tú, quả nhiên trúng kế, Huyết Trích Tử trảo qua đó. Đúng lúc này, Diệp Phàm lại xoay ngược lại. Dùng ngư dược ưng phi, giống như cá bơi chuyển đến phía sau Huyết Trích Tử. Thanh Long Huyết Trích Tử đột nhiên được triển khai ra. Một ảo ảnh thanh long không tiếng động đi ra một cái liền cắn trúng Bạch Hổ Huyết Trích Tử kéo về. Bạch Hổ Huyết Trích Tử bay về phía tay Diệp Phàm. Không Trạch Bản Tú tức giận hai tay nắm chặt kéo trở về. Với cú kéo này, Bạch Hổ Huyết Trích Tử đứng lại giữa không trung. Nhưng Bạch Hổ Huyết Trích Tử vẫn bị Thanh Long Huyết Trích Tử khống chế. Hai bên bắt đầu thế giằng co. Nếu nói cứng rắn thì chắc chắn Diệp Phàm không bằng ông ta được, nhưng Diệp Phàm lại có ưu thế là Bạch Hổ Huyết Trích Tử đã bị Thanh Long Huyết Trích Tử cắn vì thế mà hơn, hai bên so sánh ra thì ngang nhau rồi. Chương 3041, Huyết Trích Tử hòa hợp. Mà người mặc áo đen và Nam Vân Thiên Mi cũng đang đấu lại với nhau. Sa Thiên đã lao ra đấu với Không Trạch Nhất Mộc và Không Trạch Lan. Không Trạch Lan có thân thủ đẳng cấp 11, cộng thêm cao thủ cấp 11 Không Trạch Nhất Mộ, Sa Thiên phải cố hết sức. Sa Thiên không có cách nào, đành phải dùng đến Hoan Hỷ Phật Điệp Xí nhảy lên không trung, lợi dụng độ cao để tấn công hai người. Thật sự đánh không được, liền quạt cao một chút, vừa thấy Sa Thiên nhảy lên cao, Không Trạch Lan liền hướng Diệp Phàm tấn công. Tuy nhiên, Sa Thiên lại tấn công trở lại, ba người lại chiến đấu với nhau. 15 phút sau, Nam Vân Thiên Mi cùng người áo đen lực ngang nhau. Mà Sa Thiên là liều mình bám trụ với Không Trạch Nhất Mộc và Không Trạch Lan. Còn Diệp Phàm bên này cũng rơi vào tình hình xấu, bởi vì, nội lực của Diệp Phàm chống đỡ hết nổi rồi. Mồ hôi đã toát ra như hạt đậu. Không Trạch Bản Tú vẻ mặt cười dữ tợn, nội khí như tuôn ra. Bạch Hổ Huyết Trích Tử bị ông ta kéo đến tay rồi. Đúng lúc này Diệp Phàm đột nhiên buông lỏng tay. Thanh Long Bạch Hổ hai Huyết Trích Tử vương khí như tên rời cung đâm hướng về phía Không Trạch Bản Tú. Lão già này cười hô hố một tiếng, tay một quyền đem hai sát khí cuốn đi. Chẳng qua lão già này quá kiêu ngạo rồi. Diệp Phàm dùng Trạc Tình chỉ đúng chỗ, két một tiếng, Không Trạch Bản Tú kêu thảm một tiếng, mãnh liệt thối lui đến hơn 100 mét. Lão già này sắc mặt tương đối khó nhìn. Bởi vì mũi bị Diệp Phàm dùng Trạc Tình chỉ đâm đi một nửa. Còn lại một nửa đầy máu tươi khiến ông ta hét to một tiếng thằng nhóc, để mạng lại. Không Trạch Bản Tú giống như người điên, mặt càng đỏ hơn. Hơn nữa cả mặt hình như phù lên rất nhanh. Không lâu, đầu của Trạch Bản Tú như trái bóng ra vậy đã lớn gấp hai lần ban đầu. Mà từ xa cũng như một quả bóng màu hồng. Cả người ông ta giống như một quả đạn pháo đánh về phía Diệp Phàm. Nghe nói đây là chiêu thuật tuyệt mật cao nhất của nhà họ Không Trạch. Chiêu thuật này được sử dụng, có thể bức toàn thân huyết khí ra tay. Huyết khí này cùng nội khí dung hợp một chỗ, lực công kích lớn gấp 3-4 lần công pháp bình thường. Với oai lực của Không Trạch Bản Tú lúc này hoàn toàn có thể so với một trưởng người bước vào cảnh giới thần tiên. Diệp Phàm cũng cảm thấy áp lực chưa từng có, dường như máu trên người đều sôi trào, khuếch trương ra ngoài, cả người rất khó chịu. Đây là điểm lợi hại nhất của huyết ban nhà họ Không Trạch. Nó có thể ảnh hưởng đến máu của đối thủ. Ngư phá long môn. Diệp Phàm hét lên một tiếng, dùng toàn bộ nội tức bước ra ngoài. Rất nhanh vận động bên trong, nội tức biến đổi thành một con rồng nhỏ. Miệng mở lớn cắn về phía Không Trạch Bản Tú. Bang! Nội khí vẫn không đủ, hơn nữa Không Trạch Bản Tú phát ra công lực điên cuồng. Diệp Phàm bị huyết ban của ông ta đẩy ngã xuống hơn 50 mét. May mắn Nam Vân Thiên Mi vội vàng dùng giải lụa ngũ sắc lót mông hắn, mới khiến cho hắn không bắn vào vách núi thành dưa hấu vỡ vụn. Ai cũng không thể cứu được cậu. Không Trạch Bản Tú lại điên cuồng, huyết ban lại ra. Hai tay đều đỏ như máu. Một ảo ảnh màu đỏ rung động trên không trung mang theo bầu trời đầy xương máu hướng về phía Diệp Phàm. Thấy không được Nam Vân Thiên Mi bị người áo đen quấn lấy, gấp đến độ hét lớn. Bên trên, Diệp Phàm cuối cùng hét lên, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ ba cái Huyết Trích Tử đều bị hắn đánh tới bầu trời đầy máu. Ánh sáng kỳ lạ chợt lóe lên. Kỳ tích đã xảy ra. Ba Huyết Trích Tử không ngờ đụng vào nhau một cách kỳ lạ, trong nháy mắt một quái vật rất lớn xuất hiện. Quái vật này giống con rùa, bên dưới còn có một cái chân có thể bắt mà đầu cũng là một vòi nước,
dung hợp với đầu hổ, mà vòi nước chiếm đa số. Những vật quái dị này đột nhiên há mồm, khẽ thở, không ngờ đem xương máu cùng huyết quan đều hút hết. Mà Diệp Phàm cuối cùng đánh cược một lần, quái vật này trong nháy mắt đã đến trước mặt Trạch Bản Tú. Két, mấy tiếng bạo vang, không Trạch Bản Tú kêu lên mấy tiếng thảm thiết đâm vào vách núi. Bởi vì, ngực lão già này bị đồ vật quái dị kia lột một mảnh thịt to như bàn tay. Nếu tính cân tuyệt đối không dưới nửa cân, máu tươi chảy ra đầm đìa. Bên trong lộ ra một mảnh xương sườn trắng hếu. Người áo đen vừa thấy, vội vàng nhảy tới, hai bên hợp lại một trường công kích về phía quái vật kỳ lạ. Mà Nam Vân Thiên Mi cũng dùng giải lụa ngũ sắc tung ra, đùng hai tiếng, không Trạch Lan cùng không Trạch Nhất Mộc đang đấu với Sa Thiên đều bị bay lên không trung. Đùi phải của không Trạch Nhất Mộc bị giải lụa ngũ sắc chém nứt bắn ra, y kêu thảm rồi ngã xuống. Không Trạch Lan bị giải lụa đập vào mặt, cô ta ôm mặt đầy máu. Vừa chuyển, Nam Vân Thiên Mi lại tấn công người áo đen bằng giải lụa. Tuy nhiên, vẫn là hơi muộn một chút. Người áo đen cùng không Trạch Bản Tú hợp lực đánh tới quái vật khổng lồ. Hai người bán thần tiên hợp lực, lực vô cùng lớn. Một tiếng nổ ầm vang. Xương máu tràn ngập không trung, cát đá bay khắp nơi. Giống như mấy quả bom nổ tung vậy. Đất đá bị nổ tung lộ ra một hố sâu đến 7-8 mét. Đang tức giận giống lên một tiếng, giải lụa ngũ sắc của Nam Vân Thiên Mi quất vào lưng người áo đen. Lập tức, áo của y bay đi. Lưng của y có một rãnh sâu đến 2 cm, máu tươi bắn ra. Roi ngũ sắc quét đến chỗ cổ của không Trạch Bản Tú, đương nhiên cũng là máu tươi ứa ra. Mà cả người Diệp Phàm được Sa Thiên cõng lên lưng chạy như điên. Nam Vân Thiên Mi đuổi sát theo sau, tổng vô tình bên ngoài cũng lập tức bỏ chạy rồi, bởi vì người nhà họ không Trạch ra đã chạy đến bên ngoài. Anh ta không sao chứ? Nam Vân Thiên Mi hỏi. Không biết, bây giờ là ngất đi thôi. Không Trạch Bản Tú cùng người áo đen hợp sức tấn công rất mạnh. Cũng không biết hắn có chịu đựng được không. Sa Thiên vừa kiểm tra vết thương cho Diệp Phàm vừa lo lắng nói. Để tôi xem, Nam Vân Thiên Mi không ngại rồi, quần áo Diệp Phàm đều bị cô xé ra, ngay cả quần lót cũng bị cô ném sang một bên, Nam Vân Thiên Mi cẩn thận kiểm tra rồi đứng lên. Thật lâu sau cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không việc gì nghiêm trọng, anh ta chỉ bị choáng thôi. Hai đại cao thủ hợp lực không phải ai cũng có thể chịu được. Nam Vân Thiên Mi nói vẻ mặt đầy mồ hôi. Hai tiếng sau, Diệp Phàm tỉnh lại, vừa mở mắt phát hiện đang ở trên một con thuyền đánh cá. Mọi người không sao chứ? Diệp Phàm nhìn Nam Vân Thiên Mi một cái hỏi. Không sao, bị thương một chút thôi. Nam Vân Thiên Mi nói. Anh thấy thế nào? Sa Thiên hỏi. Cả người bủn rủn không có chút sức lực nào, nghỉ ngơi một hồi hẳn không việc gì. Những cái khác đều là bị thương ngoài da. Diệp Phàm nhìn cơ thể một cái, đột nhiên mặt đỏ lên, hung hăng nhìn Sa Thiên một cái. Anh, đây không phải là chủ ý của tôi, là Thiên Mi muốn kiểm tra thương thế của anh. Việc này, phải nắm chắc thay đổi thương thế của anh cho nên, sao quên không mặc vào. Sa Thiên vội vàng giải thích một chút. Việc này không giải thích thì tốt, giải thích thì ý vị mờ ám càng đậm. Một người đàn ông, nhìn thì nhìn, có cái gì? Thân xác thối tha của anh, tôi không có hứng thú. Nam Vân Thiên Mi châm chọc nói, Sa Thiên đứng bên cạnh thiếu chút nữa cười thành tiếng. Ha ha, Diệp Phàm cười khổ một tiếng, kêu lên. Sa Thiên, cậu làm gì đấy còn không tìm quần áo đến đây? Sa Thiên vội vàng đi lấy quần áo. Mấy người không Trạch Bản Tú thế nào? Diệp Phàm vừa mặc quần áo vừa hỏi. Chắc chắn cũng bị thương nặng rồi, một tên chân bị Nam Vân Thiên Mi chặt đứt. Tôi thấy cả người họ đều là máu, ít nhất trong vòng nửa năm không thể khôi phục. Sa Thiên vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Huyết trích tử của tôi đâu? Diệp Phàm hỏi. Thu hồi lại rồi, Nam Vân Thiên Mi lấy ra ba cái huyết trích tử hỏi rất lạ, ba cái này va chạm hình như có thể vỡ ra một đồ vật quái dị gì đó. Cơ thể giống con rùa, chân là chân hổ, mặt giống con rồng, tuy nhiên, cũng một phần là con hổ. Có phải là ba cái có thể dung hợp không? Anh xem. Thanh Long hình rồng, Bạch Hổ hình hổ, mà Huyền Vũ chính là rùa rồi, còn kém nhất Chu Tước, tôi nghĩ, những thứ này kết hợp lại, có phải là còn cần Chu Tước không? Tứ đại sát khí hoàn toàn dung hợp, tôi nghĩ uy lực này là vô cùng. Diệp Phàm nói, hẳn là thế, đáng tiếc Chu Tước không thấy trên đời này lớn như vậy, đi nơi nào tìm? Sa Thiên nói, có lẽ Chu Tước đã bị phá hủy rồi. Diệp Phàm buồn bực lắc đầu vuốt vuốt ba cái huyết trích tử. Diệp Phàm,
tôi thấy anh vẫn muốn tìm binh khí của mình về, rốt cuộc là vì cái gì? Nam Vân Thiên Mi hỏi. Ôi, đây là bí mật, tôi không thể nói. Diệp Phàm lắc đầu. Không thèm, Nam Vân Thiên Mi nghiêm mặt hừ nói. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Phàm phải lợi dụng mấy ngày này làm quen với các loại công pháp và huấn luyện với binh khí. Cho nên, hắn về đến Hoành Không. Sáng thứ hai, Khổng Ý Hùng vào, nói Tổng Giám Đốc Diệp, dự án khai thác phát triển du lịch núi Thông Thiên đến giờ vẫn đang treo nửa vời thế này thật khổ. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Trương của Tập đoàn Tinh Đại đã rục rồi, nói cũng không thể chờ được nữa. Anh kiên trì giải thích cho ông ấy một chút, nếu muốn làm phải làm với quy mô lớn một chút. Nếu chỉ chúng ta bỏ vốn thì quy mô sẽ nhỏ. Không thể hình thành quy mô, không thể hấp dẫn du khách, đến lúc đó cũng không kiếm được tiền rồi. Mục tiêu của chúng ta là làm cho khu du lịch núi Thông Thiên thành khu du lịch hạng A. Phải lấy cấp độ A làm chuẩn, ít nhất nhất thời không đạt được, thì cũng là mục tiêu phấn đấu của chúng ta. Diệp Phàm nói. Ôi, chính là Mộc Nguyệt Nhi quá khó chơi rồi. Cứ ngang với chúng ta, không chịu gật đầu. Hiện giờ Vân Hùng cũng đều nghe cô, dù sao, tài sản này là của cô, Vân Hùng yêu cô còn không hết, đâu nghĩ đến người dẫn đường là chúng ta. Khổng Ý Hùng có chút oán giận rồi. Anh có lẽ chịu nhiều uất ức. Diệp Phàm cười, nhìn Khổng Ý Hùng một cái nói. Thật ra, thái độ Vân Hùng thay đổi thế cũng là bình thường. Dù sao mục đích ông ấy trở về chủ yếu để gặp Mộc Nguyệt Nhi. Mấy chục năm không dễ dàng gì. Đây là tình thân, chúng ta không thể oán giận Vân Hùng. Còn Mộc Nguyệt Nhi cô gái này thật khó dây. Thật sự không được chúng ta phải chuẩn bị, không thể thắt cổ chết ở gốc cây. Tổng Giám Đốc Diệp có ý là thay ông chủ. Khổng Ý Hùng hỏi. Chương 3042, công ty xây dựng số 1 của tỉnh. Nung vây, tuy nhiên, ông Chu nay cung thát sư la khó tim. Ông Chu co săn người ta lai không chịu đầu tư, khoan tiên lơn không cân, chúng ta lo lăng xuông cung vô dung. Diệp Phàm thờ dài nói như vậy đi, buổi tôi xe đi qua đo mốt chuyên xem có thể thuê Phúc Mốc Nguyệt Nhi không. Tôi thầy là không được, Khổng Ý Hùng tư xê dân nói. Sao thế, cô ta làm anh tư xê dân thát sư sao? Diệp Phàm hỏi. Ừ, cô gái này thát lời hai. Khéo mồm khéo miệng đây, tôi thiếu chắt nửa bì cổ biên thành ăn may đi xin cơm rồi. Khổng Ý Hùng tư xê dân. Ha ha ha, Diệp Phàm không nhìn được bật cười. Buổi chiều tôi, Diệp Phàm lại một lần nữa đứng trước ám Bắc Vân. Phát hiện Vân Hùng không ngờ đang ngồi trên một tàng đa trước cửa am, bên cạnh cung không có ai. Là Tổng Giám Đốc Diệp, chúng ta nói chuyện đi. Vừa thấy Diệp Phàm lò đầu ra, Vân Hùng cười ha ha nói. Lão Vân sư xê khoe đa tốt hơn nhiều. Diệp Phàm cười đi đến. Ừ, người ta nói là gấp truyền vui tình thân thoải mái, thát đùng vây, đời này tôi thấy đủ rồi. Chỉ cần Nguyệt Nhi có thể sống hạnh phúc nhưng thứ khác đều không quan trọng. Vân Hùng vẻ thoải mái. Đùng vây, tuy nhiên, Nguyệt Nhi cứ ở trong am có phải là không tốt không? Cô hiện giờ đã là phụ bà rồi. Diệp Phàm cười nói. Giàu hay nghèo không liên quan đến anh. Đúng lúc này một dòng nữ vang lên. Quay đầu nhìn lại phát hiện cô mời đi ra từ cửa chính của am. Đương nhiên là có liên quan. Diệp Phàm nói. Anh là gì của tôi, dựa vào cái gì? Mộc Nguyệt Nhi nghiêm mặt hừ nói. Chúng ta nói chuyện đi, tôi đang có chuyện tìm cô. Diệp Phàm đưa tay chỉ khu rừng cách đó không xa. Tôi không có hứng thú. Mộc Nguyệt Nhi không nề mặt hẳn chắc nào. Thôi vậy, chắc chắn cô sẽ phải hồi hận, có nghe hay không là do cô. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha ha, chắc tình toàn nhỏ nhặt của anh tôi do nhạt, đơn giản còn không phải muốn kéo tôi xuống nước có phải không? Khổng Ý Hùng của công ty các anh đã đến đây mấy lần, tư chiều khổ sơ rồi. Nói với anh lần cuối cùng, muốn tôi đầu tư vào khu du lịch núi Thông Thiên, chứ phi mặt trời móc phía Tây. Mộc Nguyệt Nhi trầm sốc cười. Cứ thử xem, tôi chỉ cho cô mấy ngày thời gian để quyết định. Nếu không, tôi không đợi thêm nữa. Diệp Phàm ném một viên thuốc cho Mộc Nguyệt Nhi, sau đó chào Vân Hùng đi nhanh về phía xe. Vừa về đến Chu Tước Sơn Trang, Khương Quân mang tài liệu vội vàng đã đến. Công ty xây dựng Thiên Ma hiện nay thế nào? Diệp Phàm mời anh ta ngồi xuống ghế như vừa nói. Mọi việc đều thuận lợi, ngoài công trình xây dựng chung cư, chúng tôi cùng nhận một số dự án nhỏ. Tiền lời không tệ, tuy nhiên, mấy hôm nữa việc đầu thầu đoàn đường ở thành phố Tinh Huy sẽ tiến hành. Bí thư làm tôi đã gấp rồi nhưng tôi vẫn thiếu tự tin. Vẻ mặt Khương Quân có chút lo lắng. Hẳn là có chút ám chỉ gì đó. Diệp Phàm cười hỏi.
Bi thư Lam cung không tê lăm, chẳng qua đôi thu cạnh tranh với chúng ta manh mốt chắt. Khương Quân nói. Có những ai? Diệp Phàm hỏi. Công ty xây dựng Sô một cua tinh, còn có công ty xây dựng Na Nầm Tây, công ty xây dựng Tam Đại, công ty xây dựng lớn này đều lâu năm rồi. Hơn nửa người ta đều có cấp bác đắc bia. Nói về tài chính hoặc kinh nghiệm chúng ta đều không bằng họ. Bí thư Lam chỉ có thể nhắc nhở chúng ta, công trình đường Tinh Huy này là dự án do tỉnh phê duyệt, tùy tiền đầu tư là của thành phố. Nhưng khắp nơi đều nhìn chăm chăm, đầu thầu cũng không thể làm bí mật. Nếu qua thát làm vậy thì ba người họ chắc chắn sẽ không phúc. Bí thư Lam với anh là bạn tốt, chúng ta không thể làm khó anh ta có phải không? Khương Quân nói. Ừ, việc này thật ra là vấn đề. Tuy nói chúng ta có ưu thế, nhưng ba công ty này đúng là ba công ty manh. Cậu có nghĩ đi ê chứ trước không? Diệp Phàm nói. Ra tay trước, kỳ thật không riêng gì chúng ta, họ cùng vây. Trong khoảng thời gian này đang dây xong, các công ty tham gia đầu thầu đều công kích lẫn nhau. Trên báo chí cùng đã nói. Đáng tiếc là ba công ty họ quá manh. Trong khoảng thời gian ngắn thát đúng là khó tìm được điểm yếu của họ. Hơn nửa công ty xây dựng Sô một cua tinh lại manh me. Khương Quân vẻ mặt có chút cay đắng nói. Công ty xây dựng Sô một cua tinh cùng là doanh nghiệp nhà nước lớn, ông chủ thật sự là sơ xây dựng tinh. Mấy năm nay, ở tỉnh chi tiêu cho không ít, hề là công trình lớn của địa phương đều có bóng dáng của họ. Tuy không thể nằm hề mọi công trình lớn nhưng bộ ổn họ đều là bộ phận chính của các công trình. Nguồn nước báu bở là bộ phận chính, mà thầu này cùng nhiều tiền nhạt. Dù sao, cấp trên của họ cùng là sơ xây dựng tinh. Phê duyệt kiểm tra thiết kế dự án đều phải trải qua sơ xây dựng tinh đây. Nếu không cho họ dự án, đến lúc đó họ tìm anh gây phiền toái thì cùng phiền rồi. Đây là quy tắc ngầm trong ngành sản xuất, mà chủ tịch công ty xây dựng Sô một con kiêm phó giám đốc sơ xây dựng. Không y hung nói. Một trường ngài vất lơn nhạt. Diệp Phàm thoáng chắt suy nghĩ rồi gật đầu. Bọn họ có ra chiều chưa? Có, việc này bí thư Lam do răng nhát, nếu không anh gọi điện thoại hỏi một chắt. Khương Quân nói. Thế là Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lam Tôn Quân. Diệp Phàm, gần đây tôi APLC rất lớn. Dự án đường Tinh Huy mỗi ngày tôi đều phải nhận trên trăm cuộc điện thoại. Các công ty này đều không hề thua kém, tiền vàng mi nư không nói, còn kéo thêm cả quan hệ. Một số đồng chí ở sơ xây dựng tinh đều được mời đến lần thứ N. Hơn nữa còn am chỉ công ty xây dựng tinh không riêng gì là cấp dưới của sơ xây dựng tinh. Mà giám đốc đương nhiệm của công ty xây dựng Sô một lại có cơ. Lam Tôn Quân nói nghe dòng điều hề sư xê buồn bư xê. Vì thái tử già nào? Diệp Phàm hỏi. Trung Húc, người này hơn 30 tuổi, tài tử khá nổi tiếng ở tinh. Là con trai của phó chủ tịch phụ trách xây dựng, đồng chí Trung Hà Lâm. Ông nội cùng là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu. Trung Húc 30 tuổi mà đã có chư xê vụ tương đương phó giám đốc sơ rồi. Anh ta nguyên là bí thư mốt huyền vừa chuyên đến công ty xây dựng Sô 1. Việc này mục đích có lẽ không khác việc cầu đền hoành không lắm. Thay đổi nhau, vài năm sau, lên đến cấp phó giám đốc sơ rồi. Cho nên, anh ta muốn làm ra thành tích, hơn nữa phải nhanh làm ra thành tích, bởi vì anh ta không chờ được. Lam Tôn Quân nói. Nói như vậy lần này công ty xây dựng Sô 1 của tỉnh không thể không trung thầu công trình đường Tinh Huy. Diệp Phàm Hư nói. Ý của các đồng chí ở công ty xây dựng Sô 1 là như vậy. Hơn nữa công ty xây dựng Sô 1 của tỉnh thư xê lư xê đúng là hung hầu. Dù bị mất giao cho họ thì người khác cùng không thể nói gì. Bởi vì mọi người đều biết chủ của công ty này là ai. Công ty xây dựng nào đàm đắc tội với sơ xây dựng. Đương nhiên, phần to họ nhân, phần nhỏ dành cho các công ty khác. Đã bình tĩnh lại chắt, Lam Tôn Quân nói. Vậy ý của cậu là công ty xây dựng thiên mà của chúng tôi không có đát riêng. Nhiều nhát là nhặt ít cơm thừa rượu cằn còn dư của họ có phải không? Diệp Phàm trầm sốc nói. Đó là đương nhiên, bát kê nói thế nào, cuối cùng tôi vẫn lấy cho các cầu một chắt. Tuy nói không thể so sánh với công ty xây dựng Sô 1 nhưng cũng không thể lấy được phần lớn rồi. Đương nhiên, tôi cũng muốn dành cho các cầu, nhưng tình thế kinh người. Dự án của chúng tôi vẫn đang trong tay sơ xây dựng đây. Đến lúc đó, công trình xong không thể không qua nghiêm thu, bao chúng tôi làm sao bây giờ? Làm tồn quần cùng khó vô cùng. Cậu già bồ ngơ ngẩn với tôi để lừa đảo sao? Có phải chuyện nghiêm thu cuối cùng còn phải tôi chạy không? Diệp Phàm Hư nói. Ha ha, anh Diệp cùng bia đây.
Lam Tôn Quân ở Tinh Thiên Vân Cung không có chỗ dựa vững chắc gì. Mặc dù là có hậu đài, đó cũng là thông qua anh Bắc Câu. Tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nói về năng lực ở tinh, tôi không được 1/10 của anh. Đến lúc đó thật sự nghiêm thù không được, bao tôi khóc cùng không có cách nào có phải không? Có được tất có mất, nếu anh Diệp cố gắng chiếm miếng bánh ngớt này của sơ xây dương tinh, thì phải dùng ít lưu xê có phải không? Lam Tôn Quân cười khan một tiếng. Cái gì gọi là quả cầu rắt vàng giờ tôi đã hiểu. Cầu đó, còn có mắt mùi nói như vậy. Trước kia công trình đường lớn tinh huy là cái lao hồ lây xuống đây. Sau đó không phải tôi nhắc nhở cầu cưng răn đe xuống, hiện giờ cầu ôm đôm rồi. Vừa mời là quyền bí thư, mong có phải là cùng vinh lên trời rồi không? Hơn nữa dự án đường lớn tinh huy cho cầu thêm hào quang, đồng chí Tôn Quân, uống nước cùng đừng quên người đào riêng. Diệp Phàm cười măng. Ha ha, anh Diệp, lời này của anh có chắt mỉa mai anh em rồi. Tôi chưa từng quên người đào riêng đây. Từ khi dự án đường lớn tinh huy được tỉnh phê duyệt tôi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Quan trọng chính là so sánh công ty xây dựng Thiên Ma các anh với công ty xây dựng số 1 của tỉnh không có chắt ưu thế nào. Việc này, rõ ràng như ban ngày, nếu tôi cưng rắn giao công trình cho các cầu, kia không phải chịu sự chỉ trích của ngàn người sao. Lam Tôn Quân nói, đây là cầu nói nếu chúng tôi có thể làm gì đó để ngăn người ta bàn tàn thì cầu sẽ làm việc nghĩa không chùn bước sắp chúng tôi có phải không? Diệp Phàm cười khan một tiếng hỏi. Đó là đương nhiên, tuy nhiên phải nói trước, để ngăn lời bàn tàn phải thử đăng cấp cao, nếu không anh tùy tiện đưa ra cơ gì đó thì vô dụng. Lam Tôn Quân nói, cậu thấy tôi là người không có cấp bác như vậy sao? Diệp Phàm trầm sốc cười nói. Nói vậy cùng không chính xác, Lam Tôn Quân nói xong một câu lấp từ xế cắp điện thoại. Cậu Diệp Phàm đã nghe được tiếng tút tút. Từ phòng vệ sinh đi ra. Diệp Phàm lấp tư xê hỏi Khương Quân, công ty xây dựng Thiên Ma chúng ta có bao nhiêu quân nhân soát ngu? 356 người, chiếm 70% số công nhân viên của công ty. Ngoài ra cũng có biên chế bộ phận cho quân nhân soát ngu. Còn có mười mấy kỹ sư cao cấp, một số nhân viên không liên quan đều bị tôi gạt xác ra ngoài. Còn tuyển thêm một số nhân viên ở bên tổng công ty sang. Bây giờ 80% công nhân công ty là do chúng tôi tự tuyển rồi. Có 20% là của công ty cũ. Đương nhiên, công ty cũ cùng đã được mở rộng thêm không ít. Nếu nói về quy mô thì gấp đôi rồi. Khương Quân có chắc không hiểu nhưng thành thật nói. Chương 3043, Tổng Giám Đốc Diệp thật sự là cao minh. Anh nói xem, chúng ta lấy quân nhân xuất ngũ làm việc chính có phải là công ty xây dựng là một đơn vị? Diệp Phàm cười thần bí. Đó là đương nhiên thôi. Khương Quân nói chúng ta giúp nhà nước giải quyết công việc cho mấy trăm quân nhân xuất ngũ. Sau đó Khương Quân dường như là hiểu ra, vỗ đầu một cái, cười nói cao minh, vẫn là Tổng Giám Đốc Diệp cao minh. Anh nói cao minh chỗ nào? Diệp Phàm nén cười hỏi. Có phải Tổng Giám Đốc Diệp muốn mượn lý do này để làm gì đó? Khương Quân hỏi. Anh cứ nói đi, có thể làm không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Khương Quân. Tuyệt đối là có thể. Đối với đơn vị có quân nhân xuất ngũ chiếm phần lớn, cấp trên dù sao cũng phải quan tâm một chút có phải không? Hơn nữa, cấp trên cũng có chính sách ủng hộ nhất định. Tuy nhiên, chỉ sợ không còn thời gian. Nghe nói thời gian để xin chứng nhận này cũng không ngắn, không có 3 tháng là không thể lấy được. Khương Quân sau đó lại có chút buồn bực kêu lên tôi cũng không nghĩ đến sớm một chút chứ, đáng tiếc chúng ta còn tuyển nhiều quân nhân xuất ngũ như vậy. Thật sự là ôm chậu sắt đi xin cơm. Nghe nói tấm bảng này được cấp cũng phải theo trình tự đấy, ví dụ như, nếu do thành phố hạng Nam cấp thì chính là cấp thành phố rồi. Khổng Ý Hùng nói, muốn làm thì phải làm lớn một chút, phải do tỉnh cấp. Hơn nữa quân khu tỉnh cũng phải làm, chúng ta hai bút cùng võ, đến lúc đó, chẳng lẽ bí thư Lam của chúng ta không thể chiếu cố chúng ta một chút. Diệp Phàm cười nói, Khương Quân vừa nghe, lập tức kích động trở về chuẩn bị tài liệu. Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Thái Cường. Nói qua tình hình một chút. Thái Cường chưa nói hai lời, đồng ý lập sẽ làm. Tư lệnh quân khu tỉnh Trương Đình Trung, Diệp Phàm cũng chưa quen, không có cách nào, hắn đành phải gọi điện thoại cho Kiều Hoành Sơn. Kiều Hoành Sơn nghe Diệp Phàm nói một hồi xong cũng đồng ý lập tức gọi điện thoại cho Trương Đình Trung. Làm phó trưởng ban thứ nhất của Tổng cục Hậu cần tiếng nói của Kiều Hoành Sơn vẫn khá có phân lượng. Buổi tối, Diệp Phàm huấn luyện phi đao can tương và huyết trích tử phối hợp. Qua nhiều lần huấn luyện, huyết trích tử đã có thể tạo thành một vật kỳ lạ.
Tuy nhiên, nhìn qua chẳng ra cái gì cả, rất là xấu. Diệp Phàm không dám khen về hình tượng này. Còn Tử Đống, Diệp Phàm cũng giải trừ chỗ màng máu bảo vệ ở đan điền mà sư phụ để lại. Đã quen Tử Đống cũng nghe lời hơn nhiều, tuy nói vẫn không thể ứng dụng như đồ long nhưng ít ra nó cũng không cắn trả Diệp Phàm. Chị Lệ Châu, chị nói xem, viên thuốc hắn cho em có lợi ích gì? Mộc Nguyệt Nhi hỏi, em thử qua không, có cảm giác gì? Mộc Châu Lệ hỏi, thử qua rồi, cảm giác rất tốt, hình như cơ thể lập tức tràn đầy sức sống. Viên thuốc này đoán chừng là kích thích tiềm năng của cơ thể, tăng sức đề kháng vậy Mộc Nguyệt Nhi nói. Diệp Phàm cho em thuốc này chắc chắn có ý gì đấy, không thể vô duyên vô cớ đem ra cho em. Chúng suy nghĩ một chút về mục đích của hắn là gì. Mộc Châu Lệ lúc này giống như nữ gia Cát Lượng. Mục đích của hắn, đơn giản còn không phải là muốn tôi đầu tư sao? Tôi sẽ không đầu tư, xem hắn như thế nào. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Em nghĩ phải dựa vào những viên thuốc này có thể thay đổi con người có phải không? Mộc Châu Lệ hỏi. Đó là đương nhiên, cơ thể em rất tốt, không cần cái này. Mộc Nguyệt Nhi khinh thường nói. Ừ, thân thể của mỗi em mỗi ngày luyện công, đương nhiên tốt lắm. Viên thuốc của Diệp Phàm nhất định là đưa cho người có thân thể không tốt dùng đấy. Mộc Châu Lệ nói, đột nhiên kêu lên không phải là Vân Lão đi. Ông nội, việc này chẳng lẽ hắn thật sự muốn nhằm vào ông nội tôi? Mộc Nguyệt Nhi có chút nghi ngờ. Chị thấy có lẽ là vậy, cơ thể của em không cần viên thuốc như vậy, nhưng Vân Lão cần đấy. Cơ thể ông ấy hiện giờ tuy nói khôi phục một ít nhưng cũng vẫn rất yếu. Viên thuốc như thế này có lẽ chính là nhằm vào Vân Lão. Đến lúc đó, nếu Vân Lão có thể khôi phục một chút thì thử xem. Loại này cũng không phải là độc dược, hẳn là vấn đề không rất lớn. Nếu Vân Lão dùng có hiệu quả, vậy hỏi Diệp Phàm xem thuốc sốt cuộc có tác dụng gì. Mộc Châu Lệ nói, cái này cũng không thể dùng tùy tiện được, chỉ sợ cơ thể ông nội không chịu nổi sự tấn công của thuốc. Cơ thể ông ấy quá yếu, không giống với em. Mộc Nguyệt Nhi có chút bận tâm. Chúng ta dùng thử một chút trước xem sao, không cần cả viên. Tôi nghĩ, nếu em đã thử qua, cũng không có tác dụng phụ gì, thì chứng tỏ thuốc này có hiệu quả. Mộc Châu Lệ nói, vậy được, cứ dùng thử một chút xem. Mộc Nguyệt Nhi gật đầu. Khương Quân gọi điện thoại đến cười nói anh Diệp, cá đã mắc câu. Anh nói là họ đã uống thuốc. Diệp Phàm cười nói. Ừ, vừa rồi Châu Lệ gọi điện thoại đến, nói là Vân Hùng đã dùng một chút. Vân Hùng nói cảm giác tốt lắm, cơ thể dường như tràn đầy sức sống. Hơn nữa, không có chỗ nào cảm giác không khỏe. Và Vân Hùng hỏi Mộc Nguyệt Nhi chỗ nào bán thuốc này, yêu cầu lấy thêm về. Khương Quân cười nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta chờ Mộc Nguyệt Nhi đến đây. Diệp Phàm cười cúp điện thoại. Hắn đưa ra năm đầu ngón tay, ấp úng nói Mộc Nguyệt Nhi, mặc dù là cô là tôn hầu tử, chẳng lẽ có thể thoát khỏi Phật tổ như tôi sao? Đồ đáng chết, tôi chết cũng sẽ không xin anh thuốc này. Mộc Nguyệt Nhi dường như giận dỗi đá ghế một cái. Không cần thuốc này thì làm sao bây giờ? Vừa rồi tôi đã đi xét nghiệm qua, thầy thuốc nói thuốc này có khả năng chống mệt mỏi, kích thích tiềm năng của cơ thể, trì hoãn sự lão hóa. Nếu để Vân Lão dùng mà nói có thể làm cho ông ấy được bổ sung sức lực, duy trì sức khỏe tốt. Vân Lão sống lâu có lẽ thêm được 2-3 năm, Mộc Châu Lệ giật dây nên tất nhiên là được đồng chí Khương Quân sắp xếp tốt rồi. Hừ, còn không phải họ Diệp đang đùa sao, hắn có lòng tốt như vậy sao, hắn chỉ là quan tâm đến túi tiền của tôi thôi. Người như thế, tôi hiện giờ đã hiểu rõ hắn. Thương người, tất cả đều có hơi tiền. Bên này giả vờ cứu người. Trên thực tế, tất cả là nhìn vào túi tiền của tôi. Mộc Nguyệt Nhi tức giận nói. Mục đích nhất định là có, hy vọng cô có thể đầu tư vào núi Thông Thiên. Tuy nhiên, so sánh với sinh mạng của Lão Vân, tiền vẫn là thứ yếu rồi. Chẳng lẽ chúng ta có thể trơ mắt nhìn Lão Vân yếu đi sao? Em gái, dù là chịu thua chúng ta cũng phải nhịn. Cũng không thể lấy sinh mạng của Lão Vân ra đùa. Trò đùa này, chúng ta không chơi nổi. Bởi vì... sinh mạng vô giá, tình thân lại càng vô giá đấy. Mộc Châu Lệ khuyên nhủ. Việc này Mộc Nguyệt Nhi trầm tư. Tư lệnh quân khu tỉnh Thiên Vân Trương Đình Trung thấp người, mặt tròn, vai đeo quân hàm thiếu tướng, vẻ mặt uy vũ. Chớ nhìn ông ta đầu nhỏ, thật đúng là rất có phong thái của tướng quân. Việc này có lẽ chính là khí chất của người thường khó có. Yêu cầu của các anh thật sự là hợp lý, tuy nhiên, chính là thời gian có phải là có chút gấp gáp không? Trương Đình Trung đặt tài liệu của Diệp Phàm xuống nhìn hắn nói. Ha ha, bên tỉnh cũng đã gửi công văn rồi.
Tập đoàn Hoành Không chúng tôi cần quân khu tỉnh ủng hộ. Hơn nữa, trong tài liệu của chúng tôi đều là sự thật, cũng không có chút giả dối có phải không? Ví dụ như quân nhân xuất ngũ anh cũng có thể điều tra lại. Diệp Phàm cười nói. Cậu đã nói như vậy rồi, đúng vậy, chúng tôi sẽ cử người xuống điều tra xác minh. Dù điều tra cũng cần có thời gian, mà các cậu yêu cầu chúng tôi làm trong 2 ngày thật khó khăn. Trương Đình Trung cau mày. Mẹ kiếp, không phải anh đang tỏ oai phong sao? Diệp Phàm mắng thầm một câu, cười nói tư lệnh Trương, nghe nói quân khu tỉnh đang quy hoạch một khu huấn luyện mới. Hả, việc này, Tổng Giám Đốc Diệp cũng biết sao? Trương Đình Trung nhìn Diệp Phàm một cái. Nghe nói qua, lần trước nghe Phó trưởng Ban Kiều nói chuyện phiếm rồi. Diệp Phàm cười nói. Như vậy đi, chúng ta mau chóng điều tra chứng thực. Mối tình quân dân như cá với nước, làm quân khu tỉnh. Chúng tôi còn phải cảm ơn Tập đoàn Hoành Không các cậu giải quyết nhiều việc làm cho quân nhân xuất ngũ như vậy. Trương Đình Trung là người biết chuyện, vừa nghe đã hiểu liền. Lập tức liền thay đổi giọng, bởi vì, việc này Kiều Hoành Sơn đã nói qua trước. Trương Đình Trung bây giờ còn muốn kéo dài một chút, đơn giản chính là muốn cường điệu vấn đề sân huấn luyện này. Chứng thực cho Diệp Phàm xong dù sao Phó trưởng Ban Kiều cũng phải có chỗ tốt có phải không? Sân huấn luyện rất cần tiền. 2 ngày sau. Diệp Phàm đến chỗ cái Thiệu Trung xin nghỉ. Lý do đương nhiên là đến trường đảng dự lớp tập huấn cho nhân viên quản lý của các tập đoàn. Mà Bao Nghị cũng nhận được thông báo của Bộ Công an, trở về bộ nhận nhiệm vụ bí mật. Tháng 6, Diệp Phàm tập trung các đội viên tại Bắc Kinh, gồm Vương Nhân Bàng, Bao Nghị và Trương Ẩn Hào. Buổi tối, Diệp Phàm trở về tổng bộ một chuyến. Đồng chí Diệp Phàm, tình hình không thể nào lạc quan. Cung Khai Hà vẻ mặt lo lắng. Tình hình bây giờ thế nào? Diệp Phàm hỏi. Không rõ, Kế Vĩnh Viễn lắc đầu. Không rõ, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn hai đồng chí. Đúng, chính là không rõ. Mấy đội viên bên ngoài báo cáo, nói là đồng chí Tây Môn Hồng vào hang sau đó cũng mất liên lạc. Hoang đảo này rất thần bí, hình như trời sinh ra đã che hết mọi thông tin. Liên lạc không được chúng ta lúng túng rồi. Sau khi các cậu qua đó hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Tổng bộ không thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng rồi. Tôi lo lắng các đồng chí Đông Hồng. Đã lâu như vậy cũng không liên lạc được, chỉ sợ lương khô bọn họ cũng đã tiêu hao hết. Người là sắt, cơm là thép, đói cũng sẽ đói chết người. Chớ nói là hang ngầm đó không biết có bao nhiêu thay đổi. Đối với những người hiện đại như chúng ta mà nói, đa số mạnh hơn người cổ đại, nhưng ở dưới lòng đất thì không thể chính xác rồi. Đó là nơi mà súng ống hiện đại của chúng ta khó nhúng tay. Cung Khai Hà vẻ mặt buồn bực nói. Tuy nhiên, có một điều may mắn, chúng ta liên lạc không được, có lẽ đối thủ của chúng ta cũng không liên lạc được với đồng chí của họ. Kế Vĩnh Viễn chỉ có thể nói vậy. Tiền bối Xa Nhất Đao đều bị thương, điều này nói rõ là cao thủ mạnh xuất hiện. Diệp Phàm nói. Chương 3044, xuất phát đi hoang đảo. Ừ, theo tôi đoán, tuy lúc trước hoang đảo này vẻn vẹn chỉ có 3 người biết. Một người chính là cậu. 2 người khác là người Nga và Anh. Tôi nghĩ, Anh Quốc đến giờ đều là đi sau Hoa Kỳ, tin tức về hoang đảo không phải là họ tiết lộ cho người Mỹ. Do đó, sói biển cũng cử ra cao thủ, ví dụ như Dạ Đương chính là bán thần tiên, Cung Khai Hà nói. Tôi nghĩ hẳn không thể nào, tuy nói Anh đến bây giờ giống như thiên lôi của Mỹ, sai đâu đánh đó, nhưng 2 quốc gia tuy nói liên kết chặt chẽ, nhưng đều là vì lợi ích của mình. Chẳng lẽ người Anh cho đến bây giờ chỉ có thể làm cái đuôi của người khác? Đó là không thể nào. Ai đều có dã tâm, không ai muốn làm đuôi mãi. Mà nước Anh trước kia lịch sử huy hoàng, gọi là đế quốc Anh nơi mặt trời không bao giờ lặn. Nói họ mãi là nước phụ thuộc, đó là không thể. Mà Nga lại càng không cần nói, bọn họ có đồng minh thân thiết. Mặc dù là có những nước nhỏ, nhưng những nước này có cao thủ như thế nào? Hơn nữa, đến giờ Nga đều coi mình là một nước lớn, cũng không thể tìm người hợp tác. Hơn nữa, năng lượng tổ Hồng Quân cũng không nhỏ hơn tổ đặc nhiệm A chúng ta. Người ta hoàn toàn có thể một mình hành động. Còn người Anh, tổ Lam Sơn Hổ trên thế giới cũng rất nổi tiếng. Cho nên, tôi cho rằng trừ chúng ta, người Anh và người Nga hẳn là không có người thứ tư xuất hiện. Diệp Phàm có quan điểm của mình. Cái này đúng là kỳ quái, nếu như nói tổ Hồng Quân xuất hiện cũng có thể. Nhưng tổ Lam Sơn Hồ sao có thể? Chúng ta không nhận được tin tức có liên quan đến việc này. Kế Vĩnh Viễn có chút không tin. Không có gì kỳ lạ, các quốc gia đều có cao thủ,
chúng ta không có nghĩa là họ không có, chẳng qua giữ bí mật mà thôi. Hơn nữa, có thể họ cũng không có cao thủ bán thần tiên, chẳng qua đẳng cấp cũng cùng với tiền bối xa nhất đao. Nơi thần bí dưới lòng đất của hoang đảo đó, viên đạn không có mắt đấy. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều chuyện xấu. Ai cũng không dám cam đoan mình sẽ không bị thương, mặc dù là cao thủ bán thần tiên cũng không được. Diệp Phàm nói, ôi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta cuối cùng bị thương không dậy nổi rồi. Tôi thật sự không dám nghĩ đến, nếu đồng chí Đông Hồng, đồng chí Thanh Sơn, đều ngã ở hoang đảo, tổ đặc nhiệm A chúng ta làm sao khởi động lên. Cung Khai Hà vẻ mặt lo lắng. Tôi biết rồi. Diệp Phàm chào theo nghi lễ quân đôi, đi nhanh ra. Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Diệp Phàm cùng ba người chính thức xuất phát. Một chiếc xe quân đôi lặng lẽ lái vào căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Tư lệnh viên mới đến đảm nhiệm tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Trung tướng Mai Trường Phong đứng phía trước, thủ trưởng báo săn Trịnh Phương Thiếu đứng bên cạnh anh ta. Báo săn do Trần Quân dẫn đầu cùng với 8 đội viên chính thức thân thủ tam đẳng vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh căn cứ của báo săn. Gần cuối chính là 64 đội viên tinh anh của báo săn. Vừa thấy xe quân đội dừng lại, Trần Quân hô to một tiếng, cúi chào. Chào thủ trưởng, toàn thể đội viên bao gồm cả Trịnh Phương cùng với Mai Trường Phong đều hô lớn. Tuy nói Mai Trường Phong là tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt nhưng chưa chính thức tiếp nhận, chỉ là quyền tư lệnh mà thôi. Hơn nữa, tuy nói Mai Trường Phong là cấp bậc trung ướng nhưng trong căn cứ báo săn thì Diệp Phàm từ trên tổng bộ xuống có thể coi là lãnh đạo của anh ta. Chào các đồng chí, nghỉ. Diệp Phàm xuống xe, đưa mắt nhìn mọi người một cái nói. Hai bên nói chuyện một hồi sau đó đi vào phòng họp của báo săn. Trong phòng họp Diệp Phàm tập trung các thành viên được bố trí đi hoang đảo lần này. Không lâu hơn 10 đồng chí ngồi vào tàu ngâm thân long của tổ đắc nhiệm A. Lăn xuống biển sâu đi thăng đến hoang đảo. Hơn 10 ngày sau tới địa điểm. Sau khi tàu ngâm nổi lên, các đội viên tất cả đều đi ra ngoài. Mấy đội viên canh giữ bên ngoài trên đảo đã đến rồi. Người dẫn đầu tên là Phương Thông. Cũng không phải là người thuộc đội ngũ bao săn, thật ra, tổ đắc nhiệm A ngoài bao săn còn có 2 đội viên được bổ sung. Mà Phương Thông Trinh là được điều tới từ tổ hành động đặc biệt của Bắc Kinh. Bọn họ đang tìm hàng đồng trên bờ biên, hàng đồng này vẫn rất bí ẩn đây. Săn quy lấy được nhiều hay ít, Diệp Phàm hỏi. Một cái cùng chưa lấy được, Phương Thông có chắc u du nói. Một cái cùng chưa lấy được sao lại thế này, Diệp Phàm thật sự không hiểu. Việc này. Không có răn làm sao tìm nước răn bảo. Phương Thông sưng sốt nói. Không có răn, răn đi đâu rồi? Diệp Phàm thát đùng là kinh hài hoi. Thát là không có răn, giống như những con răn này đều đã mất tích. Mà cả tường đa thân bi kia cùng không thấy. Lần này các đồng chí đến đây đa thuần lời tìm thầy lùi vào đa cung cấp lần trước. Vài ngày còn có thể liên hệ, sau toàn bộ không liên lắc được. Vốn chúng tôi cùng muốn đi vào, nhưng thủ trưởng không đồng ý. Nói công lư xê của chúng tôi quá thấp, đi vào cùng vô dung. Ra lệnh cho chúng tôi kiên nhẫn chờ, sau đó hai người đi vào tiếp. Tuy nhiên, không lâu cùng mất liên lạc, hiện giờ tình hình như thế nào chúng tôi không rõ ràng lắm. Phương Thông nói, các tổ trừ xê khác có mấy người. Diệp Phàm hỏi, cái này rất khó phân biệt, vì người ta đều không có dấu hiệu đặc biệt của quốc gia. Chỉ là nhìn dáng vẻ cùng không chính xác. Hơn nữa, các quốc gia đều làm rất bí mật. Rất khó gặp ho. Nếu gặp thì chính là anh chê tôi xong. Phương Thông nói cho nên, thủ trưởng lần này đến đây, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Chúng ta sẽ đóng ở bên ngoài, chỉ cần liên hệ, chúng tôi cung cấp hệ thay hậu cần. Tuy nhiên, lần này thủ trưởng mời tới tiếp nhân, tôi sẽ phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thông nói, tất nhiên là nói về Trần Quân rồi. Nghỉ ngơi nửa ngày, một lần nữa lại xoát phát. Diệp Phàm sắp xếp Trường Ân Hào đi đâu? Sau đó đến hắn. Bao Nghi và Vương Nhân Bàng đi phía sau, cuối cùng là Trần Quân dần theo đội viên của bao săn. Tuy đội ngũ chỉ có 10 người nhưng mỗi người có tổ sát nước huân luyện, lăng lè đi không có chắt tiếng đông. Đúng lúc này, Phương Thông truyền đến tin từ xê thủ trương, phát hiện tàu ngầm không rõ di chuyển trên mắt biên. Có lẽ họ cùng cứ tiếp viên đến tăng cương. Đã từng đến đây chưa? Diệp Phàm hỏi. Tàu ngầm đi qua xa, mà hoàng đào lại lớn như thế. Họ đi lên ở đâu không do lắm, hơn nữa chúng ta cũng không thể đi lúc xuất tim. Phương Thông nói. Các anh cứ theo dõi kỳ, chúng tôi lấp tư xê trở về.
Diệp Phàm nói, bàn bác với vương nhân bằng một chất. Quyết định trước tiền tiêu đi nhóm người này rồi nói sau. Nếu không hò đền trên bờ thì phiền toai. Vì thế, đội ngũ rất nhanh quay trở lại. Diệp Phàm dùng con rơi, và thủy công vây quanh mình một lớp sương mờ u nhìn qua giống như một đám sương mờ u vây. Rất nhanh hắn đi vòng quanh bờ biên một vòng, dùng đôi mắt ưng cuối cùng phát hiện một chất manh môi. Con rất giao hốt, không ngờ chia làm ba nhóm lên bờ ở ba nơi khác nhau. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng trong lòng, lấp tư xê bố trí người. Không lâu sau, bên bờ biên vang lên tiếng sung hàm thành công su át lớn cùng với tiếng kêu tham thia. Nửa tiếng sau, cuộc chiến châm dưa. Có cao thủ bàn thần tiên như Diệp Phàm ra tay, chiếc tích rất là khả quan. Tổ phó tổ trưởng làm Sơn Hồ Đa Vi vội vàng vào văn phòng của tổ trưởng Eo. Không hay rồi. Cái gì không hay, Eo ngẩng đầu nhìn ông ta. Ba nhóm đội viên của chúng ta lên đảo bị tấn công bởi một nhóm người không do, tổng cộng 12 đội viên, chê 7, ba bị thương, chỉ có hai người là bình thường. Sắc mắt Đa Vi tai đi. Quốc gia chê tiền nào làm, Eo đứng lên. Không do lắm, không thấy do đối phương. Tôi nghi. Không phải tổ hồng quân thì là tổ đắc nhiệm à rồi. Hiện giờ tình hình trên hoàng đảo Phư Xê Tép, trừ tổ của chúng ta có am hiểu đắc bia, nhưng thứ khác đều là cầu đô. Toàn bộ hoàng đảo đều thành mốt lò trình sát rồi. Đi đến cùng không bia khi nào thì mốt viên đàn bay đến. David nói. Lấp từ xê cứ người, Eo thiếu chắt nửa quát lên. Nhưng đội viên của chúng ta bị vùi lấp ở hoàng đảo khá nhiều, hiện giờ đi đâu lấy người. David nói. Thật không có rồi ha. Eo sừng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Đa Vi như một con soi. Thật không có rồi, anh cùng bìa đây, bên kia đã điều mười mấy người sang. Là chúng ta vừa phát hiện một nơi bị mất, tổng bộ rất quan tâm nếu không rắt mười mấy người bên kia về một nửa, bên này lại điều đông thêm vài người. Đa Vi en soi. Không được, bên kia cũng rất quan trọng. Nếu cứ rắt người về, một khi đồn ra ngoài các nước khác bìa chúng ta mất đi sẽ càng nhiều, Eo khe lắc đầu. Người này ở đầu đen, Đa Vi vẻ mặt cứng đờ, không có cách nào. Tôi thấy, lần này chúng ta nuốt một mình là không thể nào. Eo vẻ mặt uể oải, ngồi xuống. Ý của anh là hợp tác với Hải Lang, Đa Vi hỏi. Chỉ có thể như vậy, bọn họ có cao thủ, ít nhất tăng sắc suát dài mà bị mất. Hơn nữa, nếu có thủ hốt, bọn họ cũng không thể bỏ lại chúng ta. Dù sao bị mất này là chúng ta phát hiện trước đây. Chúng ta cùng đã hợp tác nhiều lần có phải không? Eo sắc mặt khó coi. Chỉ sợ đến lúc đó đầu to hò năm, chúng ta chỉ còn lại chắt cơm thừa. Có khi cơm thừa cùng không đủ một chén. Con nói rất hay là tin tư xê dùng chung, chờ họ nghiên cứu ra cái gì đó xe cho chúng ta dùng chung đây. Toàn bộ, con mẹ nói chỉ là nói nham. Bị mất thật sự nghiên cứu ra đến đây xe cho chúng ta bia sao? Đa Vi có chắt tư xê dân. Tốt lắm Đa Vi. Lần này chỉ cần có thể đem người tiền vào hoàng đảo là được rồi. Nếu đám người này cùng chưa về, chúng ta tổn thất quá nặng. Nên tình hình này rồi, chúng ta phải đối mặt với sự thật. Mục tiền quan trọng nhất lúc này không phải là vách chân chỗ thần bí này, lấy đền tình hòa của dân. Mà bảo tồn sinh lư xê của chúng ta mới là thường sạc. Eo đau lòng nói. Ôi! Vừa rồi trên bờ biển có sung chiên, là quốc gia nào đang làm? Tổ hồng quân của Nga. Một người trung niên đắt kinh viên vòng xuồng hoi. Chương 3045, cây ăn thịt ngươi. Nếu như không có bên thứ tư lúc này thì nhát đinh là tổ đặc nhiệm A và người anh. Một dòng nói khắc khá vui vẻ vì người khác gặp hoa. Cũng không bia kê qua thế nào, người đàn ông trung niên nói. Thế lư xê ngang nhau, với tình hình này, ai mà đam nói mang mình bao nhiêu. Một người khác nói. Tốt nhát là cả hai đều thiệt. Đều cắn nhau, đi ê sắc mới tốt. Người trung niên cười khan một tiếng. Nếu không chúng ta qua đo thu thấp tàn cúc, một dòng nói khắc vang lên. Không thế, nhiệm vụ của chúng ta chính là đóng ở hoàng đảo để cung cấp hậu cần cho đội viên phía dưới, đảm bảo cung cấp thông tin. Ở trong này, tình hình không do thì tuyệt đội không thể dê đa ảng đê lô mục tiêu. Bị mất mời là chân ly sông con. Có lẽ vừa rồi bắn nhau là cài bầy của họ, chủ yếu là dân chúng ta đền đo. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Nhưng chúng ta đều đã theo dõi nhiều ngày như vậy, phía dưới không có chất đồng tình nào. Thật sự nếu không đi ra, chẳng phải là chê đòi hay sao? Một người khác bắt đầu lo lắng. Dù toàn bộ chê đòi cùng phải thù ở đây, tuy nhiên, anh suy nghĩ một chút xem, chúng ta như vậy bọn họ chắc chắn cùng như thế.
phai chê đòi thi chê cùng nhau. Người trung niên hư nói. Thu trường uy vu, phương thông đa phúc sát đát rồi. Phương thông vẻ mặt khâm phúc nhìn Diệp Phàm. Lần này đám người anh đến đây cao thủ không nhiều lắm, cảnh giới cao nhất chỉ là đăng cấp 11. Hơn nữa, vẹn vẹn có một người, nhưng người khác đều là ngủ đăng đền thát đăng cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng như thế. Nếu là có cao thủ, ba nhóm tôi cùng không kịp. Diệp Phàm nói. Kỳ quái, nước Nga làm sao lại bình tĩnh như thế, cả trinh sát cùng không có đến đây. Bao nghi hỏi, có chắc buồn bư xê. Bọn họ không phải là không muốn mà là không đam đến đây. Phương Thông nói. Sao thế, Trương Ân Hào có chắc không hiểu. Ở đây không giống với những nơi khác, rất khó tìm sư giáp được tất cả mọi người đều hề sư xê cẩn thận. Một khi bài lộ còn làm cho cả đội ngũ bị dê hề, nguy hiểm. Cho nên, có lẽ tổng bộ của các nước đều có lệnh, đóng quân, quan sát, phòng vệ, ít soát kịch. Lấy việc chờ giáp đội viên rơi lòng đát là việc chính. Trên này thật ra khá yên tĩnh, ngoài mới bắt đầu có chiến đấu kích lia, hiện giờ trên cơ bản đã bình thường trở lại. Phương Thông nói. Sang ngày thứ hai, đội ngũ sắp xếp lại một lần nữa rồi soát phát. Có đôi mặt ưng của Diệp Phàm, hơn nữa trên đào cung không có người hốt đông, thư xê sư rất yên tĩnh. Có lẽ hét lớn trên đào cung không có vài người có thể nghe thấy. Cho nên, tốc độ đi của đội ngũ khá nhanh. Chưa từng thấy đến một con rắn, ban đầu anh nói rất nhiều rắn đây. Nhưng con rắn này đi đâu rồi? Vương Nhân Bảng rắt đầu, hai mắt rồng như kẻ trộm nhìn. Tôi nghi, rắn này có phải là bị cài gì đó không chê? Hơn nữa, rắn trên hoàng đào này hình như có chắc trí tuệ. Lúc này đã trốn ở một nơi bí mật nào đó. Diệp Phàm đoan, hiện giờ không phát hiện rắn cùng không có nghĩa là chúng ta không có nguy hiểm. Trái lại còn nguy hiểm hơn, bởi vì... kẻ thù đã lộ ra thì không đang sơ chỉ có kẻ thù không nhìn thấy. Càng ngày càng thần bí, dần đều thành yêu tình rồi. Vương Nhân Bảng phân nô măng. Ha ha, yêu thì không, tuy nhiên, dần ở đây quả thát làm cho người ta thấy sơ. Diệp Phàm cười nói. Dâm. Không hay rồi, mau cứu ngươi. Diệp Phàm hét lên, phát hiện đội viên bên ngoài không ngờ bị cài gì keo lên trên không trung. Sao thế, cây ăn thịt ngươi, nhanh lên. Trương Ân Hào liếc mắt một cái liền nhận ra, Diệp Phàm phát hiện, phía trước là một cái cây lớn như thùng nước to. Nhưng, cành của cây vườn dài ra như dây keo, đường kinh có lẽ đến hơn 100 mét. Hơn nữa, càng ra ngoài xa thì dây càng nhỏ, có cành nhỏ như sợi len, mà đội viên bao son kia lúc này đang bị một sợi dây như sợi chỉ quân lây về phía cây. Một phi đào vừa ra, răng rắc một tiếng dây kia bị chặt đưa. Tuy nhiên, trong giây lát, điều khiến Diệp Phàm nghen hong nhìn chân trôi. Tuy nói người đội viên này rơi xuống nhưng ở độ cao cách Diệp Phàm hơi 10 mét thì hơn 10 cành cây vươn ra chuẩn bị quân lây. Hơn nữa, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, cành cây bị chém đưa lại vươn ra hai dây nho. Chém đi, Vương Nhân Bảng hét lên, vô cư xê đào cùng bay ra ngoài. Mười mấy người đồng thời bộ tay về phía cây ăn thịt người. Không thể làm như vậy sẽ càng móc ra nhiều đây. Trương Ân Hào lo lắng kêu lên. Làm sao có thể, Vương Nhân Bàng vừa chém vừa nói. Cái này gọi là mốt hòa hai, hai hòa bôn. Đây là một đặc điểm của cây ăn thịt người. Chúng nó rất nhanh kéo dài ra, năng lư xê qua mạnh mẽ. Trừ phi anh đồng thời đưa tay ra chém đưa toàn bộ dây. Nếu không, thế nào cũng phải mê chế người. Hơn nữa, chém đưa xong có sát lòng màu lúc sắc có độc. Hơi dính vào thì thật sự không tốt, Trương Ân Hào nói. Cũng không có cách nào dài quê hề, cũng không thể trừng mắt nhìn đồng đội mình bị nó ăn. Bao nghi vừa vùng đào chèm vừa nói. Loài cây ăn thịt này tên là Tư Lăng Tinh. Trước tiên chúng ta ngừng lại quan sát một chút, trong chốc lát xe không nuốt người ngay. Thường thường chúng nó đầu tiên nhấc người lên, sau đó vươn mây xúc cài dây từ từ cuốn lấy người này đến chê. Sau khi chê thì cơ thể từ từ bị phân hủy rồi. Đến lúc đó, dây của chúng xe luôn vào cơ thể người từ từ hất sát dinh dương. Thật ra, cơ thể chính là phần của chúng nó rồi. Các anh nhìn xem, trên cây không phải treo rất nhiều đồ vật sao. Trương Ân Hào chỉ vào cây nói. Rắt lùi ra xa 30 mét. Diệp Phàm ra lệnh, các đội viên nhanh chóng rắt ra xa hơn 30 mét. Diệp Phàm nhìn kỳ phát hiện trên cây treo rất nhiều thi thể động vật. Có những vật đà khô quắt nhưng không có thôi hư. Có hư thôi thì cơ thể quần đầy dây Tư Lăng Tinh. Đương nhiên, ở giữa còn có nhiều xương cốt. Mùi thối tràn ngấp xung quanh, nhìn làm người ta run rẩy.
Mà đội viên bao săn bị quân lên không lâu sau, trên cây ruồi ra rất nhiều dây, giống như cho chặt, thiêu chặt nửa bao quanh cậu ta rồi. Tôi sơ no không kiên trì được bao lâu. Trần Quân Kha lo lắng ghim sung nhưng lại không thể bắn, hê sư xê lo lắng. Nửa phút sau, Diệp Phàm cũng có chắt nòng này hư nói rốt cuộc cầu đã nghi ra các chưa. Dung hòa công thì thế nào? Bao nghi xen vào. Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác, chẳng phải chúng ta đều bị nổ tan sao? Vương Nhân Bảng lắc đầu. Anh vừa rồi nói sát lòng của cây này có độc có phải không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, độc tình khá manh. Bắn tung tóe ra thì phiền toai. Trương Ân Hào gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, tôi thử trước xem. Diệp Phàm nói xong, đột nhiên bắn người dừng lên. Dùng trác tình chỉ một chắt, lấp tư xê làm đưa một cành cây to như cành tay. Lấp tư xê đôi mặt ưng phát hiện sát lòng kia phun ra như mưa. Diệp Phàm dùng lư xê khe hất một chắt, một ít sát lòng màu xanh biếc đến tay. Hắn hấp thụ một ít vào kinh mắc, lấp tư xê đàn điền nhảy lên một hồi. Diệp Phàm không khỏi mừng rỡ, có vẻ sát lòng này còn có công hiệu khuyên khích độc công. Vì thế, Diệp Phàm rơi xuống đát đi đến phía Tư Lăng Tinh. Chờ đến gần no, qua nguy hiểm, Trương Ân Hào hét lên. Đừng hoang hốt, các cậu chú ý cảnh giác, không chừng tôi có cạc. Diệp Phàm còn cười cười một bước đến trước mắt Tư Lăng Tinh. Một đào chèm xuống lấp tư xê một cây to cơ miếng chèn bi chắt đưa. Lấp tư xê hai giây nhỏ vươn ra quây lấy tay Diệp Phàm. Mà tốc độ của Diệp Phàm lớn, dùng đốc công thi chiên ra. Không lâu sau, sát lòng kia không người đi đến đàn điên của Diệp Phàm. Diệp Phàm phát hiện đàn điên càng hưng phân hơn, dường như càng nhiều càng ít. Hắn vui vẻ, rõ ràng càng người cứ kèo hề dây đen. Lấp tư xê trên trăm đầu dây quân đen. Các cậu không nên cử đông, tôi không sao. Thầy Vương Nhân Bảng cầm sung lên, Diệp Phàm vội vàng nói. Hắn dùng đốc công hề sư xê. Một lúc lâu cả đội viên phía dưới thiêu chắt nửa cả kinh. Bởi vì, cả người Diệp Phàm nước quân trong mây trăm cành cây không ngờ tốt ra một màu mây tia. Hơn nữa, hắn còn giống như rất hương thu, chốc chốc lại nhìn xuống dưới. Cây Tư Lăng Tinh ban đầu linh đông giống như rằn vơi nhưng nhành cây nhỏ không ngờ dần dần hét ru xuông. Mà dây quân trên người Diệp Phàm không lâu heo ua với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, Tư Lăng Tinh không sơ chê. Cơi mây dây lại bổ sung thêm mây dây. Nửa tiếng sau, Trương Ân Hào kinh ngạc vì một chuyện. Nhưng chiếc vòi dây ban đầu có thể kéo dài 100 mét giờ heo rắt lại. Thu nhỏ để 90 mét, 80 mét. Nửa tiếng sau, cả gốc cây Tư Lăng Tinh giống như một ông lao gần đát xa chơi, gây gốc chỉ còn phạm vi 5-16 mét. Chê đi đồ cây ăn thít ngươi. Diệp Phàm kêu to một tiếng, cuối cùng phát lư xê một lần nữa, cây Tư Lăng Tinh nghèo đâu. Gốc cây rồng như một chiếc cây múc nát ngà xuông. Mọi người vội vàng cừu đội viên kia ra. Tuy nhiên, cả đám người nhìn Diệp Phàm như ma quỷ. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi đây mà các cậu còn không rõ ràng sao, đã là người nào rồi. Diệp Phàm cười nói. Quay thai, Vương Nhân Bảng không kìm nổi hư một tiếng. Ăn lương không nghỉ ngơi một hồi sau lại đi tiếp theo đường trong trí nhớ của Diệp Phàm. Cả khu rừng này vốn không có đường. Hơn nữa không có người sông. Thậm chí cả cây chê khô chừng hơn một mê, dưới chân lại không bia có cái gì, nên mọi người đi đều hề sư xê cẩn thận. Bởi vì côn trùng rất nhiều vì thế mọi người đều cho ông quân vào trong dây. Nòng chắc chắn là nòng nhưng không có cách nào. Hơn nữa mỗi người đem theo 150, 200 kg, như Diệp Phàm và Vương Nhân Bảng thì đến bay 800 cân. Đương nhiên, mấy trăm cân nặng đối với cao thủ như hai người mà nói cùng không tính là gì. Tuy nhiên, vừa đi thì mồ hôi cùng như mưa, sư thông khổ cùng không chỉ nhìn ngoài rồi. Phát hiện phía trước một ngọn núi cao bắc trung, mọi người dừng bước. Núi này có lẽ cao bảy tám xúc mét, Vương Nhân Bảng nhìn một chút rồi nói lần trước anh có gặp ngọn núi này không? Không nhớ rõ, lần trước đi ra đều là đang chạy trối chết. Dù là gặp núi có độ cao bảy tám chục mét cũng không kịp nghĩ nhiều. Diệp Phàm lắc đầu, nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút, vẫn không có nhiều ấn tượng lắm. Chương 3046, gặp quỷ. Anh xem, bên trái hình như có một cái hang. Không chừng còn có đường, chúng ta có thể chui qua hang này để đi qua ngọn núi. Nếu không, vẫn phải leo qua ngọn núi, vòng quanh núi cũng không biết đi đến khi nào. Lúc này Trương Ẩn Hào chỉ về phía trước nói. Thế là quan sát một hồi sau rồi đi tới. Nửa tiếng sau, Vương Nhân Bảng dừng bước, ngây ngốc chỉ ra phía trước nhìn xem, đó là cái gì.
Cái này cũng đáng nói. Trương Ẩn Hào khinh thường nói. Đó là cái gì? Vương Nhân Bàng hỏi lại. Không phải là giấy anh lau mồ hôi ném xuống sao? Có gì lạ, còn hỏi. Bao Nghị cũng không nhịn được hừ nói. Sau đó tất cả mọi người ngẩn ra. Không đúng, chúng ta làm sao không nhìn thấy anh ta lau mồ hôi bằng giấy rồi ném xuống. Trừ phi là Trương Ẩn Hào đột nhiên tỉnh ngộ nhìn Diệp Phàm. Lần này lại là quỷ đánh tường rồi, xem ra, chúng ta lại gặp chuyện phiền toái rồi. Diệp Phàm cười khổ một tiếng nói chúng ta thử một lần, lần này tốc độ nhanh một chút, đi thẳng đến cái hang kia. Vì thế, để lại ký hiệu, mọi người cùng đi nhanh. Tuy nhiên, điều buồn bực lại là mọi người lại trở về chỗ ban đầu. Núi này cũng không phải vây quanh chứ, chúng ta đi thẳng làm sao lại có thể trở lại. Hơn nữa, hiện giờ rất kỳ lạ, mặt trời đã chiếu cao, không phải là chúng ta quá mệt mỏi sinh ảo giác chứ. Bao Nghị có chút buồn bực nói. Đây là hoang đảo thần bí, trước kia chúng ta đã gặp tượng đá thần bí. Mà tượng đá nhìn qua tuyệt đối là thật sự. Tuy nhiên, khi anh đưa tay ra sờ thì trống trơn đấy. Mà anh lại có thể nhảy lên đầu tượng đá để đứng, nếu trống trơn thì làm sao có thể đứng. Mà chúng ta lạc đường trong tượng đá không ít ngày, thiếu chút nữa mất mạng. Lần này tượng đá không thấy, rắn cũng không thấy. Có thể là biến thành núi lớn để thần bí không? Diệp Phàm nói. Núi này chắc chắn không phải là núi giả, cây này, còn có nước trên cỏ đều không thể là ảo giác. Lần này chúng để người ở lại chỗ này, rồi thử lại một lần. Trương Ẩn Hào nói. Trần Quân giữ hai đội viên báo săn ở lại nguyên chỗ cũ để quan sát. Mấy người Diệp Phàm lại xuất phát. Tuy nhiên vẫn trở lại chỗ cũ. Thế này có phát hiện gì không? Thật đúng là gặp quỷ rồi, rõ ràng chúng tôi nhìn thấy các anh đi thẳng vào hang kia. Hơn nữa cũng chưa đi vòng, kỳ lạ chính là trơ mắt nhìn các anh trở lại chỗ chúng tôi. Thật sự là quỷ rồi. Trần Quân dụi mắt, vẻ mặt cũng kinh ngạc không thôi. Có lẽ lại là vấn đề về thị giác, là quang học lừa gạt ánh mắt chúng ta. Chúng ta thấy không phải là sự thật. Diệp Phàm thở dài, chau mày, nói việc này tạm thời không thể thay đổi. Hiện giờ tôi nhảy đi một cái, các cậu nhìn, tôi cố gắng không mất nhiều thời gian lắm, lợi dụng không gian để đi về phía trước. Diệp Phàm lợi dụng con rơi trượt lên không trung khoảng cách 200.000-300 mét, tất nhiên là các đồng chí phía dưới nhìn bội phục rồi. Tuy nhiên, cái hang kia cách chỗ này khoảng 1.000 mét. Một phát cũng không thể đến chỗ đó ngay. Đúng lúc này Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện. Phía dưới lại có một làn khói mỏng như sương mù màu đỏ bay lên, sương mù này rất mỏng. Hơn nữa, sương mù vốn có nước, cùng với ánh mắt trời chói mắt, mắt thường rất khó phát hiện. Tuy nhiên, dưới đôi mắt ưng vẫn là hiện hình rồi. Sương mù từ đâu đến? Diệp Phàm trong lòng thắc mắc, thế là xoay tròn người lên xuống mấy cái, cuối cùng phát hiện manh mối, bóng dáng một con rắn ẩn hiện trong sương mù. Mẹ kiếp, chẳng lẽ rắn xuất hiện, là chúng nó đang tác quái? Diệp Phàm trong lòng mắt một câu, đôi mắt ưng càng chú ý, nếu bóng dáng rắn xuất hiện rồi. Thì thật sự chắc chắn rắn ở cách đó không xa. Hắn theo bóng dáng quanh mình lập tức nện xuống ba quả lựu đạn công suất lớn. Rầm một tiếng vang lên. Quả nhiên hiệu quả, một cái đuôi rắn thô nhám như thùng nước màu đỏ nhạt bắt lên trong sương mù, há mồm cắn về phía Diệp Phàm. Xúc vật. Diệp Phàm mắng một tiếng, một chưởng đánh xuống. Con rắn kia tránh sang một bên, hơn nữa, hành động nhanh hiếm thấy. Đuôi dùng lực quẫy qua. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại dùng quái vật huyết trích tử. Con rắn vừa thấy quái vật này không ngờ hơi sửng sốt. Tuy nhiên, sau đó, con rắn há mồm phun một cái, sương màu đó từ trong mồm giống như máu bay về phía huyết trích tử. Lần này con rắn tính sai, nếu như là chúng chắc chắn bị nó hạ độc. Tuy nhiên, quái vật này chỉ là một vật sát khí, độc gì đối với nó cũng không hiệu quả. Con rắn kêu thảm một tiếng, bị quái vật huyết trích tử chụp trúng đầu. Con rắn liều mình giằng co, tuy nhiên, huyết trích tử chính là vật để lấy đầu người. Một khi đã bị chụp trong đó, trừ phi bản lĩnh của anh mạnh hơn người khống chế huyết trích tử, nếu không, căn bản là không thể tránh ra. Diệp Phàm dùng lực một cách quyết đoán, răng rắc một tiếng vang giòn. Đầu của con rắn dữ tợn theo huyết trích tử rơi xuống đất, đuôi rơi theo sau. Vừa thấy Diệp Phàm giết rắn, mọi người đều chạy đến. Tuy nhiên, từ trong màn sương mù màu đỏ lại xuất hiện ba con rắn khác. Lập tức mọi người cùng nhau tấn công, thi nhau bắn đạn về phía con rắn. Không lâu, mấy con rắn đều bị tiêu diệt. Diệp Phàm vội vàng sắp xếp Trương Ẩn Hào rạch bụng rắn ra,
tuy nhiên, khiến Diệp Phàm buồn bực chính là. Chỉ có con rắn lớn đầu tiên bị hắn giết có rắn bảo to rằng quả trứng chim bồ câu, nhưng con rắn khác không có. Chúng ta uống máu rắn trước, rất có dinh dưỡng đấy. Diệp Phàm cười nói, mọi người vừa nghe lập tức uống. Bên này lại giả bộ có mấy cái. Vừa rồi chúng ta lạc đường có lẽ là do con rắn này tác quái. Diệp Phàm nói, làm sao có thể, rắn có thể mê hoặc chúng ta sao? Vương Nhân Bàng không tin nhìn Diệp Phàm. Không tin giờ chúng ta đi đến cửa hang, có lẽ không trở lại điểm ban đầu được rồi. Diệp Phàm cười thần bí, cùng mọi người đi nhanh, quả nhiên, lần này thuận lợi đi đến cửa hang. Con mẹ nó, đúng là tà môn. Vương Nhân Bàng không kìm nổi mắng một câu. Kỳ thật cũng không có gì, con rắn lớn này phun ra màn xương đó làm ảnh hưởng đến thần kinh, khiến con người sinh ra ảo giác. Vừa rồi chúng ta quay trở lại chỗ ban đầu, có lẽ cũng không trở về chỗ ban đầu. Còn có một khả năng, chúng ta vừa rồi mới bị làn xương màu đỏ này làm mê đi, tự động quay lại điểm đầu. Diệp Phàm nói, chỗ này tôi cảm giác như có người khống chế vậy, chẳng lẽ trên hoang đảo này thực sự có người ngoài hành tinh? Có một số việc không giống với bình thường, Bao Nghị nói. Đối với những thứ không biết, chúng ta đều cảm giác thần bí. Có một số việc, khoa học không thể giải thích rõ ràng được. Thật ra, cũng coi như không là gì, Diệp Phàm nói. Mọi người đi qua cửa hang, Diệp Phàm dừng bước. Phát hiện cái gì? Vương Nhân Bàng hỏi. Mọi người nhìn phía trước xem, phía trước có phải là có khoảng đất trống không? Diệp Phàm hỏi. Vâng, đúng là có khoảng đất trống. Hơn nữa, hình như còn có lều và đồ vật này nọ. Bao Nghị hạ kính viễn vọng xuống nói. Ừ, cái lều này có lẽ có người. Có thể làm đám người Anh hoặc người Nga. Mọi người phải hết sức cẩn thận, chúng ta đến đó xem. Diệp Phàm ra lệnh. Phân công vài người cùng đi đến đó. Cẩn thận đến trước lều. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài không có cách nào biết lều này của nước nào. Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng tìm quanh phạm vi 1 km quanh lều, xác định không có người mai phục. Vì thế, Diệp Phàm lặng lẽ đến chỗ cái lều. Sao không có người, người đi đâu? Diệp Phàm ấp úng nói gọi Vương Nhân Bàng và mọi người đến. Cái lều cũng không phát hiện có người. Tuy nhiên, tất cả dụng cụ, như lương thực quân dụng, nồi nấu cơm đều đang ở đây. Đồ hộp đã mở, chẳng qua, chưa hề ăn, có cái ăn một nửa, thìa vẫn để trong hộp. Nơi này hết thảy đều cảm thấy thần bí. Trên biển có tàu ma, chẳng lẽ trên đất liền có lều ma? Bao Nghị ấp úng nói. Nếu như họ đi làm nhiệm vụ, thì những thứ này đã chuẩn bị dù sao cũng phải mang đi. Lương thực này rất quan trọng, không có lương thực thì ăn cái gì? Diệp Phàm nhìn cái lều nói. Có phải là gặp tình huống đột xuất, đi rất vội không kịp mang đi không? Mọi người xem, vũ khí vẫn mang đi, cũng không phát hiện súng ống, đạn dược gì để lại. Trương Ẩn Hào nói, nơi này chúng ta càng phải cẩn thận, nếu có thể xuất hiện tình huống đột xuất, vậy chắc chắn việc này cũng có thể xảy ra với chúng ta. Nhìn dụng cụ này đây hẳn là người Anh. Diệp Phàm nói, buổi tối cứ nghỉ ngơi ở đây trước, có sẵn máy cái lều rất thoải mái. Vương Nhân Bàng đề nghị. Cứ quyết định như vậy đi, các đồng chí cảnh giới phải đảm bảo tinh thần. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, mọi người ngồi xuống bận rộn chuẩn bị cơm chiều. Diệp Phàm lo lắng, quan sát phạm vi 3 km quanh khu vực một vòng, đích thật là không có hiện tượng gì khả nghi, cũng mới trở lại lều nghỉ ngơi. Có Trần Quân và Trương Ẩn Hào đảm trách cảnh giới trước. Cuối cùng mặt trời cũng lặn xuống, trong núi cái gì cũng tốt, muỗi rất nhiều, các đội viên đều thật sự mệt mỏi. Những đội viên báo săn đã đều ngáy o o rồi. Diệp Phàm ngồi xếp bằng điều tức. Rít tê tê tê, nửa đêm một âm thanh khó nghe rất nhỏ truyền đến tai Diệp Phàm. Hắn vội vàng đi ra ngoài lều quan sát. Lập tức thiếu chút nữa nuốt mất lưỡi. Bởi vì Trương Ẩn Hào và Trần Quân cùng 4 đội viên báo săn đều đang đứng xếp hàng đi. Diệp Phàm phát hiện mấy cặp mắt kia đều có chút si ngốc, không biết cái gì đã làm cho họ như vậy. Diệp Phàm vội vàng đánh thức Vương Nhân Bàng và những đội viên còn lại, Diệp Phàm nhanh chóng chạy ra ngoài, nội khí vừa ra đã cuốn cả 6 người vào trong lều. Dùng nước đá lạnh tạt vào bọn họ, Diệp Phàm nói, Vương Nhân Bàng vội vàng mở lọ làm đá đặc biệt tạt vào họ, 6 người lập tức tỉnh dậy. Sao lại thế này? Diệp Phàm hỏi. Cái gì sao lại thế? Trương Ẩn Hào có chút không hiểu hỏi. Vương Nhân Bàng nói qua tình hình vừa rồi một lần, Trương Ẩn Hào và tất cả đều ngây người. Chương 3047, chết như thế nào? Cậu suy nghĩ thật kỹ lại,
vừa rồi xảy ra việc này nhất định là có gì đó dẫn phát. Không thể cả 6 người đồng thời chúng ta. 6 người các cậu phân tán phạm vi quanh lều đấy. Đây chắc chắn có chút tinh xảo. Hơn nữa, tôi nghi ngờ đám người anh mất tích cũng chúng ta như thế rồi. Diệp Phàm nói. 6 người đều cẩn thận nhớ lại. Tôi nhớ rồi, vừa rồi tôi đang nằm cách lều khoảng 100 mét quan sát xung quanh. Không lâu chợt nghe anh hạ mệnh lệnh bảo chúng tôi lập tức xếp hàng tiếng lên chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, tôi liền đi tới. Trần Quân nói. Đúng, chính là thủ trưởng ra lệnh. Hơn nữa ra lệnh cho chúng tôi động tác phải nhẹ, không được gây ra tiếng động tránh bị đối thủ phát hiện. Chúng tôi còn thầm nghĩ không biết có phải phát hiện cái gì không. Trương Ẩn Hào nói. Mấy người Vương Nhân Bàng vừa nghe, lập tức ánh mắt quái dị nhìn Diệp Phàm, hắn thiếu chút nữa cũng muốn điên rồi hỏi các cậu có thể chắc chắn đây là tiếng của tôi. Đúng vậy, chắc chắn là giọng anh. Trương Ẩn Hào rất chắc chắn gật đầu. Trần Quân cũng gật đầu theo. Gặp quỷ rồi, Diệp Phàm hừ nói. Chắc chắn là không phải giọng của cậu tử. Chẳng lẽ có người bắt chước? Hơn nữa, người này có khả năng bắt chước siêu giống, gần như đạt đến nỗi như thật. Vương Nhân Bàng nghi ngờ nói. Có phải là rắn chúng ta gặp ban ngày trước tiên phun thuốc mê làm mê hoặc các cậu sau đó bắt chước giọng của tôi phát ra mệnh lệnh? Việc này cũng quá thông minh. Nó làm sao bắt chước được giọng của tôi? Chẳng lẽ nó biết tôi là lãnh đạo của các cậu? Diệp Phàm có chút buồn bực. Mẹ nó, chỗ này cũng quá thần bí đi. Vương Nhân Bàng nói, Diệp Phàm lại đi ra ngoài dò xét một vòng. Diệp Phàm, tôi ra lệnh cho anh lập tức đưa đám người lại đây. Đám người Nga ở đâu? Lập tức đến xử lý bọn họ. Lúc này giọng Cung Khai Hà truyền đến. Diệp Phàm sửng sốt, trong lòng tự nhủ lão này tới đây lúc nào. Thi hành mệnh lệnh, giọng Cung Khai Hà truyền đến tai Diệp Phàm rõ ràng. Diệp Phàm lần này không do dự trở lại lều dẫn người đi. Mọi người bịt tai lại. Diệp Phàm không có nói một lời mà ra hiệu. Vương Nhân Bàng tuy nói nghi ngờ nhưng mọi người cũng nhanh chóng làm theo. Không lâu đến một tảng đá lớn, phát hiện tảng đá không ngờ khác một pho tượng. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lập tức giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì, pho tượng này chính là tượng đá lần trước đến hoang đảo phát hiện vẻ mặt cười cười. Tuy nhiên, pho tượng này hình như rút nhỏ đi không ít. Pho tượng trước kia có lẽ còn lớn hơn sư tử đầu người ở Kim Tự Thám. Còn pho tượng này nhiều nhất cao tới trên dưới 10 mét, nhỏ hơn. Lại đây. Diệp Phàm đến gần. Đến bên trong. Pho tượng hơi mở ra, đột nhiên vị trí xê dịch, trượt ra, bên trong lộ ra một cái hang đêm ngòm. Chết mày này, Diệp Phàm mắng một câu, cùng mấy người Vương Nhân Bàng ra tay đồng thời, 7-8 viên lựu đạn đập tới. Dầm một tiếng, tượng đá cuối cùng bị vỡ nát. Là tượng đá thật, không phải là ảo giác. Trương Ẩn Hào chạy đến sờ mảnh vỡ của tượng đã còn gõ mấy cái. Quái, giọng của Lão Cung từ đâu đến? Vương Nhân Bàng hỏi. Có lẽ là trước kia Lão Cung cùng chúng ta nói chuyện bị đột vật thần bí bắt trước. Trần Quân nói. Không giống, giọng này hình như phát ra từ trong đáy lòng chúng ta. Hay là lại là một ảo giác? Chúng ta đều nghe qua giọng của Lão Cung, mà tượng đá chính là lợi dụng thành công điểm này. Tuy nhiên, bắt trước giống không phải là tượng đá đang làm. Các cậu nghe một chút, giọng này hình là từ hang tối dưới đất truyền đến. Diệp Phàm nói, mấy người đến trước hang tối. Bên trong hình như rất sâu, Trương Ẩn Hào đi đến ném vào trong hang một vật phát sáng. Trong động lập tức bị chiếu sáng, theo ánh sáng chiếu vào Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng đều hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, trên vách hang treo rất nhiều thi thể. Có cái đầu chưa rơi, có cái chỉ còn lại một bên đầu, còn có cái thiếu chân thiếu tay đấy. Vết máu cũng chưa khô hoàn toàn. Cứ như vậy treo lên trong máu chảy đầm đìa, mắt mở trừng. Người nhìn thấy sởn hết tóc gáy. Đám người anh hóa ra ở đây. Vương Nhân Bàng ấp úng nói. Hẳn là còn chưa chết hết, đây chỉ có 4 thi thể. Vừa rồi hai lều lớn như thế, ít nhất có thể ở 10 mấy người. Tuy nhiên, kỳ lạ không chết thì đi đâu? Trương Ẩn Hào hỏi. Không phải là đi vào, hoặc là lui ra ngoài. Bao Nghị nói. Lui ra ngoài không có khả năng. Này là bị tượng đá đè nặng xuống đấy. Đi vào thì có thể, dù sao, đều là chết, chỉ có thể vào không thể lui ra. Đã có người có thể đi ra rồi, vậy chúng ta cũng có thể vào thử một chút. Chẳng qua, bên trong chắc chắn nguy hiểm nhiều. Diệp Phàm nói. Đây là nơi âm thanh bắt trước được phát ra, có thể là nơi này nối thẳng xuống hang dưới đất không? Trương Ẩn Hào nói. Như vậy tôi cùng với hai người Hương Tiêu và Ác Bá đi dò thám. Những người còn lại ở bên ngoài cảnh giới.
chúng ta đến bây giờ còn không phát hiện chỗ nào vọng ra âm thanh bắt chước, cho nên, ở ngoài phải cẩn thận mới được. Đặc biệt hội viên trên mặt đất cũng không thể lơ là. Khi không nhìn thấy người chúng tôi, mặc kệ có lệnh gì phát ra, ngàn vạn lần đừng nghe theo. Việc này, không ai dám cam đoan có phải có vật bắt chước giọng chúng tôi ra lệnh không. Diệp Phàm dặn, lần này Bao Nghị có biệt hiệu là ác bá vẫn khá phong cách đấy. Lần này Diệp Phàm đi đầu, Vương Nhân Bàng cản phía sau. Bao Nghị và Tác Kẹp ở giữa, bởi vì hai người họ công lực yếu nhất. Cửa hang ban đầu chỉ vẻn vẹn hai người đi lọt, nhưng càng đi xuống càng lớn, giống như một cái hũ vậy. Rốt cuộc đền gần chỗ người chết. Bốn người ngừng lại, cẩn thận kiểm tra. Chết như thế nào? Bao Nghị hỏi. Không giống là bị đao hay binh khí giết chết, cũng không phát hiện dấu vết của đạn hay vũ khí nóng. Thi thể này đều nát vụn, giống như bị cái gì cứng rắn xé thành như vậy. Các anh xem vết thương này rất dị thường. Diệp Phàm nói. Xé ra đấy, anh xem. Khối thịt này giống rẻ rách bắn trên vách động. Giống như móng vuốt của diều hâu cào vậy. Chẳng quan, những người này đều là người của tổ sơn hổ của anh, mỗi người đều là cao thủ. Diều hâu cũng không thể xé họ ra. Vương Nhân Bàng nói. Cẩn thận, Diệp Phàm đột nhiên kêu lên một tiếng, Trạc Tình Chỉ xuất ra, dầm một tiếng, một cái móng vuốt lớn bị Trạc Tình Chỉ đâm cho nghiêng lệch. Mà một tay khác của Diệp Phàm cuốn Bao Nghị đi. Bốn người nhìn sang chỗ móng vuốt lớn. Lập tức mặt đều biến sắc. Bởi vì, bên cạnh vách tường không ngờ lúc này mở ra, giống như phim khoa học viễn tưởng vậy. Không lâu, thành hang vặn vẹo thành một con cá sấu dài đến hơn 10 mét đánh về phía bốn người Diệp Phàm. Mẹ kiếp, chính là nó làm. Xem ra móng vuốt chính là như vậy đấy, Vương Nhân Bàng kêu lên, súng bắn tỉa bắn tới. Bùng bùng bùng. Khiến cho bốn người nghẹn họng nhìn chân chối. Là súng bắn tỉa công suất lớn với đạn to như cây xúc xích bắn đến người con cá sấu như xe tăng bọc thép vậy, không có vẻ gì có thể xuyên qua cơ thể. Không tốt, không phải cá sấu, mau chạy. Trương Ẩn Hào giật mình, vội vàng kêu lên. Không phải cá sấu thì là cái gì? Diệp Phàm hỏi, một quyền chém không khí cứng rắn nện trên người cá sấu. Vật kia tuy nói không chết nhưng bị mấy nghìn cân lực của Diệp Phàm nện vào vách tường 7-8 lần. Loại vật này hẳn là do cá sấu và khủng long tạp giao, anh xem, bộ mặt của nó có phải hơi giống con rồng không? Hẳn là được gọi là cá sấu rồng, lực lớn vô cùng, tính cũng hung tàn. Vừa rồi mấy người anh chắc chắn chính là gặp độc thủ của nó bị cắn xé ra đấy. Các cậu xem móng vuốt của nó có phải đặc biệt lớn, vươn ra bằng chừng chậu rửa chân của cô gái ở nông thôn. Bị móng vuốt như vậy bắn chúng, có lẽ dù là đá cũng có thể bị đập vỡ. Trương Ẩn Hào nói. Nổ súng vào bụng nó. Diệp Phàm kêu lên, vài tiếng súng đồng thời vang lên. Lần này quả nhiên có hiệu quả. Bụng cá sấu rồng máu bắn ra. Nó tức giận, miệng ngao một tiếng, đuôi đột nhiên dựng thẳng lên, điên cuồng quét về phía Diệp Phàm. Xúc sinh. Diệp Phàm vung tay, ba cái dao bầu dày 3 cm chém xuống. Răng rắc một tiếng, toàn bộ cái đuôi bị Diệp Phàm chém đứt. Ba người Vương Nhân Bàng xông lên phía trước, binh khí toàn bộ xuất động. Cá sấu rồng dài mười mấy mét cuối cùng bị bốn người tách rời rồi. Đúng rồi, tìm xem có cá sấu bảo hay những thứ khác không. Diệp Phàm nói, Trương Ẩn Hào lập tức trở thành bác sĩ phẫu thuật. Tuy nhiên, dao phẫu thuật vô dụng với loại cá sấu rồng này. Phải búa chém. Nhưng khiến bốn người tương đối thất vọng, cá sấu rồng lớn như vậy trong bụng ngoài thân thể của đám người anh chưa tiêu hóa hết làm người ta buồn nôn cũng không có cá sấu bảo hay cái gì cả. Rầm rầm. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, Diệp Phàm bắn đạn lên trên thành hang, lập tức sắc mặt thay đổi hét lớn chạy mau, con này quá lớn. Nhiều đến bao nhiêu, Vương Nhân Bàng vừa đi theo Diệp Phàm vừa hỏi. Không dưới 20 mét, hơn nữa, hung hăng hơn nhiều lắm. Có lẽ vừa rồi chỉ là cá sấu rồng cái, bây giờ là con đực. Bốn người chúng ta phải tiết kiệm thể lực, mặc dù có thể đánh chết nó có lẽ cũng phải lột ra. Diệp Phàm cười nói, bốn người chạy trối chết về phía trước. Mạch nước ngầm hiện ra trước mặt mọi người. Nhảy vào, Diệp Phàm kêu lên. Trong sông không phải có ổ cá sấu rồng chứ, nhảy xuống chúng ta chẳng phải chịu chết sao. Vương Nhân Bàng hơi chút do dự, tuy nhiên, gió đã thổi đến phía sau. Một cỗ mùi tanh hôi truyền đến, sợ đến mức Vương Nhân Bàng nhanh chóng đâm xuống sông. Tuy nhiên, móng vuốt của cá sấu rồng đến rồi. Mông của Vương Nhân Bàng vẫn bị nó vỗ một cái, anh ta giống như tên rời cung dầm một cái nện xuống lòng sông. Cảm giác mong đau đớn, tuy nhiên, lúc này cố không kịp rồi.
dưới nước có mạch nước ngầm, gấm vô cùng. Hơn nữa, tầm nhìn cũng không xa, con cá sấu lớn hung hãn vồ xuống. Chương 3048, đồ đáng chết. Giống như một chiếc thuyền trôi trong nước bình thường, Diệp Phàm tranh thủ quay người lại, chém vào đuôi nó một nhát. Chỉ có điều, lần này Diệp Phàm đã tính sai rồi. Cái đuôi của con đại ngạc long này thô hơn nhiều so với con kia. Hơn nữa, ở trong nước thì nghiễm nhiên là nhà của chúng rồi. Diệp Phàm chẳng những chụp phải khoảng không mà còn bị cái đuôi to như thùng nước của con cá thô kia quật cho. Toàn thân bị quật vào hòn đá dưới nước, tới mức kêu ba tương đương một cái. Tức thời hắn cảm thấy toàn thân mệt rã rời, đau đớn như bị lửa đốt. Chết tiệt! Diệp Phàm giận dữ, ngư long thập bát xuất hiện, trườn một cái đã tới bụng của đại ngạc long, từ phía sau lưng dương đao lên, muốn dở mánh khóe. Đúng lúc đó thì người này đột nhiên quay mình một góc 360 độ. Vừa đúng lúc đó, vài chục cái vây cá như những mũi tên sắc nhọn, giống như những cương đao lớn đâm vào lưng Diệp Phàm. Hơn nữa, tên này vô cùng giàu hoạt, cả cơ thể to như vậy, giống như chiếc tàu ngầm hạ thấp xuống, đè ép xuống nước, xem ra là muốn đâm chết Diệp Phàm ở đáy sông rồi. Thế nhưng Diệp Phàm không hề ngu ngốc, hơn nữa loài ngư long thập bát rất trơn, trượt một cái liền tới cạnh miệng của ngạc long rồi. Kẻ quái dị huyết trích tử do Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ tạo ra đã bị tên này làm cho xuất hiện, thật là hay rồi, nó đã rơi vào miệng của ngạc long rồi. Tên này liền cao hứng, xoay người bơi lên bờ, tay dùng lực kéo sợi dây thường như sợi tóc, y muốn kéo con đại ngạc long lên bờ. Thế nhưng y cảm thấy sợi dây thường trong tay quá nặng, giống như kéo một ngọn núi lớn vậy. Các anh em tấn công, tấn công! Diệp Phàm kêu lên, mọi khẩu súng đều hướng vào đại ngạc long. Phần bụng của đại ngạc long đúng là một điểm yếu, bị Diệp Phàm kéo tới mức lật bụng, cuối cùng đã bị trúng đạn. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả nước sông, đại ngạc long đau tới mức vùng vẫy trong nước. Vương Nhân Bảng bắn vào trước mặt đại ngạc long, nhu cực đao mạo hiểm đâm thẳng vào bụng đại ngạc long. Đâm một cách thuận lợi. Xoắn không chết được đồ con cháu nhà rùa các ngươi. Vương Nhân Bảng kêu to, nhu cực đao ở trong bụng đại ngạc long đâm loạn bậy, máu tươi chảy ra. Chạy tới bên cạnh Vương Nhân Bàng, y càng hưng phấn, chân đạp bụng đại ngạc long như muốn mổ bụng nó chui ra. Hu hu, tiếng kêu thảm thiết làm kinh thiên động địa, đại ngạc long đột nhiên thấy phấn khởi, Diệp Phàm cảm giác thấy thân mình run lên, không ngờ là lại không kéo được. Sức lực đại ngạc long trong chốc lát dường như tăng thêm mấy lần. Cả người Diệp Phàm bị đại ngạc long lôi đi giống như cơn gió thổi vào trong không trung. Vương Nhân Bàng thật đáng thương. Đại ngạc long lật người một cái liền đè nó xuống đáy biển. Diệp Phàm liều mạng muốn kéo lật người qua nó. Nhưng thời khắc này con đại ngạc long tỏ ra khá nghiêm trọng, căn bản là không kéo nổi. Y lo lắng cho Vương Nhân Bàng nên đành phải thu lại huyết trích tử, trượt tới tận phía dưới cùng của đại ngạc long. Không ngờ lại không nhìn thấy Vương Nhân Bàng đâu. Diệp Phàm nổi giận, quấn sợi dây thừng trong tay quanh con đại ngạc long rồi đi. Hai người Bao Nghị cũng vội vàng tới giúp. Ở chỗ gần với phần bụng của con đại ngạc long, y nhét vào ba miếng lựu đạn. Loại này là lựu đạn là loại điều khiển từ xa. Vài tiếng ầm ầm vang lên, bọt nước bắn tung tóe. Mặt nước tràn đầy máu tươi. Hu hu hu. Đúng lúc này, lượng nước đột nhiên dâng lên, Diệp Phàm hung hãn nhìn, dường như có tới 7-8 con loại đại ngạc long điên cuồng bơi lại gần. Trên bờ lúc này có hai con đại ngạc long đang trừng mắt đầy hung hãn. Mau chạy xuống. Diệp Phàm hét lên, một cái kéo khiến cho Bao Nghị và Trương Ẩn Hào phải nhảy xuống bơi vòng quanh. Thế nhưng, trong sự lờ mờ, y phát hiện ra phía trước có tới những 7-8 con đại ngạc long. Ba người tạo thành một đội chiến đấu anh dũng. Thế nhưng trong lúc chiến đấu, Diệp Phàm vẫn chưa nhìn thấy Vương Nhân Bàng ở đâu. Lòng hắn trầm xuống, hắn tự nhủ rằng tên này không ngờ lại đoản mệnh mà đi như vậy. Không nhìn thấy đại ngạc long ở phía trước, ba người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, quay người lại, ba người đều thấy kinh hãi. Bởi họ không nhìn thấy gì ở phía trước là do có một vách núi, cũng không rõ là cao bao nhiêu nữa. Quay trở lại nhìn thì thấy hơn chục con đại ngạc long, tất cả đều nhìn chằm chằm ba người như hổ rình mồi vậy. Chỉ còn cách nhảy xuống, xem ra còn có đường sống. Nếu quay lại thì chắc chắn sẽ là mồi cho bọn chúng. Diệp Phàm nói, chiến đấu với nó. Trương Ẩn Hào quát, Bao Nghị cũng không kém. Diệp Phàm nhanh chóng cởi sợi dây cường độ cao của tổ A đặc chế ra. Dùng sức một lần liền chui vào khối nham thạch bên trong. Trượt xuống đi, Diệp Phàm ra lệnh,
Trương Ẩn Hào đi đầu, Bao Nghị đi sau, cuối cùng Diệp Phàm kéo sợi dây lại. Y cảm giác thấy dòng nước chảy vô cùng nhanh, mắt đều không mở được ra rồi. Tình hình của Bao Nghị và Trương Ẩn Hào như thế nào cũng không rõ nữa. Lúc này, Diệp Phàm vẫn cảm nhận thấy dây thừng có động đậy bất thường. Y ngẩng đầu hướng lên trên, bụng mắng thầm. Nương tây thất đấy. Con cá sấu này không ngờ lại há to miệng để cắn sợi dây thừng, tuy rằng sợi dây này là loại chịu được cường độ cao, không hề bị mài mòn trong nước và lửa, nhưng không chịu được sự cắn xé của hơn chục con cá sấu. Cảm thấy phía trên đầu đã nhẹ đi, Diệp Phàm biết rằng sợi dây đã bị đứt rồi. Chết tiệt, ông mày có chết cũng phải lôi mày lên chịu tội. Diệp Phàm tức điên rồi, hắn hét lên một tiếng, ra sức dùng lực ở đầu sợi. Sợi dây thừng vừa đứt xoay một vòng, kéo ba con cá sấu rơi đập vào vách. Diệp Phàm nhanh chóng rút ra quân chủy cắm vào vách đá. Thế nhưng, dòng nước lại chảy xiết và quá mạnh nên không có tác dụng gì cả. Đương nhiên là vẫn đâm vào vách đá một chút, lực ma sát làm giảm độ trơn trượt đi một phần. Cứu với! Trong lúc hôn mê, Diệp Phàm chợt nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, đôi mắt hắn mở to, phát hiện ra ở phía dưới bên trái còn có gốc đại thụ treo ngược. Diệp Phàm vui mừng, nhanh chóng lướt qua bên đó bắt lấy cành cây đại thụ. Lúc này hắn mới phát hiện ra tiếng kêu cứu kia phát ra từ cành cây này, dường như rất quen thuộc. Diệp Phàm ra sức tách cành cây, hắn phát hiện có một bóng người đang nắm chặt cành cây này. Diệp lão đại, ta còn sống, mau lên. Âm thanh lại vang lên, Diệp Phàm định thần lại rồi nhìn, tức thì hắn mừng phát điên lên, hắn đã tìm thấy hai người Vương Nhân Bàng. Trông cậu ta lúc này thật thảm hại, trông không giống người chút nào. Ngươi vẫn chưa chết phải không? Diệp Phàm kêu lên. Cậu bỏ đi thì tôi mới chết. Vương Nhân Bàng quát, ở đây chỉ có thể hét lên thì người khác mới có thể loáng thoáng nghe thấy. Diệp Phàm vội qua chỗ Vương Nhân Bàng giúp một tay, lúc này y mới thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn sao không bỏ ra, vừa rồi thiếu chút nữa là không bắt được đấy. Vương Nhân Bàng vừa thở dốc vừa mắng. Người anh em, tình trạng hiện giờ của hai chúng ta cũng không khác nhau là mấy. Không thể bơi lên trên được, mấy chục con cá sấu đang ở trên chờ chúng ta lên làm mồi cho chúng. Cái cây này có vẻ cũng sắp không trụ được rồi, xem ra đường xuống suối Hoàng Tuyền đang chờ chúng ta đó. Diệp Phàm nói, dù sao thì cũng có một người bạn. Vương Nhân Bàng nói, cậu chẳng phải là đã chịu tội thay sao? Diệp Phàm thật đúng là hết chỗ nói, một tiếng kêu răng rắc vang lên, cành đại thụ đã bị chặt đứt. Hai người cùng rơi xuống theo. Mê man không biết bao lâu, dù sao thì hai người cũng cảm giác nghe thấy tiếng giòn vang khi bất tỉnh, người đụng phải vật gì đấy. Cái chỗ quỷ gì vậy? Vương Nhân Bàng mắng một câu. Đừng lên tiếng, cẩn thận có địch đấy. Diệp Phàm nói, hắn quan sát một hồi, dường như không phát hiện ra điều gì mới bật đèn. Hắn phát hiện ra nơi này giống như một thạch thất vậy. Góc kia có hai xác người. Vương Nhân Bàng đột nhiên chỉ vào một góc, kêu lên, hai người trúng đạn rồi. Họ phát hiện ra hai người này là Bao Nghị và Trương Ẩn Hào. Sờ thử, vẫn còn ấm. Hai người nhanh chóng làm động tác hô hấp nhân tạo. Nửa giờ sau, hai người họ đều tỉnh lại. Tuy rằng trên người họ đều có đầy máu nhưng cuối cùng họ vẫn còn sống. Ở đây có ký hiệu. Trương Ẩn Hào chỉ vào vách đá phía trước. Ba người Diệp Phàm lại gần, nhìn thấy có hình một mũi tên khắc trên tường. Thế nhưng không có giải thích. Có thể là do đám người anh lúc trước vào đây đã vẽ đấy. Diệp Phàm nói, hắn phát hiện ra phía trước có đường vào hang động, bên trong hơi ẩm, nhưng không hề có nước. Không phải, ký hiệu này không phải là vừa mới khắc đâu. Bao Nghị nhìn một lát rồi nói, có vẻ là nhiều năm rồi, lẽ nào mấy chục năm trước đã có người vào đây rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, Trương Ẩn Hào móc ra vết tích trên ký hiệu, kiểm tra thử. Cũng không thể xác định được niên đại của nó, nhưng cũng không thể bỏ qua đám người anh đi trước chúng ta. Cũng có thể bọn chúng nhìn thấy ký hiệu này và cũng đi qua. Vì vậy chúng ta cứ thận trọng tiến lên phía trước, đề phòng bọn chúng mai phục phía trước. Trương Ẩn Hào nói. Bốn người nghỉ ngơi một chút rồi leo lên phía trước. Không lâu sau thì phát hiện ra phía trước có cái ao màu đỏ. Bán kính của ao khoảng gần 40 mét, trên mặt thì sương mù bừng bừng. Nước trong ao đỏ như máu. Hơn nữa, nước này giống như suối nước nóng. Cạnh cái ao chính là vách núi. Đeo mặt nạ chống độc vào. Diệp Phàm nói, bốn người nhanh chóng đeo mặt nạ vào. Không lâu sau, bốn người cảm thấy buồn nôn. Nước đỏ liên tục cuộn lên,
thỉnh thoảng hiện ra những mẩu xương trắng hếu. Cả cái ao trông giống như một cái bát tô, bên trong đang nấu xương. Trông thấy mà khiến người ta nổi da gà. Trương Ẩn Hào thò vào một cái gậy kim loại hút lấy cái điểm nước đỏ, lại giả bộ thả một cái lọ vào tiến hành làm thí nghiệm, nói. Loại nước này giống như là suối nước nóng, có điều là do một loại vật chất có màu sắc gây nên, vì thế mà ao nước hiện lên màu đỏ của máu. Có độc không? Vương Nhân Bàng hỏi. Không thể xác định. Trương Ẩn Hào lắc đầu. Có thật là do nhân công làm không vậy? Ngươi nhìn xem, bên trong nhiều xương cốt như vậy thì xem ra đã có không ít người chết, mà những người này là ai, chết khi nào? Lẽ nào những người này là những đội viên đặc chiến của các quốc gia khi tiến vào hoang đảo? Bao Nghị hỏi. Diệp Phàm thò tay lôi ra một đoạn xương tay, đôi mắt hung hãn nhìn một hồi rồi nói. Loại nước màu đỏ này hẳn là không có độc, xem ra đúng là suối nước nóng. Tuy nhiên có chút kỳ quái. Nước đỏ như vậy, tại sao xương cốt bị ngâm bên trong đó lại không bị ngấm màu đỏ? Chí ít cũng phải hơi biến thành màu đỏ, đúng không? Mà xương cốt lại trắng hếu, xem ra cũng trơn mượt đấy, có cảm giác trong suốt giống như ngọc vậy. Cắt mẩu xương trong tay ra nhìn, chắc chắn là không phải vừa mới chết. Song lại có một vấn đề. Nếu như đây là suối nước nóng thì những phần thịt trên xương kia làm sao có thể bị mòn đi như thế? Trừ khi là trải qua thời gian rất dài, bằng không nhất định sẽ còn ít thịt dính lại trên những mẩu xương kia. Chương 3049, khéo léo qua sông. Mấy người này làm sao có thể chết ở đây chứ, nếu đã là suối nước nóng thì sẽ không có gì nguy hiểm cả. Bao Nghị nói, có khi nào họ bị giết chết rồi ném vào đây? Trương Ẩn Hào nói, đúng lúc đó, Vương Nhân Bàng nhấc lên một đoạn xương cốt, chỉ vào nó rồi nói. Nhất định là họ chết chưa được bao lâu, mọi người nhìn xem này, thịt vẫn còn tươi nguyên. Chúng ta tìm lại xem, từ xương cốt có thể biết được là người của nước nào không? Diệp Phàm nói, không lâu sau, hắn mò ra một cái sọ đưa cho Trương Ẩn Hào và khẳng định cái sọ đó là của người nước Anh. Sau đó lại phát hiện ra có cả xương cốt của người Nga nữa, nhưng mà tạm thời không tìm thấy xương cốt của đội viên đội đặc nhiệm A. Bởi đội viên đội đặc nhiệm A có ký hiệu đặc thù riêng. Chúng ta đi thôi. Vương Nhân Bàng nói. Cái ao này không rộng lắm, tôi dùng có một chút sức lực là có thể nhảy qua. Chúng ta hãy dùng dây thừng kéo hai người bọn họ qua. Khoan đã, nếu dễ dàng như vậy thì mấy gã người Anh, người Nga kia sao có thể bị chết ở đây? Bọn họ đều là cao thủ, có thể vào tới đây thì hẳn không phải người tầm thường. Điều này chứng tỏ cái ao này có gì đó kỳ quái, nhất định là rất nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm nói, dựa vào năng lực của mọi người thì chắc chắn không cần phải lội qua cái ao này. Thông thường mà nói thì có thể dùng biện pháp bay lên không trung là được. Một cái ao quá nhỏ như vậy, phương pháp lại quá lớn. Ví như phi tiêu qua phía đối diện, lợi dụng dây thừng, phi đạn qua. Trương Ẩn Hào nói, tôi thử trước cho. Diệp Phàm nói, rồi ném một mẩu xương của bọn người Anh hướng lên không trung. Nguy hiểm cuối cùng cũng đã xảy ra. Chiếc đầu lâu bay gần tới giữa ao thì dường như là gặp vật gì đó, đột nhiên rơi xuống trở lại ao. Thấy chưa, chính là rơi xuống như thế này đây. Diệp Phàm nói. Thử lại lần nữa. Diệp Phàm lại lôi ra một đoạn xương cốt từ trong ao rồi quẳng lên trên, kết quả vẫn như vậy, lên đến giữa ao thì rơi trở lại ao. Hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, Diệp Phàm thử dùng sức để kéo cái xương cốt đó lại nhưng cảm thấy có một lực rất lớn đi xuống. Đã phải tự mình dùng bản lĩnh ban tiên thiên rồi mà vẫn không thể kéo xương cốt về được. Sau đó Diệp Phàm lại tìm mọi cách để vượt qua cái ao này. Thế nhưng ở giữa ao như có bức tường vô hình không thể nào vượt qua được. Vương Nhân Bàng thử buộc phi tiêu vào dây thừng đâm qua, kết quả là phi tiêu và dây thừng đều rơi trở lại ao. Bởi dây thừng thì nhỏ, ba người Diệp Phàm phải hợp sức lại kéo mới không để cả sợi dây rơi xuống ao. Thế nhưng một đoạn phi tiêu kèm theo cả dây thừng lại rơi xuống ao ở phía trước mặt. Nước ao này khẳng định là có vấn đề, nếu mà không có vấn đề gì thì ngay cả rơi xuống đây cũng không thể chết được, đúng không? Trương Ẩn Hào nói. Quá đơn giản, cậu xem, những thứ rơi xuống có tốc độ nhanh như vậy. Không chừng ở dưới đáy ao có các loại cơ quan sắc nhọn rồi, cậu mà đâm phải thì nhất định sẽ chết, đúng không? Muốn qua được ao, trừ phi là có thể phá được cái luồng khí tụ kỳ quái ở giữa ao. Vương Nhân Bàng nói, bốn người tạm thời đang gặp nạn. Khoảng nửa giờ đồng ao, bốn người đều không dám bước nửa bước. Mẹ kiếp, thật là tà môn.
Vương Nhân Bàng tức giận ném một khúc xương bả vai vào ao. Xương cốt giống như là tạo ra bọt nước vậy, trượt trên mặt ao vẫn còn tạo ra mấy cái bong bóng nước. Ừ, xương cốt này làm sao có thể đi trên mặt nước mà tới được phía đối diện. Diệp Phàm nhất thời chấn động tinh thần, nhìn chằm chằm vào ao. Ý của cậu là chúng ta có thể trực tiếp đi qua trên mặt nước. Vương Nhân Bàng ngạc nhiên, nhướng mày vui mừng. Thử lại lần nữa. Diệp Phàm lôi ra một cái đầu lâu, ném lướt qua trên mặt nước, phát hiện thấy xương cốt không hề tổn thương một chút nào đã đến mặt ao phía đối diện. Con mẹ nó chứ, đây là cái cơ quan nào của người mà kỳ diệu thế? Nó lợi dụng tâm lý của con người, nhất định là cái ao nước này có vấn đề. Đạp mặt nước mà đi lại không có chuyện gì. Tôi nghĩ cái chân này vẫn không thể rời khỏi nước sông được, mà phải chạm vào nước sông mới qua được. Diệp Phàm cười nói, hắn quay lại bắn vào sông, chân đạp mặt nước. Dùng nội khí vỗ vào vách sông một cái, cơ thể liền trượt tới phía đối diện một cách dễ dàng. Ngay cả đã tới giữa rồi nhưng cũng không xảy ra chuyện gì cả. Cơ quan xem ra ở chính tại trên vách sông, hòa làm một với không trung. Người phi đạn vào không trung làm khuấy động không khí mà va vào cơ quan, khiến người có thể tiến vào trong nước sông. Trương Ẩn Hào nói, bốn người sang phía bên đối diện một cách thuận lợi, quay lại nhìn, thấy con sông này thật đáng sợ. Họ tiếp tục tiến về phía trước. Các người có cho rằng có người anh vượt qua được con sông này không? Bao Nghị nói, nhất định là có, đã có thể vào được đội hành động đặc biệt thì không phải người ngốc, không thể bị mắc kẹt trong cái sông này được. Vương Nhân Bàng nói, a, à, một tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó truyền tới, đó không ngờ lại là tiếng Anh. Diệp Phàm đưa tay ngăn lại, mọi người cẩn thận bước về trước. Phát hiện ra phía trước vẫn là một sơn động, nhưng to hơn. Từ trên vách động rủ xuống những sợi gì đó nhỏ, dài giống như sợi len. Dưới đất là hai gã người anh đang ôm đầu lăn qua lăn lại. Toàn thân đầy máu. Có vẻ họ rất đau đớn. Trên người họ đầy những thứ đồ giống như sợi len treo ngược từ trên đỉnh hang xuống. Một lát sau, một gã người anh đau không chịu nổi nữa liền rút từ trong ủng ra con dao găm, cắt đứt mấy cái thứ sợi len đó đi. Diệp Phàm nhìn thấy những thứ đồ vật này lập tức bị cắt thành hai đoạn. Nhưng cái thứ đồ ấy sau khi bị cắt ra thành hai đoạn lại có thể như sống lại bình thường, nó lại quấn lấy gã người anh kia. Cuối cùng đám người anh chịu không nổi nữa, đành tự mình kết liễu. Cả hai người đều có kết cục giống nhau. Sau nửa giờ đồng hồ, mọi người phát hiện thấy thứ đồ giống sợi len kia dường như là thứ gì đấy mà hai gã người anh kia không bao lâu đã biến thành hai bộ xương khô rồi. Vương Nhân Bàng thật muốn nôn. Tôi nhớ ra rồi, loại này gọi là hút cốt trùng, họ hàng với nhà đỉa. Về cơ bản là không giết chết được, trừ phi cậu chặt nó ra thành những mảnh vụn, bằng không một biến thành hai, hai biến thành bốn. Hơn nữa lại vô cùng hung tàn, chỉ cần dính nó vào người thì lúc nào nó cũng chỉ muốn hút xương cốt mà thôi. Trương Ẩn Hào ngẫm nghĩ một lát, nói. Nghìn quả lựu đạn đi qua là chúng sẽ bị thiêu chết hết. Vương Nhân Bàng nói. Không thể đốt, bởi loài hút cốt trùng này một khi đã đốt thì có thể sẽ phát ra chất độc đặc thù. Loại độc này có tính ăn mòn quá mạnh, ngay cả nham thạch cũng có thể bị ăn mòn. Chúng ta có mặc áo chống đạn thì may ra không bị ăn mòn. Thế nhưng nếu như để cho thứ ăn mòn rớt ra một chút thôi thì sau này áo chống đạn cũng không có tác dụng. Hơn nữa còn có thể xuyên qua áo chống đạn vào da thịt chúng ta. Lúc đó, chúng sẽ làm cho cậu sống không được chết cũng không xong. Trương Ẩn Hào nói, trong động này treo đầy cái thứ hút cốt trùng ấy. Nếu muốn đi qua một cách bình yên thì phải có đủ dũng khí. Diệp Phàm nhìn vào trong động. Loại này cách khoảng 100 mét, không có gì bảo đảm rằng ngươi mặc giày hàng 100 mét cũng không bị cái thứ hút cốt độc rậm rạp này cắn vào. Bao Nghị nói. Ngươi nói xem loại này có yêu địch không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có rồi, một vật khác một vật. Thế giới loài vật đều có yêu địch, chỉ có điều có những thứ yêu địch mà loài người chúng ta không phát hiện ra thôi. Trương Ẩn Hào nói. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc, bước ra thứ thân hình màu tím. Thứ đồ này cũng thuộc loài côn trùng đặc biệt, chỉ ở trên người Diệp Phàm có một lúc nhưng ra ngoài không trung thì phát triển ngay thành những con bọ cánh cứng lớn nhỏ. Hơn nữa lại như ngửi thấy mùi gì liền vỗ cánh hung hãn bay về phía những thứ hút cốt trùng đang buông thõng xuống kia. Chít chít chít, hút cốt trùng cảm thấy có sự nguy hiểm, từng con một bắt đầu chuyển động. Tất cả những sợi buông xuôi ấy đều giãy giụa gấp khúc. Hơn nữa còn ép lại gần cái thứ màu tím ấy, tất cả hút cốt trùng đều thu nhỏ lại chen chúc trong không trung. Thứ màu tím kia kêu kích động kêu lên, va đập vào nhau.
cái miệng cắn, không tới một phút một hút cốt trùng đã bị hút rơi xuống đất bất động. Lập tức, hút cốt trùng náo loạn, tất cả đều chen chúc hướng về phía đồng bọn của mình. Đúng lúc này, ở giữa đám côn trùng nổ tung, một hút cốt trùng to như ngón tay trỏ ngẩng đầu lên, há miệng hướng về phía thứ màu tím kia mà cắn. Tức thì, hai loài côn trùng này đánh đập nhau tàn nhẫn. Đây chỉ có thể là hút cốt trùng vương rồi. Người xem, màu sắc đều không giống nhau, màu đỏ đấy. Chí ít thì cũng phải sống khoảng 5-600 năm thì mới có thể biểu hiện ra màu sắc như vậy. Trương Ẩn Hào nói, thứ màu tím kia do có cánh nên có thể công kích mạnh hơn loài hút cốt trùng, bởi chúng chỉ có thể né tránh bằng cách co kéo trên dưới, lắc qua lắc lại hai bên trái phải. Cuối cùng thì thứ màu tím kia chấp được thời cơ cắn cổ của hút cốt trùng vương. Hút một lúc, cơ thể trở nên càng tím ngắt hơn. Hơn nữa, còn bọ dừa lớn thân mình cũng như một quả bóng cao su, không lâu sau đã to bằng quả trứng gà rồi, và vẫn còn tiếp tục lớn thêm. Trùng vương của cậu sắp tiến hóa rồi. Trương Ẩn Hào nói, đoán chừng, hút cốt trùng này là thứ đại bổ đối với nó. Tuy nhiên, tôi lo lắng nó tham lam quá mà vỡ bụng mất. Diệp Phàm nói, có lẽ không đâu. Trương Ẩn Hào cười nói, thi thể của hút cốt trùng vương cuối cùng cũng rớt xuống, quắt lại như thể chỉ còn mỗi lớp da. Sau khi hút hết tinh hoa của trùng vương, thứ màu tím kêu lên một tiếng, giống như một vị vua nhìn những con trùng nhỏ đáng thương một cái, rồi lại nhào vào trong đám trùng. Lập tức hút cốt trùng bị đuổi bốn phía, bốn người Diệp Phàm thừa dịp này vượt qua đám côn trùng này tới phía đối diện. Diệp Phàm búng ngón trỏ, nhưng thứ màu tím kia lại không hề có ý muốn quay trở lại. Mẹ kiếp, bây giờ vậy cánh người đủ cứng cáp rồi muốn làm phản phải không? Diệp Phàm chửi một câu, ra chiêu lợi hại nhất khống chế nó, nội khí tuôn ra như suối. Khí độc cũng theo ra luôn. Thứ màu tím dùng cánh chống lại, nhưng không lâu sau thì thân thể bắt đầu bị héo lại. Lát sau thu nhỏ lại rồi bay về bên Diệp Phàm. Muốn tạo phản, người còn không thể nhẫn nại, kiên trì chịu đựng. Diệp Phàm tung ra một chưởng, nhìn thứ màu tím bé nhỏ đáng thương trong tay, chửi mắng. Diệp lão đại vừa động tay, vật này lại thu nhỏ như hạt cát mịn len lỏi theo kinh mạch chui vào trong cơ thể Diệp Phàm. Sau đó họ ăn lương thực, và nghỉ ngơi. Đáng tiếc là cái lò điện dự trữ lại làm mất ở sông rồi. Nếu không chúng ta đã có thể đun canh nóng mà uống rồi. Vương Nhân Bàng cau mày nuốt rau dại vào mồm. Đối với những người đội viên chấp hành nhiệm vụ thì khát vọng lớn nhất là được ăn cơm nóng giống như gia đình bình thường. Đồng chí, không cần nói điều này, khi chúng ta đánh nhau với cá sấu ở dưới hồ đã tiêu tốn mất nhiều lương thực. Phải mau nghĩ cách cứu các đồng chí còn lại, hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về. Nói cách khác, chết ở chỗ này còn thảm hơn so với gặm lương thực. Diệp Phàm nói. Cậu nói phía trước còn có đám người anh phải không? Vương Nhân Bàng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3050, bức vách biết đánh người. Cái này cũng khó nói, chúng ta cũng không thể bảo đảm là không có gã người anh nào còn sống. Hơn nữa, hang động này cũng hết sức kỳ quái, không chừng còn có một con đường khác thông ra phía trước. Diệp Phàm nói. Cái chốn hoang đảo này thì tất cả mọi thứ xấu xa đều có thể xảy ra. Đã vượt ra ngoài nhận thức của chúng ta rồi. Lẽ nào đây là nơi mà người ngoài hành tinh đã ghé thăm? Bao Nghị tát vào miệng một cái, hỏi. Không nhất thiết phải là người ngoài hành tinh, kỳ thực, thời cổ đại có rất nhiều cao thủ vượt cấp cũng có thể làm được điều thần bí này. Tôi đã từng gặp qua vài lần, chính là cao thủ thần bí. Giá như bọn họ sau khi chết có thể truyền lại những phương thức vận nội công. Tư tưởng, tinh thần của con người không chết, thì bọn họ cũng không bao giờ chết. Có hỏng mất cũng chỉ là một đống da mà thôi. Diệp Phàm nói, cái lý luận quái dị này khiến Bao Nghị nghe mà suýt nữa nghẹn họng, mắt nhìn chân chân. Mấy người tiếp tục đi về phía trước. Phía trước như có ánh sáng gì đó. Diệp Phàm cẩn thận bước đi, bước lại gần thì nhìn thấy có một lối đi nhỏ. Ở trong lối đi nhỏ này phát hiện ra rất nhiều những tảng đá màu sắc sặc sỡ, mấy người lo lắng ở phía dưới có bộ phận lật mở, họ cẩn thận trượt ván mà đi qua, đến cuối thì mở ra một gian mật thất. Lại là một căn phòng bí mật mà bốn bề đều là đá. Trong mật thất có ba bộ xương khô bị chém dựa vào vách tường. Tuy là xương cốt đều ở đó cả, nhưng khung xương cũng không còn hoàn chỉnh. Bốn người họ phát hiện ra bốn phía của hang động này đều dùng cả một hòn đá mài ra. Thời xa xưa tuy là không có máy mài đá nhưng đá ở bốn bức tường đều được mài trơn tru nhẵn bóng, gần giống như cái gương thời nay rồi.
Mọi người đứng vào đây đều có bóng trên bốn bức tường. Mật thất này có chút cổ quái, anh xem này, chúng ta đứng trong này mà nhìn thấy rất nhiều bóng của chúng ta in trên bốn phía. Theo lý mà nói thì chỉ có bốn cái bóng, nhưng chúng ta đếm thử mà xem, chỉ ít cũng có tới mười mấy thậm chí là rất nhiều cái bóng. Bốn bức tường này giống như chiếc gương vậy, liệu có phải nó có khả năng chồng lên nhau? Trương Ẩn Hào vẻ mặt nghiêm trọng, nói. Hãy lui lại trước đã. Diệp Phàm nói. Thế nhưng vừa mới bước vào thì lối đi nhỏ đã biến mất rồi. Toàn bộ sáu mặt của mật thất này đều là đá. Bốn người Diệp Phàm gõ gõ vào vách đá, có vẻ như bốn mặt tường đều rất đặc và chắc chắn. Lối đi nhỏ không thể nào biến mất trong phút chốc, chỉ có thể là do căn phòng này đã lệch vị trí thôi. Hoặc là phía sau mỗi bức tường này là một lối đi nhỏ. Chỉ có điều tạm thời chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Diệp Phàm nói. Vương Nhân Bàng moi ra thứ đỏ giống như là chùy sắt đập vào tường. Một âm thanh vang giòn, chùy sắt bắn ngược trở lại vào ngực Vương Nhân Bàng, khiến y ngã ngồi bệt xuống đất. Sao lại thế này, cái tường này có thể đánh người sao? Vương Nhân Bàng vuốt ngực mình nói. Cậu không sao chứ? Diệp Phàm vội chạy tới nâng cậu ta dậy, hỏi. Hơi đau một chút, vừa rồi ta ra tay rất nhẹ, vậy mà cái tường này lại rất hiểm ác đấy. Có khi nào tất cả những thứ đập vào đây đều bật trở lại làm thương người tấn công nó không? Vương Nhân Bàng nói. Bao Nghị cầm một thứ đồ mềm nhũn đập vào tường, quả nhiên đồ vật mềm nhũn này lại bắn ngược trở lại. Nguyên lý của các bức tường trong mật thất này có phải là có điểm giống với sóng radar không? Bắn ngược trở lại chúng ta mà không sợ, chỉ cần chúng ta kịp thời tránh xa vị trí ban đầu lúc chúng ta đập vào tường, như vậy cho dù có cái gì bắn ngược trở lại thì cũng không đập phải người chúng ta được. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, để tôi đập. Vương Nhân Bàng tức giận vung cây chùy đập vào tường. Cẩn thận. Diệp Phàm kêu lên, vội kéo Vương Nhân Bàng qua một bên. Cái chùy bật ngược trở lại vào chân Vương Nhân Bàng. Phát này nhất định rất đau, y chịu không nổi phải kêu lên. Lão đại, lý luận này có vẻ không xác thực rồi. Vương Nhân Bàng kêu lên. Sao mà không xác thực chứ? Cây chùy này chẳng phải là bắn trở lại theo đường đi ban đầu sao? Chỉ có thể trách cậu phản ứng quá chậm, vừa rồi không phải tôi nhanh tay kéo cậu lại thì bây giờ cậu sớm đã nằm dưới đất không đứng dậy nổi rồi. Diệp Phàm châm chọc. Không phải như thế, vừa rồi không phải tôi không phản ứng nhanh, mà tôi vẫn chú ý, thấy chùy sắt vừa rời khỏi tay liền tránh ra rồi. Thế nhưng mật thất này thật kỳ quái. Trong bụng nghĩ là phải tránh ra nhưng cơ thể lại không nghe theo sự sai khiến, không thể di chuyển được gót chân. Vừa rồi nếu không có cậu chắc tôi bị thương nặng rồi. Vương Nhân Bàng nói, sao có thể thế được, cậu không thể di chuyển, trong mật thất này lại không có đồ vật gì kỳ quái. Tên cậu tử vừa rồi sao có thể lôi cậu ra, rõ ràng là cậu còn có thể tránh ra đấy. Bao Nghị nói, không tin thì ngươi thử xem, có điều lão tôn này khuyên người anh em nên nhẹ tay một chút. Bằng không người bị tổn thương chính là ngươi đấy. Vương Nhân Bàng tức giận nói, Bao Nghị lách nhìn Diệp Phàm một cái. Y tìm một chiếc hộp vỏ bằng cao su rồi gõ nhẹ vào tường. Một tiếng loảng xoảng vang lên. Tiếp theo đó là đùng một tiếng. Lần này Diệp Phàm không ra tay, bởi thứ đồ mà Bao Nghị đập cũng không nặng, hơn nữa y lại gõ rất nhẹ, mặc dù vậy nhưng vấn đề bật ngược trở lại vào người cũng không phải là rất thô. Quả nhiên Bao Nghị đã không thoát khỏi vận đen. Hơn nữa lại bị chính cái đầu hộp mà y đã dùng để gõ vào tường bật ngược trở lại khiến y ngã ra đất. Ha ha ha. Có phải là ngươi cũng cảm thấy chân ngươi không nghe theo sự sai khiến của cơ thể không? Vương Nhân Bàng vẻ mặt vui mừng. Tà môn, rõ là muốn rời chân nhưng không thể di chuyển. Giống như bị Tôn Đại Thánh dùng phép định thân vậy. Bao Nghị đỏ bừng cả mặt, nói. Diệp Phàm và Trương Ẩn Hào cùng thử nhưng cũng không khác biệt là mấy. Mặc dù Diệp Phàm có năng lực bán tiên thiên nhưng trong lòng hiểu rõ là không thể di chuyển chân được. Dường như trong nháy mắt khi mà những thứ đổ bắn ngược trở lại thì xung quanh người như bị đông kết lại vậy. Các ngươi có thấy rằng, chúng ta ném vào những thứ đổ nặng 100 kg thì khi bắn ngược lại có thể nặng tới 300-400 kg. Cái tường bắn ngược lại này còn có khả năng tăng trọng lượng và tăng tốc độ. Vừa rồi, ác bá, Bao Nghị, ra tay nhẹ như vậy mà lại bị phản ngược lại rất ghê gớm. Diệp Phàm nói, có lẽ là vậy đấy, tôi bảo mình ra tay nhẹ như vậy. Làm sao vẫn bị phản lại đau như thế, hóa ra là vậy. Tôi nghĩ, liệu có phải trong mật thất này cũng có loại giống như những con rắn đang ẩn núp có thể phun xương đỏ vừa mới phát hiện ở trong cái hố trên núi.
bởi chúng ta không tìm ra được nguyên lý của chiếc gương, mà cái thứ xương hồng do những con rắn độc này phun ra có thể khiến cho hệ thần kinh của con người bị tê liệt, khiến cho ngươi tạm thời sẽ bị tê liệt. Vậy nên, phản ứng tự nhiên sẽ chậm chạp, mở mắt đứng nhìn cái thứ đổ mình đập vào bật ngược trở lại chính mình. Bao Nghị nói, có khả năng là do thiết kế của mật thất này. Ngươi muốn thoát ra ngoài nhưng căn bản là không thể, bởi vì muốn ra ngoài thì phải phá hủy mật thất này. Gài dụ chúng ta dùng một quả lựu đạn để phá tường, nhưng bức tường này lại có khả năng đạp ngược trở lại, uy lực của quả lựu đạn này ngay sau khi phát nổ chẳng phải là có tác dụng ngược trở lại gấp bội trên người chúng ta sao? Làm như vậy thì có ai thoát chết chứ? Hơn nữa, phòng mật thất này tôi thấy rất cổ quái. Không dùng lực vô cùng mạnh thì không thể phá nổi nó. Nhưng thiết kế của nó lại không được dùng lực để phá. Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ phải chết đói trong này mất. Vương Nhân Bàng nói, chỉ vào góc chỗ có ba bộ xương khô, nói. Chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ giống như bọn họ mà thôi. Diệp Phàm đi tới, cẩn thận quan sát ba bộ xương khô này. Hẳn là đã chết khá lâu rồi, quần áo trên ba bộ xương này đều đã phong hóa hết cả. Vừa sờ vào đã vụn ra thành bụi. Liệu có thể biết được họ là người của niên đại nào dựa vào chút mảnh vỡ này không? Diệp Phàm hỏi. Xem ra khó khăn đấy. Những mảnh vải rách này dường như là đồ của những người cổ đại thường mặc. Bao Nghị nói. Trương Ẩn Hào không lên tiếng, cầm một ít vải rách đặt vào một cái dụng cụ thí nghiệm khoa học lớn và bắt đầu làm thí nghiệm. Là từ triều Tống đấy. Một lúc sau, Trương Ẩn Hào nói. Mẹ nó, vẫn còn là người Tống. Họ đã chết mấy nghìn năm rồi. Vương Nhân Bảng có chút kinh nghiệm, nói. Hai bộ xương khô này đều có dấu vết bị cào mài, điều này nên giải thích thế nào? Diệp Phàm vuốt hòn đá đó, hỏi. Trương Ẩn Hào nhìn cỗ thi thể khác, ngẩng đầu nói. Tôi đoán họ có phải là ăn thịt người chăng? Ăn thịt người? Bao Nghị trợn mắt ngạc nhiên. Chuyện này không có gì ngạc nhiên cả. Con người khi đói bụng thì ai cũng muốn có thể sống thêm vài ngày nữa. Hy vọng có thể gặp may mà được cứu vớt. Trên xương cốt này xuất hiện loại dấu vết này, xem ra cơ thể đã bị bộ xương khô dùng mảnh dao cắt thịt rồi. Hơn nữa cả hai bộ xương khô đều có dấu vết như thế chứng tỏ công lực của bộ xương không có dấu vết này cao hơn nhiều so với hai bộ xương khô kia. Bằng không người ta sao có thể bằng lòng cho người khác ăn thịt mình chứ? Trương Ẩn Hào nói, có phải Hị đã bị chết trước khi bị người khác ăn thịt? Diệp Phàm nói, cũng có khả năng này, tuy nhiên tôi vẫn đồng ý quan điểm của tôi. Trương Ẩn Hào nói, bốn người cũng không tranh cãi nữa, họ ngồi nghỉ ngơi và ăn lương khô. Phải dùng tiết kiệm nước một chút, lương khô còn có thể kéo dài thêm chục ngày nữa. Diệp Phàm nói, đôi mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng hắn nhìn vào bộ xương cốt, đột nhiên Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn dụi mắt kính, bước tới cạnh mẩu xương bị cắt. Lại nhặt lên một mẩu xương của bộ xương khô khác, rồi so sánh. Người Tống dùng văn tự gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Người Tống tôn sùng thể chữ Nhan để mô phỏng thư pháp, thể chữ Liễu, chữ Âu Dương Tuần, thể chữ Tống thời nhà Đường, thịnh với triều Thanh Minh, lịch sử cách đây đã hơn 1.000 năm. Trong nền văn hóa hữu hình thì trăm nghìn năm qua vẫn luôn sử dụng nhiều nhưng không có quá nhiều sự thay đổi so với thể Tống ban đầu. Hơn nữa chỉ cần chú ý phân biệt thì có thể nhận ra được một cách đại khái ý nghĩa của văn tự đó. Trương Ẩn Hào nói. Tôi thấy trên xương cốt này có thể khắc được văn tự. Đây cũng có thể là lý do kỹ thuật khắc hơi kém. Nhưng hình thức có điểm giống thể chữ Liễu đời Tống. Người dùng dụng cụ chuyên dùng kiểm tra thử xem có thể nhìn ra những văn tự này không. Ta nghĩ, nếu là bộ xương khô thứ ba khắc lên thì có lẽ là lúc người này sắp chết muốn lưu lại bí mật về mật thất này. Không chừng còn có thể làm sáng tỏ điều gì đó từ trong này, phá căn phòng bí mật này ra. Diệp Phàm nói. Trương Ẩn Hào lại bận rộn rồi, Diệp Phàm nói đúng rồi. Ở trên máy quét xuất hiện một đống văn tự hết sức kỳ cục. Trương Ẩn Hào dựa vào sự tổng hợp và suy đoán, đại loại phiên dịch ra như sau. Đạo phẩm của Lão Lôi, Đại hội Võ Lâm có một bức tranh, gọi là bức tranh là do công lực từ mấy nghìn năm trước đã chuyển thành, thoát thần. Trải qua 20 năm tìm kiếm, cuối cùng mò tới nơi đảo thủy tinh này. Tại mật thất của Võ Vương đồng thời gặp được người đồng cấp, hai cao thủ đã đạt tới cấp, hồn ly, đại viên mãn. Bọn họ phân biệt gọi là Hồng Bà, Huyết Điểu, chúng ta ba người công kích lẫn nhau, đánh nhau suốt một năm không phân thắng bại, cả ba người đều bị thương. Cuối cùng đạt được thỏa thuận, cùng nhau đi tìm câu đối của Vũ Vương.
Bởi vì theo truyền thuyết thì cung điện dưới đất là Vũ Vương nắm giữ lâu hơn Khưu Phí hàng trăm năm. Bên trong chẳng những có bí mật cả đời của Vũ Vương, mà còn khiến người khác động lòng. Ở mảnh đất này Vũ Vương đã nuôi một thứ là rắn ngàn năm. Chương 3051, mượn nội khí của anh dùng một chút. Chỉ cần ăn thịt rắn nghìn năm, đảm bảo có thể giúp cho chúng ta đột phá khỏi xiềng xích, do đó có thể tiến thẳng đến mà đánh cửa lớn ở bên trong. Tuy nhiên, đào thủy tinh này rất thần bí. Dường như có thiên thần hay chúa tể ở đây. Ba người chúng ta bị dụ dỗ vào con đường thần bí này. Đáng tiếc chính là, ba người chúng ta đều bị vùi lấp ở trong mật thất này. Cuối cùng, lương khô cũng đã ăn hết, nước cũng uống hết. Chúng ta cũng giữ vững được nửa năm rồi, cuối cùng, vẫn là không thể thoát được vận mệnh địa phủ. Tuy nhiên, lão phu trước khi chết đột nhiên có một việc muốn biết. Tuy nói mật thất này rất thần bí, bất kỳ vật gì đều bị bắn trở lại. Nhưng, gia tốc của những vật quay trở lại này lại cực hạn. Nếu chúng ta có thể kiên trì được, dùng hai chân dẫm lên trên vách đá của căn phòng bí mật này, cơ thể của chúng ta sẽ bắn ngược trở lại. Nếu bắn ngược lại, chẳng phải là lại bắn ngược trở lại hay sao? Nếu cứ như vậy không ngừng lặp lại, đầu tiên lão phu phải nói rõ, cơ thể của ngươi phải chịu đựng được mới được. Bằng không, ngươi bị bắn ngược lại mấy lần, vậy trọng lượng sẽ càng ngày càng nặng, đả kích sẽ càng ngày càng nặng, sẽ khiến cho cơ thể của ngươi mệt rã rời mà chết. Tuy nhiên, phá rồi lại xây, nếu như có thể kiên trì được. Tôi nghĩ, sau khi bắn đi bắn lại, đương nhiên sẽ bắn đến độ cực đại, đoán chừng có thể phá được căn phòng bí mật này rồi. Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là lời phán đoán của lão phu thôi. Bởi vì, lão phu suy nghĩ ra cách này thì cơ thể cũng không ổn rồi, việc này, tin hay không là tùy anh. Đương nhiên, mặc dù lão phu không chết, nhưng ba người của lão phu đều căm hận mật thất này. Cho nên, có bọn hậu bối quyết chí phá bỏ căn phòng bí mật này. Ba người lão phu sẽ tặng anh một phần đại lễ này chính là, ba người lão phu trước khi chết sẽ dùng bí thuật ngưng tụ là một trong những thuật nội khí thuần túy nhất vào bộ xương của chúng ta. Nhưng chỉ có một khúc xương có thể bảo vệ được, cho nên, anh phải chăm chú, vận công, chỉ cần khiến cho lão phu chọn chúng thì dĩ nhiên xương cốt sẽ có phản ứng rồi. Nếu như có thể khiến cho lão phu chọn đúng người, trong nháy mắt công lực sẽ có thể đột phá tới ba tầng người. Vương Nhân Bảng vừa nghe, lập tức hứng thú nói. Mặc kệ những cái khác, đầu tiên chúng ta đột phá đã, sau khi quay lại phải đạp lên lão lang một chút. Tê liệt rồi, cả ngày bị anh ta ức hiếp, sắp tức mà chết rồi. Nói xong người này liền đi tìm xương cốt. Khoan đã. Diệp Phàm kéo Vương Nhân Bàng trở lại. Làm cái gì vậy? Vương Nhân Bàng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Tôi sợ công lực của anh không thể đột phá được, mà Vương Nhân Bàng đã trở thành lôi đạo phẩm hoặc hồng sáu hoặc huyết điểu rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Là sao chứ? Vương Nhân Bàng chính là Vương Nhân Bàng, sao lại biến thành ba người đã chết? Tôi nói cậu tử anh muốn nguyền rủa cũng không thể nguyền rủa lên cơ thể của anh em chúng tôi được có phải không? Thật không ra cái đạo lý gì cả, không có nhân phẩm. Vương Nhân Bàng có chút tức giận rồi. Một trong ba người là lôi đạo phẩm công lực đã đạt đến, hồ ly cảnh, đấy là khái niệm gì chứ, anh biết rõ không? Diệp Phàm hỏi. Không rõ lắm, ta chưa từng nghe cái gì gọi là hồn ly cảnh, cũng không thể so sánh sự lợi hại với tiên thiên được đâu. Vương Nhân Bàng hừ nói. Tiên thiên, ở trước mặt những cao thủ này thì là những món đồ chơi bình thường. Người phải biết rằng, ở xã hội hiện đại của chúng ta tiên thiên có thể khiến mọi người ngước nhìn. Nhưng, ở xã hội cổ đại hơn 1.000 năm trước thì nó không là gì cả. Có thể hình dung tiên thiên đầy mặt đất. Chỉ cần một người TQ có thể chấp mấy nghìn cao thủ tiên thiên. Bây giờ đã là lông phượng và sừng lân rồi. Cho nên, không thể vơ đũa cả nắm được, mà tôi nghe sư phụ nói qua rồi. Tầng trên của tiên thiên gọi là, niệm khí cảnh, lấy việc rèn luyện, khí của bản thân là chính. Mà tôi đoán chừng, hồn ly cảnh, lợi hại hơn so với, niệm khí cảnh, rồi. Tôi cũng không thể tưởng tượng ra niệm khí cảnh như thế nào. Cao thủ của hồn ly cảnh kia lợi hại như thế nào, tôi càng không thể tưởng tượng. Trước kia có lần tình cờ tôi có gặp được cao thủ của niệm khí cảnh. Người này có thể dùng phương thức chấn động tư tưởng cũng có cả thể tinh thần của mình ở trong óc. Đương nhiên, môi giới chính trong chuyện này chính là nội khí tinh khiết. Mà người này đã chết hơn 1.000 năm rồi, không ngờ lại có thể đem chính tinh thần của bản thân bảo tồn ở trong bộ xương khô. Nếu như anh chạm vào nó, tinh thần này sẽ thông qua chấn động hồn sóng hướng về phía cơ thể của anh. Đầu tiên nó thông qua nội khí nuốt sạch nội khí của anh.
sau đó nội khí trong cơ thể của anh hoàn toàn biến thành nội khí của anh ta. Mà sau khi chuyển hóa hoàn toàn nội khí của anh lúc này thông qua chấn động nội khí truyền tư tưởng cho anh ta, do đó chiếm lấy toàn bộ não của anh. Cuối cùng, cơ thể và tư tưởng của anh đều bị anh ta chiếm lĩnh. Mà trong lúc nội khí của anh bị biến mất cũng là lúc anh chết, bởi vì, anh đã biến thành anh ta rồi. Tuy nói chỉ còn lại thân xác thối tha, nhưng tư tưởng lại bất diệt, anh vẫn là anh sao? Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói, lập tức nghe thấy ba người bọn Vương Nhân Bảng nghẹn giọng nhìn Chân Chân. Còn có loại bí thuật thần bí này, sao có thể được cơ chứ? Vương Nhân Bảng thốt ra, Diệp Phàm nhìn Bao Nghị và Trương Ẩn Hào, thấy sắc mặt hai người này giống nhau, chính là tuyệt đối không tin. Các anh cho là tôi nói dối hay sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Làm gì có như vậy, tuy nhiên, chúng tôi chẳng qua là cảm thấy quá thần kỳ. Tư tưởng và tinh thần của người này không ngờ có thể thông qua phương thức nội khí bảo tồn được. Người cổ đại này đúng là thiên tài, nếu như không phải anh nói, đánh chết tôi cũng không tin được việc này. Bao Nghị thở dài nói. Đối với chúng tôi mà nói là việc không thể, nhưng những cao thủ cổ đại này tuyệt đối có thể làm được. Diệp Phàm thở dài. Không thể không phòng, tuy nhiên, cứ như vậy thì những cao thủ chẳng phải là không chết hay sao? Dù sao cũng giữ lại được tư tưởng, chờ mục tiêu chuyển tiếp là xong. Bao Nghị nói. Phương pháp này cũng không phải dễ dàng thành công như vậy, đầu tiên phải tìm một cơ thể tốt mới được. Hơn nữa, trong quá trình chuyển đổi chuyện xấu xảy ra là điều không tránh khỏi. Nếu không thành công, cao thủ chân chính sẽ bị hồn tiêu phách tán ở trong địa ngục rồi. Hơn nữa, gặp được người có duyên rất khó nói gì đến những chuyện xấu xảy ra trong quá trình biến đổi. Diệp Phàm nói, đoán chừng xác suất thành công của loại phương pháp này chưa đến 1%. Cũng đúng, nếu như nói xác suất thành công cao thì chẳng phải cao thủ không phải chết. Như vậy người hiện đại chẳng phải là sống vô số lần khi chuyển sang kiếp người khác sao? Trương Ẩn Hào gật đầu. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, nếu mạo muội dùng phương pháp lôi đạo phẩm để đạp vách tường? Chỉ sợ công lực của chúng ta không đủ cuối cùng cơ thể chúng ta sẽ bị đập ngược lại một trọng lượng gia tốc lớn mà chết tươi. Vương Nhân Bảng nói, nếu như không có cách khác khả thi, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Ngay cả những cao thủ của hồn ly cảnh, kiếp trước cũng chết tại nơi này, huống chi là những con người kém cỏi chúng ta. Trương Ẩn Hào hơi ủ rũ rồi. Nhất định phải thử phương pháp lôi đạo tử, mà công lực bọn họ đã bảo tồn chúng ta sẽ chiếm lấy để dùng. Các anh phải chú ý, tôi nói là chiếm những cái đã có chứ không phải ngược lại bị anh ta chiếm lấy cơ thể. Tuy nhiên, trước khi lấy công lực của bọn họ, tôi truyền cho các anh một bí thuật. Trước tiên chúng ta sẽ luyện nó đến cấp 1, có lẽ, có loại bí thuật này thì tỷ lệ thành công của chúng ta là rất nhiều. Tôi nghĩ người ta dùng lôi đạo phẩm để chiếm lấy cơ thể của chúng ta, chắc chắn tinh thần và nội khí phải có văn chương viết lại. Chỉ cần chúng ta có thể ổn định lại tinh thần, anh ta rất khó có thể ngay lập tức chiếm lấy cơ thể của chúng ta. Bí thuật này có tên là cửu cung niệm hồn thuật, vốn phải là nam nữ cùng luyện đấy, nhưng hiện tại tôi có cải tiến một chút. Các anh có thể biến ngựa chết thành ngựa sống là được. Dù sao cũng là một người chết, chúng ta phải làm bằng bất cứ giá nào. Còn nữa, cách của tôi chính là ba người các anh cùng luyện loại bí thuật này, đến lúc đó ba người các anh cùng đi mượn công lực của bọn họ. Việc này, tôi đi đầu, không chừng, bốn người chúng ta hợp lại có phần thắng. Diệp Phàm nói, ba người đều không có ý kiến gì, vì thế Diệp Phàm đem cửu cung niệm hồn thuật nói rõ ra. Có Diệp Phàm trợ giúp, ba người cũng đồng lòng, cùng Diệp Phàm luyện. Lương khô càng ngày càng giảm, nước ngọt cũng càng ngày càng giảm. 10 ngày trôi qua, rốt cuộc cũng có chút thành tựu. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Phàm, ba người Vương Nhân Bàng đã luyện xong cấp 1. Mà Diệp Phàm cũng đạt đến cấp thứ 2 rồi, lại mở ra một hang nữa. Lương khô và nước uống chỉ còn lại vài ngày, chúng ta bắt đầu đi. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc liếc nhìn ba người. Vì thế, Diệp Phàm lấy toàn bộ ba bộ xương khô trong căn phòng bí mật. Bốn người này xếp thành trận hình tứ tượng vây quanh ba bộ xương khô. Bắt đầu tập trung để tìm xương cốt trong nội khí mà ba bộ xương khô cất giữ. Diệp Phàm hạ lệnh. 8 con mắt tập trung suy nghĩ, bên này vận chuyển, cửu cung niệm hồn thuật, về phía ba bộ xương khô. Sau nửa ngày, có phản ứng. Đầu tiên là toàn bộ khuôn mặt của Vương Nhân Bàng vừa vặn biến hình, anh ta tìm đúng chỗ. Diệp Phàm nhanh chóng hạ lệnh hỗ trợ Vương Nhân Bàng. Giờ phút này Vương Nhân Bàng đang đau khổ dẫy giụa,
ngay cả miệng cũng không mở ra được. Tuy nhiên, đầu ngón tay của anh ta ngược lại đã đi vào bên trong, xương ngón chân cũng vậy. Vì thế, Diệp Phàm lập tức vung thiết chùy đánh vào cắt xương ngón chân đi. Một tiếng ba giòn tan vang lên, tiếng thiết chùy phản trở lại, khiến Diệp Phàm ngã chỏng vó. Biết việc bảo tồn nội khí trong xương cốt phản tác dụng, đang bảo giữ tư tưởng của chủ nhân. Diệp Phàm tức giận, vung mạnh thiết chùy lên mấy chục cái. Rốt cục răng rắc vài tiếng, mặc dù xương cốt của người này rất chắc nhưng vẫn có thể bị nát khi được bảo giữ trong nội khí, bởi vì công lực của Diệp Phàm cũng không phải yếu. Lại thêm thời gian cũng đã lâu rồi, nội khí này cũng sẽ theo thời gian dần dần suy yếu mà sau đó là hoàn toàn mất dần. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện xương tay của một bộ xương khác đang nhảy giật lên. Diệp Phàm giật mình, biết tư tưởng của bộ xương khô này giấu ở xương tay. Vì thế không quản mệt nhọc hô. Chuối Tiêu, Ác Bá, hai người tập trung ánh mắt để cắt bộ xương khô này. Bao Nghị và Trương Ẩn Hào vừa nghe thấy, bốn ánh mắt liền tập trung lại. Hai người vừa mới tiếp xúc với xương tay kia cảm thấy như có cả một cỗ lửa đâm vào cơ thể, Diệp Phàm thấy hai người bọn họ có phản ứng, vì thế hét to lên. Đứng vững đấy, tôi đập nát nó. Vì thế, không có con đường thứ hai, lại vung thiết chùy lên mà đánh. Cũng không thể hiểu được có bao nhiêu tiếng bịch bịch của thiết chùy, xương tay kia cũng nát. Lúc này, chiếc đầu lâu kia không có dấu vết bị khắc kia đột nhiên nhảy bật lên cắn Diệp Phàm. Sớm biết ngươi sớm đã không chịu được. Diệp Phàm quát to một tiếng, vung chùy lên đánh tới tấp. Tuy nhiên, không ngờ đầu lâu lại linh hoạt như vậy. Chợt lóe lên, Diệp Phàm tới chỗ đầu lâu đang ở góc tường, đầu lâu như ảo ảnh bay qua. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh, cắn trúng trán của Diệp Phàm. Chương 3052, bí mật. Ha ha ha, lôi đạo phẩm có thể sống lại được rồi. Diệp Phàm nói với giọng cười ngông cuồng. Sống thì anh cũng chỉ là một cái bóng. Diệp Phàm quát to một tiếng, toàn lực vận công cửu cung niệm hồn thuật. Mà tất cả nội khí này nhanh chóng chuyển vào trong tuần hoàn. Còn một chút nữa thôi, tuy nhiên, công lực quá yếu, dung hòa mà dùng đi. Lôi đạo phẩm có chút buồn bực nói. Diệp Phàm cảm thấy khí như bị kìm hãm, giống như bị cái gì đó chặn lại. Một tảng băng có thể khiến con người cảm giác như bị đông lạnh lại. Một tảng băng đó mà đâm trúng vào mạch máu, Diệp Phàm biết rằng, đây là nội khí của lôi đạo phẩm rồi, đoán chừng người này luyện chính là băng công rồi. Diệp Phàm hết sức phản công, tuy nhiên, ở trước mặt lôi đạo phẩm, Diệp Phàm phản công rất yếu. Cảm giác được nội khí của lôi đạo phẩm đang chuyển từ trên đầu xuống đến tim rồi, một cảm giác vô lực truyền đến. Diệp Phàm đột nhiên cắn răng một cái, cơ thể tăng tốc, hai chân hung hăng đá lên vách đá của căn phòng bí mật. Dù sao cũng đều là người chết, chỉ bằng chết cùng nhau. Ngay sau đó, lực phản lại tăng gấp 3 lần bắn ngược trở lại, Diệp Phàm lại đánh đầu lâu lên vách tường bên kia. Hắn không quan tâm, vẫn tiếp tục dùng sức thêm. Tiểu tử, ngươi làm gì đấy? Cơ thể yếu ớt của ngươi bị như thế mười mấy lần đoán chừng cũng xong đời thôi. Sức của ngươi tuyệt đối không thể chịu được đâu, sẽ càng ngày bị bắn ngược lại nhiều hơn đấy. Lôi đạo phẩm cũng có chút luống cuống, thật vất vả để hợp nhất thân thể với nhau, nếu như có thể đập nát cái này mới có hy vọng. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn mặc kệ anh ta, vừa đánh vừa hét lớn. Phải chết thì hai anh em chúng ta cùng chết, mặc dù có bị đập nát thì tôi cũng không để cho ngươi thực hiện được đâu. Bởi vì đầu lâu của lôi đạo phẩm đang cắn trán của Diệp Phàm, muốn gỡ ra cũng khó có khả năng rồi. Diệp Phàm chợt cảm thấy lạnh buốt, tiếng xương cốt kêu răng rắc trước khi bị đập nát. Vĩnh biệt Viên Viên, lão phí, đồng chí Khai Hà. Bố mẹ, em gái em trai. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ tới cảnh thê lương. Ngay sau đó ngất đi. Con rơi đột nhiên phi ra chui vào đầu lâu của lôi đạo phẩm. À, cái gì vậy? Lôi đạo phẩm thảm thiết kêu lên một tiếng, đầu lâu của người này cũng nhanh chóng bị mục nát rồi, vừa rồi vì bảo hộ cái đầu lâu này nên đã hao tốn một nửa công lực rồi. Đột nhiên bị con rơi tấn công nữa, hơn nữa lại dung hòa con rơi vào bên trong cửu cung niệm hồn thuật rồi. Con rơi mở to miệng giống như là gặm khoai lang vậy. Lại đánh chúng, không lâu sau đó. Âm thanh của lôi đạo phẩm càng ngày càng yếu. Bởi vì, đầu lâu kia sớm bị con rơi kia gặm hết rồi. Tôi nhận thua, bỏ qua cho ta đi tên tiểu tử kia. Tôi sẽ nói cho cậu biết công phu mà tôi đã luyện trước đây, ta còn muốn nói cho cậu biết bí mật của Đại hội Võ Lâm. Lôi đạo phẩm cầu khẩn, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không mắc mưu bị lừa nữa rồi. Ngay sau đó bảo con rơi gặm hết đi. Ầm ầm,
rốt cuộc thì Diệp Phàm cũng bị hôn mê. Cũng không biết được là bao lâu sau mới tỉnh. Cậu tử, anh tỉnh rồi sao? Giọng khàn khàn của Bao Nghị truyền đến. Trong lỗ tai Diệp Phàm nghe thấy một âm thanh khóc giống thảm thiết, mở mắt ra, thấy ba đôi mắt của ba người đều sưng đỏ lên, chắc chắn là đã khóc thì mới có bộ dạng như thế. Khóc gì, tôi có chết đâu. Diệp Phàm cười cười, vận công, cảm giác có chút công lực tiên thiên mờ nhạt. Hơn nữa, không ngờ cửu cung niệm hồn Phật đột phá tới cấp thứ tư rồi, cùng lúc đó, lại mở thêm hai huyệt cung nữa rồi. Cung huyệt này khá gần với đan điền, bình thường có thể lưu trữ rất nhiều nội khí đến đan điền. Lương thực đầy đủ này, dựa vào thời điểm này lại càng có lực. Vừa đập vào trán, con rơi bay ra, Diệp Phàm thấy không ngờ miệng con rơi biến thành miệng rồng. Nhưng trước kia là miệng của con chim ưng, bây giờ không ngờ lại là miệng của con rồng. Hơn nữa, khi con rơi vươn cánh ra không ngờ rộng tới gần 20 mét vuông, thật sự là một con rơi hung hãn rồi. Tuy nhiên, cơ thể vẫn là cơ thể của con rơi, cũng có cánh rơi. Các anh cảm thấy như thế nào? Diệp Phàm vòng qua ba người hỏi. Ha ha, tôi đã đột phá lên một bậc. Vương Nhân Bàng cười khan một tiếng, tuy nhiên gã cũng ra vẻ đắc ý. Xem anh đắc ý kìa, không phải là 11 đẳng hay sao? Tôi còn tưởng anh đến 12 đẳng khai nguyên rồi chứ. Diệp Phàm khách sáo nói một tiếng với người này. Hiện tại công lực của tôi đã cao hơn lão lang rồi, trở về nhất định phải đè bẹp anh ta, đè bẹp, ha ha, đồng chí lang. Anh cứ chờ đấy, anh Bảng đây sắp về rồi. Vương Nhân Bảng cười điên cuồng. Còn hai người các anh thì sao? Diệp Phàm hỏi. Hiện tại tôi 7 đẳng, đột phá lên 2 cấp. Vẻ mặt Bao Nghị vui sướng, nói. Tôi 8 đẳng rồi, dẫm lên cứt chó, lại thăng liền 3 cấp. Lần này trở về nhất định phải yêu cầu đề danh hiệu. Không lâu đâu, ha ha, tôi cũng là tướng quân, Trương Đại tướng quân. Trương Ẩn Hào không khỏi giấu được khuôn mặt đắc ý. Tướng quân là cái đếch gì, cậu tử người ta trước đây có mấy năm đã đạt được. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Anh chẳng lẽ còn không phải. Trương Ẩn Hào kinh ngạc nhìn Vương Nhân Bàng. Ai nói không phải, lần này trở về đích thị phải rồi. Vương Nhân Bàng nói. Cứ đợi đấy. Trương Ẩn Hào khách sáo hừ nói với người này một tiếng. Anh cũng không phải, dựa vào cái gì mà nói tôi bẩn thỉu. Công lực của ta so với ngươi cao hơn rất nhiều, muốn chơi hai tay không, vừa hay, nơi này cũng rộng. Vương Nhân Bàng đắc chí giơ nắm tay lên. Biến thái. Trương Ẩn Hào nói thầm một câu, thực sự buồn bực. Không có thực lực thì đừng có đắc ý, có biết không? Vương Nhân Bàng còn đắc ý nói thêm một câu, tức giận trợn mắt nhìn thẳng Trương Ẩn Hào. Đây là cái tình huống gì thế này? Diệp Phàm nhìn xung quanh hỏi. So với cái vừa rồi tốt hơn một chút. Tổng cộng có 8 cánh cửa. Tuy nhiên, hiện tại lại có chút phiền phức, không biết là cửa nào đi được. Con mẹ nó, phá cái đảo này, đơn giản là có thể gây sức ép khiến con người bị chết. Vương Nhân Bàng cau mày lại. Diệp Phàm đứng lên, nhìn xung quanh, lập tức cũng há hốc mồm ra. Nơi này là một đại sảnh lớn có hình tròn. Một nửa sảnh có đến 8 cánh cửa, mà 8 cánh cửa này đều mở, có điểm giống với cửa xoay của nhà khách. Mặt khác nửa sau của cánh cửa dính sát vào vách đá. Tuy nhiên, tất cả các cánh cửa này đều được mài sắc bóng loáng từ tảng đá dày đến nửa mét, mặt trên không có hoa văn hay là chữ để nói rõ gì cả. Mà trên đỉnh của sảnh được khảm bằng một loại hạt trân châu có thể phát sáng. Lão đại, chúng ta đem những hạt trân châu phát sáng này về phát tài rồi. Lần trước ở Việt Châu đấu giá một viên, còn thô như thế, một viên cũng đáng giá cả 10 triệu rồi. Những hạt to trên đỉnh sảnh này. Chắc chắn phải được hơn 30 triệu rồi. Vẻ mặt tham tiền của Vương Nhân Bàng nhìn những viên dạ minh châu to như cái miệng chén kia thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tuy nói Vương gia ở thủ đô có hơn 10 mấy gian hàng. Hàng năm cũng có thể thu về 300-400 vạn tiền thuê. Nhưng gia nghiệp của Vương gia lớn cũng không phải lớn, không ai khinh thường. Cho nên, cứ bộ dạng xài tiền bậy bạ giống như Vương Nhân Bàng thì tự nhiên tình hình kinh tế cũng có chút cấp bách rồi. Anh đánh xuống thử xem. Không chừng có lối đi bí mật cứu lấy cái mạng nhỏ của chúng ta. Bao Nghị châm chọc nói. Mọi cử động ở trong này cần phải cẩn thận, không được làm sằng bậy. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Vô dụng, những hạt trân châu phát sáng này không là dạ minh châu. Trương Ẩn Hào nhìn nói. Sao có thể như thế được? Đồng chí Vương Nhân Bàng hiển nhiên là không tin. Thật đúng là không phải dạ minh châu là một báu vật vô giá.
cổ nhân có câu tùy châu, treo châu, buông xuống cây gai, minh nguyệt châu. Thông thường theo như tình huống này dạ minh châu chỉ là đá có ánh huỳnh quang, đá dạ quang. Mà loại đá này gọi là đá mặt trời, nhưng chất của dạ minh châu lại khác. Nếu anh đánh rơi xuống đất, đoán chừng có thể vỡ ra vài mảnh đấy. Bởi vì, đặc điểm chính của đá mặt trời chính là đã được khảm rồi thì rất khó gỡ xuống. Một đập là vỡ, rất dễ nứt ra. Trương Ẩn Hào nói. Nằm xuống. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, kêu một tiếng. Bốn người nhanh chóng nằm xuống, một viên đạn bị bắn ra từ cánh cửa. Sát qua tai Trương Ẩn Hào bắn vào vách đá, trên vách đá chỉ có một vết nhẹ thôi. Diệp Phàm đã sớm bắn phi đao theo đường đi của viên đạn xuyên qua cánh cửa. Ầm ầm ầm. Trong cánh cửa thứ ba bên trái đạn không ngừng bắn ra. Chết tiệt thật, Vương Nhân Bàng thầm kêu một tiếng, ba người tự động giơ súng lên bắn. Không lâu sau đó, đạn trong cửa không phun ra nữa. Có thể đánh chết được không? Vương Nhân Bàng nói. Chờ một chút xem đã. Diệp Phàm nói, đôi mắt chim ưng nhìn chăm chú. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện. Sóng của sinh vật bây giờ có sự phân hình rõ ràng hơn. Trước đây còn rất mơ hồ, bây giờ sự phân hình cũng rõ hơn nhiều. Đi thôi, đã có người ở bên trong, chúng ta cũng đi vào, không chừng còn có đường đi. Diệp Phàm kêu lên. Vương Nhân Bàng nghiêng người bước vào trong cánh cửa. Không đợi Trương Ẩn Hào nhấc chân, cánh cửa kia đột nhiên chuyển động. Diệp Phàm nhanh chóng muốn giữ chặt cánh cửa, tuy nhiên, lực của cánh cửa kia quá nặng, kéo cũng không được. Trương Ẩn Hào đi vào cũng không thấy có bóng người. Cửa này có quỷ. Diệp Phàm nói, cũng bước vào, phát hiện Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào không thấy đâu cả. Bao Nghị cũng như vậy, cuối cùng, không thấy ba người đâu cả. Bên trong tối om, giống như quỷ môn quan vậy. Thử đạp một cước, dưới lòng bàn chân vừa có chấn động. Một cánh cửa ở phía trước mở ra, Diệp Phàm quan sát một lúc, cuối cùng cũng thấy có chút hơi thở của con người. Gã người Nga này, chết đi. Trong lòng Diệp Phàm mắng, lấy súng bắn, ầm một tiếng, toàn thân toàn máu, chắc chắn đã chết rồi. Diệp Phàm một cước đá văng thi thể của y vào trong cánh cửa, phát hiện phía sau cánh cửa vừa mới chuyển động, không thấy cửa đâu cả. Mà trước mắt ảo ảnh nhoáng lên một cái, Diệp Phàm nhanh chóng nằm xuống, đối phương cũng nằm xuống. Quan sát một hồi, Diệp Phàm kêu lên, là ngươi à, không được cử động. Ma giọt, làm tôi giật cả mình. Nơi này quá thần kỳ. Đánh một cước đã chuyển thành nơi khác, hơn nữa rất khó tìm đồng bọn, giống như dưới gầm trời này chỉ còn lại có mỗi mình tôi vậy. Thật là con mẹ nó đã cảm thấy sợ rồi đấy. Giọng của Vương Nhân Bàng vang lên. Không thấy hai người bọn họ, chúng ta phải cẩn thận. Trong này còn có những người khác. Diệp Phàm lại gần. Chỉ bằng chúng ta nắm một sợi dây nhỏ, như vậy thì sẽ không có khả năng trốn thoát được. Vương Nhân Bàng nói. Ném cho Diệp Phàm sợi dây, Diệp Phàm quấn vào bên hông. Hai người đi về phía cửa. Đi vào một bước, cảm thấy bản thân như vừa chuyển động, không ngờ phía trước xuất hiện một cánh cửa, bên trong cánh cửa vang đến âm thanh của viên đạn. Hai người cẩn thận ghé sát vào khe cửa nhìn, thấy giống như là có ba khẩu súng đối phó với một khẩu súng. Chương 3053, Ma Kính. Một khẩu súng bị một người nọ áp chế không thể nâng lên được. Cả người nằm thiếp trên sàn nhà không thể cử động được. Lại có mấy kẻ đến, đánh chết anh ta. Lúc này giọng nói của gã người Nga vang lên. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đám người này là người anh? Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng, đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn. Ta bỏ các người rồi, dù sao cũng là một lần chết. Người kia nằm sát dưới đất hình như cũng chỉ còn mấy viên đạn thôi, đột nhiên bắn lên vách tường ba phát liền cháy bừng lên. Cứu với, là tổ trưởng Ngô. Diệp Phàm kêu lên, cùng với Vương Nhân Bàng chĩa súng vào ba người kia. Diệp Phàm vừa mới bắn tới, hỏa lực vô cùng mạnh. Ba tên kia bị đánh bằng lửa, tuy nhiên, phía trước đột nhiên có một âm thanh, không thấy ba tên kia đâu cả. Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng nhanh chóng đỡ Ngô Quang Bảo dậy. Anh thế nào, có đi được không? Diệp Phàm vội vàng hỏi, vừa kiểm tra cơ thể anh ta. Phát hiện Ngô Quang Bảo vô cùng yếu ớt, đã suy yếu đến nỗi không đứng vững nổi. Nước nước. Môi Ngô Quang Bảo khô khốc kêu lên. Vương Nhân Bàng nhanh chóng đưa nước tới. Ngô Quang Bảo đột nhiên có sức lực, nhìn thấy nước một cái Ngô Quang Bảo uống một hơi hết nửa bình. Chậm một chút, đừng vội. Diệp Phàm vỗ nhẹ bả vai Ngô Quang Bảo. Cuối cùng các anh cũng đến, nhanh lên tìm bọn họ. Bọn họ sắp không xong rồi,
nếu các anh không đến, đoán chừng chúng tôi cũng chết đói chết khát mất thôi. Ngô Quang Bảo lau miệng. Anh mất dấu bọn họ rồi à? Diệp Phàm hỏi. Ôi, nơi này thật kỳ bí, giống như bước vào một thế giới ảo tưởng như giấc mơ vậy. Nơi nơi đều rất nguy hiểm, mười mấy người chúng tôi đi vào gặp ngay người Nga và người Anh. Từ đó về sau, ngay tại đường đất này đánh đánh giết giết lẫn nhau. Chúng tôi cũng đã có ba đội viên hy sinh rồi, sau đó cũng nhìn thấy thần điện. Đây đúng là thần điện sao, quá lớn. Dưới nền đất này người hiện đại cũng khó có thể tạo ra được đại điện lớn như vậy. Tất cả bên trong đều tràn đầy những nội khí thần bí. Châu báu ngọc ngà kim cương bạc trắng đều xếp thành núi. Tôi thấy có một tổ đội viên Hồng Quân chịu không nổi đã bổ nhào vào đống vàng bạc đấy, trong phút chốc những người này bị cuốn vào một con đường khác. Con đường này đã làm người kia biến mất, cuối cùng, không nhìn thấy anh ta trở về. Sau đó, khắp nơi người ngựa đánh nhau trong đại điện, đoán chừng là đạn hay cái gì đó. Dưới đất ầm một tiếng, tôi liền đến đây. Hơn nữa, không thấy những đồng chí khác. Ngô Quang Bảo vừa nhai lương khô vừa nói. Trong đại điện có cái gì, có thấy bí mật thần bí của tảng đá to lớn không? Diệp Phàm hỏi. Không có, mọi nơi đều có gắn huy hiệu vàng. Ghế cũng được chế tạo bằng vàng, bàn trà bạch ngọc dương chi thượng đẳng. Trên ấm trà được khảm bằng ngọc bích đắt tiền, trên đỉnh được phủ một lớp dạ minh châu bóng loáng. Nếu nói về xa hoa, thật đúng là trong nhân gian không có ai dùng cả. Ngô Quang Bảo vừa nói đến đây, Vương Nhân Bàng không kìm nổi hừ nói. Trên đỉnh của đại điện này không phải là đá mặt trời. Vậy dạ minh châu sáng bóng kia, thật sự không chịu nổi sao? Anh nghi ngờ con mắt giám định và thưởng thức của tôi sao? Ngô Quang Bảo liếc mắt, vẻ mặt coi thường nhìn Vương Nhân Bàng. Còn có gì nữa? Diệp Phàm hỏi. Chỗ quan trọng nhất của đại điện có một cái giường rất lớn giống như giường rồng vậy, có một người nằm trên giường, dường như còn sống vậy. Toàn thân đều mặc đồ nạm vàng mảnh giống như những thứ kim đồng ngọc lữ vậy. Tuy nhiên, người nằm trên giường cách chúng ta cũng rất gần, có 40-50 mét thôi. Nhưng, bất luận như thế nào chúng ta cũng không đi được 10 mét. Giống như chúng ta đi chiếc giường ấy cũng đi. Sau đó các đội viên chiến đấu của mỗi quốc gia đều sợ có người giành được cơ hội đến bên chiếc giường trước. Cho nên, nổ súng ngăn những người tiến lại gần, hỗn chiến một hồi như vậy, tôi cũng không hiểu sao lại ở chỗ này. Hơn nữa, đoán chừng bọn họ cũng có nhiều người bị chuyển đến nơi này. Ăn xong lương khô, nước cũng uống xong rồi. Tuy nhiên, tôi còn đánh chết một người, là người Anh. Ngô Quang Bảo nói việc này có vẻ hơi đắc ý một chút. Nếu có thể quay lại nơi này, rõ ràng đại điện thông với nơi này. Vậy cũng rất có thể quay trở lại. Diệp Phàm nói. Điều này cũng không rõ ràng, tôi nghiên cứu đều đã mấy chục năm rồi. Nhưng ở trong này cũng hết đường xoay sở. Nói trắng ra tôi nghiên cứu đã mấy chục năm rồi, đến đây căn bản là không dùng được. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ vị cao nhân ở đây chắc chắn sẽ tinh thông được môn độn giáp thuật. Chỉ có điều chúng ta không có cách nào đi sâu xuống phía dưới được. Ngô Quang Bảo khá buồn bực nói. Ba người tìm kiếm phía trước. Đột nhiên không ngờ tín hiệu đã thông. Cảm giác như Bao Nghị và Trương Ẩn Hào đang ở phía trước. Ba người nhanh chân bước đi. Phát hiện có bốn tên đang đứng trước gương nhăn nhó chỉnh lại cái mông, nhưng hai người Bao Nghị và Trương Ẩn Hào đều ở trong đó. Bọn người kia lúc thì sờ sờ lên đầu lúc thì nặn chính cái mũi của mình. Không ngờ có một đội viên người Anh bắt được ngay khuôn mặt của chính anh ta. Nhưng cũng không ngờ Bao Nghị hung hăng nắm lấy đầu mình. Bọn người kia đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ bị điên sao? Còn đánh chính mình chứ, mẹ kiếp, cái gì vậy? Vương Nhân Bàng giọng thì thầm hỏi. Mau tới mà nhìn, bằng không Bao Nghị sẽ đập bản thân anh ta đến nỗi ngất đi mất. Diệp Phàm đi tới nói. Đừng qua đó, thoáng một cái chúng ta cũng biến thành bộ dạng của bọn họ sao? Ngô Quang Bảo nhanh chóng kéo tay Diệp Phàm lại. Rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ dường như giống như bị chiếc gương kia soi làm cho biến dạng. Tuy nhiên, cũng không nên khoa trương như vậy chứ. Hơn nữa, ngay cả kẻ thù đứng bên ngoài cũng quên hết. Diệp Phàm cũng khá buồn bực. Chúng ta chỉ có hai đội viên cũng đã từng trải qua chuyện này, nghe nói vách tường kia giống như một chiếc gương thần bí vậy. Anh đứng trước mặt anh ta cũng sẽ không nhìn thấy anh ta đâu. Bên trong đó sẽ chiếu chính mặt của anh ta, ví dụ như, trong lúc đó tự nhiên cái mũi rớt khỏi khuôn mặt. Điều kiện ngược lại, chắc chắn sẽ đè cái mũi sợ là sẽ rơi toàn bộ khuôn mặt xuống đất. Còn nữa, ví dụ như, đám người anh kia luôn luôn đứng xé ra mặt mình ra.
Đoán chừng khuôn mặt trong chiếc gương bị lõm vào. Nếu không kéo ra thì bản thân họ sẽ biến thành quái nhân thôi. Ngô Quang Bảo nói. Nếu như trong gương có thế lực ma lực lớn như thế, vậy hai đồng chí của chúng ta làm sao mà thoát thân ra được? Một đồng chí của chúng ta vốn đã mê muội rồi, một đồng chí khác muốn đưa đồng chí này trở về. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy chiếc gương cũng bị như thế rồi. Cuối cùng, cũng không hiểu được trong gương chiếu cái gì nữa. Có một đám người anh đứng bên cạnh đá một cước. Mà hai đồng chí của chúng ta không cẩn thận va vào chiếc gương làm chiếc gương vỡ ra thì tỉnh táo lại ngay. Ngô Quang Bảo nói. Nói như vậy thì chỉ cần không nhìn vào gương thì sẽ không sao có phải không? Diệp Phàm hỏi. Theo lý mà nói thì là như vậy, tuy nhiên, không hiểu là bên ngoài có nhìn thông vào bên trong được hay không. Ví dụ như anh dùng nội khí kéo bọn họ ra, tôi lo lắng không biết cái gương này có phân biệt được nội khí không, đến lúc đó mình lại gặp xui. Ngô Quang Bảo nói. Như vậy, các anh hãy đưa ánh mắt mơ hồ của tôi ra. Bằng cảm giác tôi sẽ cảm nhận nội khí để kéo hai người bọn họ ra. Chỉ cần tôi không nhìn gương, chắc không có việc gì đâu. Diệp Phàm nói. Chỉ có thể như vậy, bằng không, chậm một chút nữa đoán chừng đồng chí ác bá đập nát cái đầu của đồng chí ấy mất thôi. Anh xem, không xong rồi, hình như đồng chí Hương Tiêu đang móc mắt của mình ra vì nghĩ đó là hạt trân châu rồi. Nếu như cứ móc ra như vậy chẳng phải sẽ biến thành người mù sao? Vương Nhân Bàng nhanh chóng kêu lên. Vẻ mặt tên này cũng nhút nhát. Nhìn thấy cảnh tượng này mà không nhút nhát thì không bình thường rồi. Diệp Phàm nhanh chóng làm hôn mê mắt, vận nội khí, đi thẳng đến chỗ Bao Nghị và Trương Ẩn Hào. Ngay khi nội khí chạm đến cách gương 7-8 mét, trong đầu Diệp Phàm đột nhiên nổ vang một tiếng. Thấy đầu của mình đột nhiên đung đưa sang trái sang phải giống như bản thân đang ngăn không cho mình bay về phía chiếc gương. Hắn kêu to một tiếng trong lòng đây là huyền cảnh, rồi nhanh chóng thu tay lại. Nhưng vẫn chậm một chút. Dùng nội khí kéo Bao Nghị trở ra khiến Diệp Phàm hung hăng đập chính hắn một cái, máu mũi lập tức chảy ra. Sao vậy, anh tự đánh mình rồi hả? Vẻ mặt Vương Nhân Bảng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Không phải hắn tự mình đánh mình, vừa rồi là nội khí đấy, chắc chắn là chạm đến phạm vi phản chiếu khi nhìn vào gương, cho nên, ánh mắt mới có cảm giác được cái gì. Ngô Quang Bảo vừa lấy giấy lau cho Diệp Phàm vừa nói. Con mẹ nó lợi hại thật. Tôi còn che mắt, lúc nội khí vừa ra, giống như nhìn thấy đầu của mình bị lung lay thì lập tức bị chiếc gương xé nát đầu ra. Đương nhiên tôi phải lập tức quay lại để đè đầu của mình rồi. Nếu không, nội khí không kịp đập cho một cái. May mắn là tôi phản ứng đúng lúc, nếu chậm một chút thì thật đáng sợ. Diệp Phàm nói, vẻ mặt cũng khá rụt rè. Ngay cả nội khí vô hình này mà chiếc gương cũng có thể bắt được, chúng ta còn có cách nào đi cứu người nữa? Nếu tung ra một vật. Vật này có chống được đạn để chúng ta đập chiếc gương không? Vương Nhân Bảng nói. Đứng trước chiếc gương quỷ, tất cả mọi thứ đều có thể phát sinh. Ngô Quang Bảo nói. Không được, nếu như không nhanh tay Hương Tiêu sẽ móc mắt của anh ta ra mất. Về phần ác bá, anh xem anh ta bắt đầu tìm đao rồi. Có chặt đầu của anh ta thành hai phần không vậy? Vương Nhân Bảng kêu lên. Diệp Phàm vừa nhìn thấy, nhanh chóng vung về phía trước. Con rắn nhỏ màu đỏ trên cổ tay dương cánh bay đi. Lần này Diệp Phàm đổi dùng cửu cung hồn niệm thuật sang dùng sóng chấn động khống chế con rắn nhỏ màu đỏ tới trước chiếc gương, mở miệng cắn Bao Nghị, với điều kiện này thằng này bước mấy bước ra khỏi phạm vi chiếc gương. Diệp Phàm vừa thấy có hiệu quả, nhanh chóng lay động con rắn nhỏ khống chế đưa Trương Ẩn Hào ra ngoài. Về phần bọn người ngoại quốc, Diệp Phàm không dùng cách đó đưa bọn họ ra, thấy bọn họ vận khí rồi. Hơn nữa, mặc dù anh muốn nổ súng xử lý bọn người kia nhưng lại không dám. Có trời mới biết ánh sáng của chiếc gương kia có giấu viên đạn hay không và có bắn phản trở lại chính mình hay không. Đồng chí Hương Tiêu, vừa rồi anh có chuyện gì thế, sao lại móc chính mắt của mình? Vương Nhân Bảng hỏi Trương Ẩn Hào. Ma giáo, quá tà đạo, tôi thấy mắt của tôi động đậy muốn bay ra ngoài. Sợ tới mức tôi nhanh chóng giơ tay ấn mắt quay trở về. Nhưng con mắt lại không nghe theo lời sai khiến. Tôi sợ đến nỗi vành mắt ra để đưa con ngươi về vị trí cũ. Vẻ mặt Trương Ẩn Hào hơi sợ, nói. Còn anh, đồng chí ác bá, sao lại cứ đập đầu mình vậy? Sau đó giống như là muốn lấy đao vậy. Diệp Phàm hỏi Bao Nghị. Bị chúng ta rồi, trên đầu của tôi xuất hiện một đống bao, tôi vẫn dùng tay đấm muốn nện tất cả. Một đập, quả nhiên là được. Tuy nhiên, chỗ khác lại có, tôi lại đập tiếp. Cuối cùng, thấy đập cũng không được. Tôi tức giận đến nỗi rút đao ra,
muốn tiêu diệt hết toàn bộ nhưng cái bao nào lòi ra. Chiếc gương này thật đáng sợ, chắc chắn có ma lực. Bao Nghị vẫn còn sợ. Chương 3054, Lai gặp Lai. Ha ha, thầy không, lao ra nước Nga kia, keo mùi lao ta mốt gai, co le phía dưới xe phiêu anh mắt. Dung lư xê keo đền điêm đốc, vương nhân bang nho rong cười noi. Bồn người Diệp Phàm nhìn sang lấp thư xê ha hốc mồm, lao ra nước Nga keo mùi xong lai mốt đào tước mất tài của mình. Người này giống như mốt kẻ điên, vừa kêu to vừa uồn eo mông, mắt đầy màu tươi, hơn nữa, hình như không có cảm giác đau. Không lâu sau, trên người cùng bi lao ta đâm trùng bay tam đao, mà trên đầu chỉ còn mốt con mắt khác chỉ còn hốc mắt trông rất xoa người, cả người tất nhiên đầy mau, không lâu ngã xuống. Nếu không có con rắn kia hỗ trợ, có lẽ không lâu cùng là trong tình trạng này rồi. Soi vào gương, không có lư xê tường chờ ở ngoài, có lẽ tất cả đều thành kẻ điên rồi. Cuối cùng dê chê chính mình, hơn nữa, khi dê mình không cảm thấy được cái gì, ngược lại là thật sự kích thích. Cậu xem, họ gót sát cái mùi của mình mà còn cười điên cuồng, giống như đang chơi mốt trò chơi kích thích vây. Ngô Quang Bao nói. Sau nửa tiếng, mốt vài đội viên khác cùng xong đời hê. Mỗi người đều là bào huyê ma chê, gương trên tường phủ đầy màu tươi. Tuy nhiên, hình như gương có thể hấp thụ màu tươi, không lâu sau, gương khôi phục lại bình thường, không thấy màu tươi đâu nữa. Chỗ mấy thi thể không lâu biến thành mốt bài màu, không lâu thâm xuống sàn nhà không thấy nữa. Giống như trước mặt không hề xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng này, làm năm người Diệp Phàm lạnh cả da đầu, đi đứng đều có chắt run dây. Bồ chưa từng nhát gan qua, hôm nay lần đầu tiên sờ đến mư xê có cảm giác muốn đi tiêu. Vương Nhân Bang kêu lên. Tôi cùng muốn đi tiêu, thiêu chắt nửa liền tè ra quần rồi. Tôi hơn âm một chắt, Trương Ân Hào vẻ mặt ngương ngùng nói. Cái gì, cậu đai? Vương Nhân Bang vẻ mặt kinh ngắc nhìn cậu ta. Không có gì là, cậu ta coi như không tê rồi. Chi tiêu một chắt, tôi đã sớm đai rồi. Ngô Quang Bảo vừa lấy khăn ra lau vừa nói. Ôi, chỗ này đi ra ngoài thế nào mời là vấn đề lớn nhạt. Hình như đường ra đang ở cành cài gương trên tường. Nếu phải đi cửa bên kia, không thể không bị gương thân bị lan đến gần. Một khi bị tập trung, đây chính là con đường chê. Diệp Phàm cau mày nói. Điều đó là chắc chắn đây, phạm vi ma lư xê của gương đét đền hơn 10 mét. Nếu cầu tấn công thì phạm vi của nó có thể đét đền cả phòng này. Ngô Quang Bao nói. Tôi thấy con rắn này không bị ảnh hưởng, chúng ta quay lưng về phía gương chạy đến. Mà trước mắt chúng ta là con rắn đang ha hốc mồm ra vẻ muôn căn chúng ta làm chúng ta sợ tới mư xê không thể không lùi về phía cửa vào. Diệp Phàm nói. Tôi thử trước xem, Ngô Quang Bao nói. Anh không được, công lư xê của anh yêu nhạt. Hơn nữa chỉ có anh bia thần điền ở đâu. Diệp Phàm nói. Chính bởi vì tôi yêu nhát cho nên tôi đi trước. Ngô Quang Bảo còn chưa nói xong đã lùi vài bước đi nhanh vào phạm vi của gương. Diệp Phàm nhanh chóng không chế con rắn nhỏ cằn về phải Ngô Quang Bảo. Thát đùng la linh, Ngô Quang Bảo già vẻ bị dọa, bộ mắt hoàng sơ sau đó nhanh chóng lùi vài bước vào cửa đông. Diệp Phàm làm theo đùng cách, đem Bao Nghi, Trương Ân Hào và Vương Nhân Bang đi vào. Nhưng khi Diệp Phàm đưa mình thì gặp phiền toái, bởi vì... Khi tiến vào phạm vi ma lư xê của gương tất cả tư tường đều tập trung đối phó với gương. Không có cách không chế con rắn rồi. Hỗ trợ người khác khi anh không ở phạm vi ma lư xê của gương đương nhiên không thể duy trì tinh tao. Mà con rắn đỏ nhỏ không ai khôn chế, căn bản nó cũng không hiểu được phải căn về phía Diệp Phàm. Hơn nữa, nó cũng không muốn mở miệng, dù sao Diệp Phàm cũng là chủ của nó. Diệp Phàm lần đầu thì chiến cừu cùng niềm hồn phạt, luôn luôn hương con rắn nhỏ phát ra mình lênh. Thìa lấp mình lệnh bằng hồn song thắt tốt trước đó, luôn luôn kích thích con rắn nhỏ đó. Cuối cùng hắn cằn răng lùi về phía gương. May mắn con rắn đỏ nhỏ còn lưu lại một chất hồn song của Diệp Phàm, đưa Diệp Phàm vào đung cưa. Tôi nhớ ra rồi, đi xuống dưới, lối nhỏ này có chất sông như công thốt nước. Ngô Quang Bảo chỉ vào lối đi nhỏ phía dưới chỉ có thể chui lót một người nói. Bên trong hình như có nước, có thể chê đuôi không? Vương Nhân Bang nhìn nói. Bên trong đùng là có nước, tuy nhiên, có khi không, phải xem vận may của mọi người rồi. Ngô Quang Bảo nói chui vào trước, bốn người theo sát sau. Lần này Vương Nhân Bang không may mắn, đến lửa anh ta thì bị nước nghèn thiếu chắt nửa mất mang. Nên khi mọi người lôi anh ta xuống lôi nho, phát hiện anh ta ve mắt đo như mông khi. Diệp Phàm đành vài cài vào bụng
anh ta phun ra mây cây cốt nước sau đó mời tinh dây. Mẹ kiếp, thiêu chắt nửa đi gặp Long Vương rồi. Vương nhân bang dân dư măng một câu. Phía trước trình là mắc nước ngầm rồi, tuy nhiên có một loài cá sâu rất lớn. Con lớn nhát dài đến 20-30 mét, mọi người phải cẩn thận. Lúc đó tôi đã nhìn thấy hai người mắc áo đen bị cá sâu cắn nát. Ngô Quang Bảo nói. Quay người lại phát hiện bốn người Diệp Phàm vẻ mắt đều vô cùng khó coi. Lúc chúng ta đi vào đã gặp rồi, tuy nhiên, đó không phải là cá sâu mà gọi là cá sâu rông. Hơn nữa, các anh có thể vừa qua, không tê, lúc ấy các anh dùng các gì? Trương Ân Hào hỏi. Lúc ấy là may mắn thôi, toàn bộ đều đi qua rồi mới phát hiện ngạc long ngư cá sâu rông đuôi theo. Mà hai vị của quốc gia khác đi châm nên bị cá sâu rông nuốt. Ngô Quang Bảo nói. Tôi còn tưởng các anh có các gì đi qua, vậy thì xong đời, chỉ có thể cầu nguyện ông trời đừng cho chúng ta gặp nó. Nhưng tên đang trên này, vương nhân bang măng. Điều này chẳng lẽ là cái sông mà chúng ta đã từng đi qua sao, sao có thể đến tận đây? Diệp Phàm hỏi. Có lẽ còn sông thông nhau dưới lòng đất, chạy đến tận đây. Điều này nói do địa thế ở đây thấp hơi nơi các cầu vừa mời vào. Ngô Quang Bảo nói sau đó xưng sông hỏi lúc ấy các cầu làm sao tìm ra cưa. Tìm cài răm, chúng tôi bị tiếng nói thù hất. Vương nhân bang nói, kê lại mọi chuyện một lần. Không giống các chúng tôi vào đây, chúng tôi là đánh nhau với một đám chim là vô ý chôn vào. Cuối cùng liền vào một mê cung rơi lòng đạt. Ngô Quang Bảo nói, chim là hình dạng như thế nào, lư xê công kích như thế nào. Vương nhân bang hưng thu. Nói là chim là cung không chuẩn sắc, chỉ bởi vì chúng nó có một cặp cành cho nên chúng tôi gọi thê. Thật ra không giống như là chim, vật kia có thân thể giống con rê, người đầy lông. Tuy nhiên, bộ mắt lại không giống con rê, mà là như mắt chim. Trên thư xê tê trình là mắt chim thân hình con rê, hơn nữa có một đôi cánh, nên biến thành một con chim la. Con lư xê công kích, thật đáng sợ, chủ yếu là số lượng trùng đông, che trời phủ đát mà đen, dù dùng sùng đành cùng không xong. Nếu lông của nó ghim trùng thì lấp tư xê đau muôn chê. Cuối cùng xe gài ra thít mình, gài đen mư xê cả người toàn mau, đến khi lộ xương ra mời thôi rồi chê đi. Thát giang sơ, Ngô Quang Bảo nói. Chỉ mong loài đàng sơ này đừng đợi đành chúng ta ở bên ngoài. Amen, vương nhân bang làm dầu thấp trước ngư xê. Khi chui ra, trước mắt xoát hiền một mắc nước ngầm màu hồng. Dòng nước tương đối nhanh, độ cao tương đối lớn. Vừa qua con sông này, qua một thùng lùng thì có đỡ đi vào chủ điện rồi. Ngô Quang Bảo nói lúc đó chúng tôi bị con chim là kia ép tiền vào trong sông sau đó lên bờ thì đến đây, sau đó đi qua thung lung là đền chủ điên. Hình như không thấy bóng dáng của cá sâu rông, vương nhân bang dùng kinh viên vòng do xê nói. Cá sâu lòng ở đây rất la, màu vảy của chúng và nước sông rông nhau như đúc. Nếu chúng ân minh, không tấn công thì căn bản không phát hiện được. Ngô Quang Bảo nói trên người nó hình như có khả năng tự nhiên bắn ngược ánh sáng và thìa bị phân hình vây. Sông mày bày tàng hình nước sơn băng loài sơn đắc bìa vây. Hoàng đảo này tất cả đều làm cho người ta thay có một nền khoa học hiện đại chiêm linh rất thần bí. Hay thát đúng là có người ngoài hành tinh từng đến thăm nơi này. Bao nghi hỏi. Đúng lúc này bên cạnh các đò không xa vang lên tiếng đàn. Năm người Diệp Phàm nhanh trong năm lên phiên đà bên bờ sông. Hai bên giao chiến kích lia, đàn bắn vào sông nước tung lên. Đúng lúc này, dưới sông vang lên tiếng gầm gư. Hơn 10 con cá sâu rồng dài đến 20-30 mét đã bắt đầu tấn công. Trông nào nhia, hai bên đà mê mỏi vì tấn công của đối phương, lại còn phải trông lại sự tấn công của cá sâu rồng, nhát thời bần rộn luồng cuồng tay chân. Là la đê thì hay là bị á lắc phu, không thể đánh tiếp rồi, đánh tiếp hai bên hăn la phai chê. Diệp Phàm dùng nổi khi truyền âm qua, dòng vân rất lớn đây, không ngờ có thể nghe thấy trong tiếng sung. Bên kia hình như có phản ứng. Tiếng sung tuy còn nhưng cùng không hương về phía Diệp Phàm. Là từ thần sao, chúng ta hợp tác giải quyết bòn cá sâu này. Bên kia truyền đến tiếng của một người tổ làm sơn hồ của anh. Bởi vì lúc trước Diệp Phàm cùng đề thia, và lắc phủ của tổ hồng quân của Nga đã vô tình đến hoàng đảo này. Tất nhiên ba người đều đến đây. Hai bên hợp sư xê lấp tư xê khi thế tăng lên nhiều. Đầu với ngắc lòng cá sâu rồng, hai bên đều hợp lại. Lư xê tấn công của cá sâu rồng cùng yêu đi. Diệp Phàm phát hiện, bên đề thìa cùng có bảy người. Hơn nữa mỗi người đều uể oai, mê không chịu nổi. Các. Mấy tiếng như tiếng vít kêu vang lên, một đội viên tổ làm sơn hồ kêu thảm một tiếng,
đột nhiên bị con di cắp lên không trung. Không lâu, đầu của đôi viên này rơi xuống, Vân còn nguyên nửa người đắp xuống trước mắt Diệp Phàm. Không tốt, đàn chim la đến đây, mau trồn đi. Ngô Quang Bao kêu lên. Chương 3055, hợp tác. Đề thia, các anh phố trác ngắc lòng cả sầu rồng chúng tôi đành chim la. Diệp Phàm kêu lên. Lấp tư xê, hơn 10 khẩu súng thì nhào hương lên không trung bắn. Theo tiếng súng, cung không ngừng có chim la phun màu tươi rơ xuông. Xông lên, Diệp Phàm kêu lên, can tường bay ra, xoay tròn trên không trung như mây xay thít. Đao song mạnh mẽ như cánh quạt của máy bay chư xê thăng. Diệp Phàm đi đầu vớt lên, Vương Nhân Bang đi sau, Ngô Quang Bao cùng Bao Nghi và Trường Ân Hào cùng không muôn sông theo sát sau chay trôn sang bờ sông bên kia. Diệp Phàm trước đó chuẩn bị một phi đao nhỏ đâm tơi, hai đầu kép trình là một sợi gầy đơn giản cùng có thể dắt mọi người sông lên phía trước. Đúng là may mắn, không ngờ dâm lên người cả sâu rông sang bờ bên kia. Tuy nhiên, chưa kịp có cơ hội thở thì đàn chim là che trời phù đát bay đen. Diệp Phàm lại dùng càn tương xoay tròn lên không trung. Tư thân, hãy che chở chúng tôi qua sông một chát. Đề thìa hét lớn trên bờ, lại là hét tham một tiếng, lại là một đội viên tổ làm sơn hồ bi ca sâu lòng xe thanh manh nho. Nếu là hợp tác, Diệp Phàm cùng liền đưa tay, giao cho Vương Nhân Bang và Bao Nghi liều mình bắn xuống sông. Không lâu, đề thìa dần theo bồn đồng bòn còn lại cùng qua sông đến đây. Xông lên, đề thìa, các anh càn phía sau. Diệp Phàm lại hét lên, sau đó lại đi đầu dê sắp soát hiền phía trước. Cao thủ bàn tiền thiên cùng dùng toàn lư xê đầu. Ngay cả đàn chim là đồng đùng cùng loan lên. Lấp tư xê bay tam cái đầu chim đà chê dưới thành kiềm càn tường của Diệp Phàm. Hai bên lấp tư xê hớp lư xê cùng có 10 người, phân ra, người đối phó với đàn chim la, người càn phía sau bắn ca sâu rông. Không lâu đã lót vào một khe hép. Bởi vì khe hép chỉ có thể một người tiền vào, cho nên đàn chim là đuôi đền đầy bi dê chê mây còn nền cùng không đàm tiền vào. Chạy vào giữa thung lung, Diệp Phàm ngừng lại. Mọi người bằng bò nghi ngơi đơn giản một hồi. Tư thân, chúng ta lại gặp nhau. Đề thìa đưa tay ra cười bắt tay Diệp Phàm. Tuy nói bộ mặt có được làm thay đổi bơi nước thuốc nhưng gặp qua nhiều lần nên đề thìa có thể nhận ra. Dù sao, tất cả mọi người là cao thủ, nhìn mặt người khác vẫn có khả năng đắc bia đây. Nghe đề thìa nói thế, bốn đội viên nước Anh đều trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ra vẻ Diệp Phàm lấp từ xê thành người ngoài hành tinh. Ngay cả Trường Ân Hào, Bao Nghi cùng với Ngô Quang Bao cùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bởi vì, ba người này cùng không bia thân phần thật sự của Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được hắn là tử thân, nghe danh đã lâu hôm nay có thể thấy, quả nhiên danh bát hư chuyên. Ngô Quang Bao dần dư nói. Bao Nghi lại kích động, không thể tưởng tượng được ông chủ của tập đoàn Hoành Không Diệp Phàm lại nổi tiếng như vậy trong tổ chư xê bộ đội bí mật của nhà nước, tất nhiên Bao Nghi cùng tương đối tự hào. Diệp Phàm còn cho đề thìa một chát lương khô và nước ngớt. Nước ở sông này có hơi độc, không thể dùng để uống. Mọi người tiếp tục đi, nghiêm nhiên là Diệp Phàm cầm đầu rồi. Nửa tiếng sau ra khỏi hẻm núi đến trước một sườn đồi, phía dưới tối om, mặc dù đôi mặt ưng của Diệp Phàm hiện giờ trình độ cao hơn nhưng vẫn không nhìn thâu. Tư thân, chúng ta bàn bác, lần này nếu có thu hút, chúng ta chia 4,6 thì sao? Đề thìa đền thương lương. Ai bồn ai sau, Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên các anh sau phân, đề thiền nói. Được, Diệp Phàm gật đầu. Phía dưới trình là chủ điện có phải không? Làm sao đi vào? Sau khi bàn bác xong Diệp Phàm hỏi Ngô Quang Bao. Quay, không giống với lúc trước nữa. Ngô Quang Bao có chắt buồn bư xê. Không giống như thế nào? Diệp Phàm hỏi, đề thìa cùng nhìn Ngô Quang Bao. Trước kia đi ra trình là một đường hàng, đi trên đường đà không lâu là vào chủ điện. Cũng không có sườn đồi này, có phải vừa rồi chúng ta chạy lung tung trong thung lùng có ngà ri làm chúng ta đi lầm đường? Ngô Quang Bao nói. Có thể, tuy nhiên, hiện giờ cũng không thể nào quay trở lại. Đây tất cả đều thần bí. Bất cứ lúc nào cũng rất nhiều chuyên sâu. Tình nguy hiểm qua lớn, quay lại lần nữa có thể trở lại điểm ban đầu không thì khó nói. Xem tình hình mấy ngày nay, một khi rời khỏi một điểm rất khó có thể trở lại điểm bắt đầu. Hình như ở đây nước thìa kê để chúng ta không hiểu ra sao cả. Đề thìa nói. Nói xong đề thìa ném ra một quả cầu ánh sáng. Đề thìa ném ra là loài nổi tiếng, có thể soi sang phạm vi hơn 10 mét xung quanh. Diệp Phàm phát hiện, giống như lòng một tràm thủy điện lớn kéo dài từ sườn đồi xuống dưới.
anh sang Vân đi xuông cuối cùng không thấy nữa, nhưng Vân không thể nào thấy do đây, có lẽ là sườn đôi này qua sâu. Đề thia, anh nói có bao nhiêu mét? Diệp Phàm hỏi. Loài chiều sang này của tôi có thể chiều sang dưới độ sâu hơn 100 mét. Lần này nguồn điện hào hề Vân không thể thấy đây, nên độ sâu này tôi không thể đánh ra. Tôi thấy, chúng ta cứ dùng ánh sáng đi xuống đường này, tôi không tin là nó không đây. Hơn nữa, chỉ còn có đường này có thể đi, nếu không thì quay trở về. Tuy nhiên, bên kia đàn chim là và cá sâu đang chờ ăn thịt chắt ta, lại chỉ còn đường chê. Đề thiên nói, vậy đi xuống ngay, đến khi hề thì lại dùng ánh sáng chiếu tiếp. Diệp Phàm nói đi đâu xuống. Đối với cao thủ thì đi đốc theo ông dân xuống hàng cung không khó. Huống chi ông dân lớn như thế, dù là người thường cùng có thể cẩn thận đi xuống. Không lâu đã xuống đến hơn 100 mét chiều sâu. Một luồng gió lạnh thổi đến làm người ta có cảm giác sờn tóc gai lên. Ôi, mẹ nó, sao tôi lại cảm giác như âm tào địa phủ vây? Vương Nhân Bang nói. Thật đúng là có cảm giác này. Ngô Quang Bảo cùng nói. Diệp Phàm ném ra một quả đàn phát sang. Tuy nhiên, mọi người thát vòng là lần này không thể nào soi sang. Xuồng nửa có lẽ đến 200.300 mét rồi, nơi này có lẽ là đại biên rồi. Diệp Phàm nói. Có phải là miệng núi lửa không? Đề Thiên nói, mọi người sừng sốt, sắc mắt lấp tư xê khó coi. Vây xuồng lần nửa đi 200.300 mét, nếu không thấy đây, chúng ta quay đầu lại bò chôn. Hơn nửa mặc dù là miệng núi lửa cùng là núi lửa chê. Nếu như sắp phun thì phía dưới hăn là nòng bừng chứ không phải lanh như băng. Diệp Phàm nói, lại đi đầu đi xuông, không lâu đến chỗ cư xê hàn. Dưới này hình như có rất nhiều san hô, chẳng lẽ còn thật sự là thế giới dưới đại biên. Vương Nhân Bàng rùi mắt nói. Đề Thiên ném một quả đàn sang, lần này thầy rõ ràng rồi, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. San hô gì vậy, phía dưới ông dân không ngờ vườn rất nhiều cành cây rông như san hô. Cành cây dài nhát vươn ra chừng 3-40 mét. Mà trên cành cây bò đầy chăn lơn, mấy con chăn này cùng cảm nhận được hơi thở của Diệp Phàm tất cả đều ngẩng đầu lên đung đưa. Đầu lưỡi dài hơn 1 mét của chúng nó thỉnh thoảng có ruồi, mắt chừng nhìn mấy người Diệp Phàm. Khi thế của những con chăn làm cho người ta cảm giác không thể thở nổi. Mà ơi, trên đào không thấy chung, hoa ra đến đây liền hoàn hề. Vương Nhân Bang măng. Mà Ngô Quang Bảo không ngờ vẻ mắt vui vẻ, anh ta đến đây chính là vì dân bao. Ngô Quang Bảo muốn lên tường quân, vì công lư xê không đu. Dân bao này chính là cựu tình của anh ta rồi. Bởi vì TDN chỉ tiểu vân ở đó, lên chư xê cung cấp bác chính là dựa vào công lư xê. Dân bao mặc dù tốt, nhưng chúng ta cũng phải dư lại mang sông. Diệp Phàm nói. Ra tay trước thì chiếm nước lời thề, dê. Đề Thia kêu lên, Diệp Phàm gật đầu. Càn tường chờ lẹ bay ra ngoài, một cái đầu to như thùng nước lớn bay ra ngoài. Mà Ngô Quang Bảo nhanh chóng vớt tới chắt đưa đầu con chăn không lớn trước mắt, tay lai mổ bung, một quả lớn như chừng gà đước Ngô Quang Bảo đắt vào trong ba lô. Lão Ngô thát đùng là có tay mổ răn, hơn nửa lần này chuẩn bị đầy đủ. Trước nghe Diệp Phàm nói vài răn đắc bia dày, dao mổ răn lần này đều là chế tạo đắc bia. Diệp Phàm dề răn trước, Ngô Quang Bảo chuyên làm công tác mổ răn. Dê răn một hồi thu hốt cùng không tê lắm, cho anh ta bày tám miếng răn bao rồi. Mà mấy người Vương Nhân Bàng chưa kịp chú ý nhưng thứ này, chỉ dê răn thôi. Đề Thiệt thầy ghen ghét, cùng sai một cấp dưới đi mổ răn. Tuy nhiên, cấp dưới kia tay chân có hơi châm một chắt, ngược lại bị một con răn cằn vào miếng. Tuy kéo được người ra nhưng người này chỉ còn nửa đầu đầy màu còn lây lai làm gì. Đề Thiệt bia, từ thần công lư xê cao lắm, hẳn chăng nhưng có thể dê răn. Hơn nữa còn dư lư xê để bảo vệ cấp dưới mồ răn. Đề Thiệt chỉ có thể than thầm trong lòng. Đúng lúc này Diệp Phàm dừng lại. Sao không nối nưa, lấy thêm một chắt nưa. Ngô Quang Bảo nòng này. Đề Thiệt đi xuống vừa thấy, lấp tư xê trơn mặt. Một con chăn lớn đường kinh chừng 1 mét đang ở ông dân trừng mắt nhìn Diệp Phàm, cả người toàn màu đỏ. Mà trên đầu có màu lớn như màu gà, to như bàn tay. Miệng hà ra lưỡi có ba nhanh. Từng cái rồng như dây thường dài 5-6 mét, có thể kê lại trên không trung, rất linh hốt. Dâm. Đề Thiệt làm hai cái sang, viên đàn chỉ đề lại về mờ trên thân rắn rồi rơi xuống. Ngay cả người rắn cùng chưa xuyên vào, còn mau rắn, càng không nhìn thấy một giót. Con rắn nổi dân, đầu lưỡi đốt nhiên bắn ta, nước bót màu hơi hồng bắn ra theo. Đề Thiệt sừng sốt vội vàng tranh, tuy nhiên, xung bắn tia của ý bị nước bót đỏ bắn vào.
sung trương cưng như vây lai bi cắt thành hai đoàn rơi xuống. Con này gần rồng con răn, gần băng răn tình rồi, một chát nước miếng không ngờ có thể làm gay sung trương. Lư C công kích này qua thư C không đam tương tương, đề thìa ve mắt sơ hai. Có lẽ là xả vương, Diệp Phàm nói, can tường bay ra ngoài, con răn này dường như đắc bia linh mân, hà mồm phun một cái, nước bót rồng như mưa điên cuồng bắn ra. Can tường đền các không xa người nó cùng bi nước bót làm cho lết hương. Chương 3056, chẳng phải thành yêu tinh. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại thay đổi, can tường xoay tròn bay trở về, quét qua màu răn một chát, lấp thư xê cắt đưa xuống một mảnh như ngón tay. Con răn bị đau, thư xê dần rồi. Toàn bộ đuôi răn quầy một cái, cả người đốt nhiên bật lên lao về phía Diệp Phàm. Cả người răn vươn ra thắt sư doa người, giống như là một ống nước đè xuống. Mấy người để thì bay tam cây sung nhằm ngay vào con răn khổng lồ mà bắn. Lốp bốp, đung đung giống như đầu răng nô. Tuy nói viên đàn không thể bắn xuyên qua người răn nhưng lư xê viên đàn bắn vào con răn cùng rất lớn. Khiến cho con răn đang lao về phía Diệp Phàm bị mây viên đàn bắn vào cùng mèo mò rơi xuống. Con răn khổng lồ dùng cài đuôi ôm lấy ông dân, kêu ngào một tiếng. Phía sau những con răn nhỏ hơn đều tạo thành bư xê tương răn tấn công về phía mấy người Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đề thìa bần rôn, ưng phò với đám răn nhỏ này. Mà con răn khổng lồ dùng đuôi quầy trên đường ông, cả người như đang chơi nhảy dây xoay tròn đến trước mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng con rơi, lấp tư xê bắn lên đầu con răn khổng lồ cao hơn 10 mét. Mấy người anh không cẩn thận một người bị răn cằn đưa ngang người. Chê tia, đề thìa tư xê dần gào lên, mấy người đều chê hề rồi, hai quả lưu đàn bị y ném về phía con răn. Dầm một tiếng nổ vang. Trong sương khói, Diệp Phàm phát hiện con răn khổng lồ bị rách mau. Hắn lấp tư xê dùng huyê trích tư. Con răn vừa thấy được vớt quai là huyê trích tư, lấp tư xê hoang sơ. Bởi vì đầu của huyê trích tư có chắt sông hình rồng. Sông trinh là tổ tông của loài răn. Con răn khổng lồ bình tĩnh nhìn chăm chăm huyê trích tư của Diệp Phàm. Diệp Phàm tìm cơ hội, chắc tình chỉ hùng hăng bắn ra. Bốp bốp hai chỉ bay ra, mắt to như quả trường vít của con răn khổng lồ bị chắc tình chỉ đâm pha, lấp tư xê hiên ra hai lỗ thùng đầy may. Ngao! Con răn khổng lồ điên cuồng rồi, cả người uốn eo loan lên, hà mồm loan căn, đuôi quầy loan lên. Ngay cả đồng bọn cùng bị căn không ít. Ngô Quang Bảo vừa thấy lấp tư xê chưa đến bên cạnh ông dân, đào đắc chế rách lên bùng răn. Dâm! Lần này răn chúa mất linh rồi, chi mốt về rách nho, con răn khổng lồ kíp phản ưng, bung chui xuống. Ngô Quang Bảo vội muôn tranh, tuy nhiên, công lư xê quá thấp, khinh công không dùng được. Một chân bị con răn khổng lồ đắt ở ông dân, vương nhân bàng vừa thấy, vội vàng bắn sang kéo ra, không ngờ kéo không ra. Một mùi tanh đập vào mặt, vương nhân bàng thiếu chắt nửa thôi ngất đi. Hắn không quan tâm, nhu cư xê đào đâm vào bùng răn chua. Két! Nhu cư xê đào thắt đùng là đâm vào, con răn khổng lồ bị đau quằn quại, Ngô Quang Bảo bị kéo rơ xuống. Diệp Phàm vội vàng dùng nồi khí truyền đem Ngô Quang Bảo kéo đến ông dân, bên này đợi cơ hội. Cả người nhảy lên trên người con răn khổng lồ, lấp tư xê chưa đền bùng no. Can tường bay ra, rách một cái rồi bùng con răn lớn. Cái này có hiệu quả. Bùng răn chuẩn bị can tường mổ ra một vách dài đến một mét. Diệp Phàm cùng can tường xoăn một hồi ở bùng con răn khổng lồ, màu tươi phun như mưa. Con răn khổng lồ kêu thảm một tiếng, quầy đuôi bỏ đi. Con rời của Diệp Phàm nhân cơ hội bay ra muốn lấy răn bao ra. Tuy nhiên, hơn 10 con răn nhỏ lại tấn công lại đây. Diệp Phàm đành phải quay con rơi lại, trơ mắt nhìn răn chua chay xuống dưới. Đáng tiếc, răn bao này chắc chắn phải bằng chừng khung long. Diệp Phàm thầm nghi, can tường lại bắn ra, từ xê dần đền mư xê đâm loan một hồi. Lấp từ xê ba bồn con răn bị Diệp Phàm tàn sát. Mà Ngô Quang Bảo là điên cuồng mổ bùng răn lây răn bao. Ông già này dù là nhát vàng cùng không nhanh như vây. Các các các. Đúng lúc này truyền đến tiếng kêu của đàn chim la. Không tốt, mau đi xuống. Diệp Phàm hét lớn, đôi mặt ưng phát hiện chim la không ngờ bay từng con chui qua khe nuôi. Ôi mẹ no, không ngờ cùng bia cái này, thông minh rồi. Diệp Phàm đi đầu dê mơ một đường màu phòng xuống dưới. Đàn chim la không ngờ bỏ mắt Diệp Phàm, từng con đều xông về phía sắc nhưng con răn bắt đầu ăn. Hơn nữa, đàn chim la hình như cùng bia răn bao. Có con chim chuyên đi tìm trong bung răn tròn cài này để ăn. Trong khoảng thời gian ngắn,
hàng trăm con chim la lao vào sắc nhưng con răn, chim và răn hồn chiến một đoàn. Mấy người Diệp Phàm lăng le chưa hơn 100 mét mới dừng lại. Phía dưới truyền đến tiếng va chạm của binh khí. Diệp Phàm ném ra một quả đạn sang, vừa thấy cảnh phía dưới lấp từ xê trơn tròn mặt. Phía dưới thát đùng là nào nhiệt, có một khu rất lớn, mấy xúc người đang đánh nhau. Kỳ lạ chính là tất cả đều không ai dùng sung, đều dùng binh khí hoặc quyền cước chứ xê tiếp. Mà thi thể của dàn chùa mời vừa bị hăn dê chê đang nằm trên đát, có lẽ những người này đều muốn giành dàn bao. Không lâu, Diệp Phàm phát hiện Phi Thành Sơn đang đánh nhau với một đám người anh. Mà Tây Môn Hồng cả người đầy mau, tuy nhiên ông ấy rất anh dung, dày dùa ôm nhau với một tên người Nga. Bọn họ đòi không chịu được, có lẽ đàn tân lương tuya, cho nên lao vào đánh nhau tay không rồi. Ngô Quang Bảo kêu lên. Diệp Phàm nhìn xuống một cước đà vào người lao người Nga đang nằm trên người Tây Môn Đồng Hồng, cả người bắn ra ngoài như một viên đan. Bao Nghi vội và chạy nhanh đến lấy nước vào lương khô ra. Tây Môn Đồng Hồng không mơ nổi miệng, Bao Nghi cứ nhảy vào. Diệp Phàm lại bước một bước đến trước mắt Phi Thành Sơn, tét một cái làm bà đối thủ Nga bổ nhào xuống dưới đạt. Dừng tay hê lai, nếu không toàn bộ phải chê. Diệp Phàm dùng sư tử hông, một tiếng rồng như sầm sét nổ tung, lấp tư xê mọi người đều dừng tay. Tuy nhiên, Diệp Phàm không phát hiện, vách tường đà vừng chắc nước khóa lại bằng xích sắt lúc này run rẩy một chát. Tư thân, cầu cùng đền rồi. Lúc này tiếng lắc phù vang lên. Bên này vương nhân bàng vội vàng đem tất cả người của tổ đắc nhiệm á tập trung lại phân phát nước ngớt và lương thư xê. Mà tổ Hồng Quân và tổ Lam Sơn Hồ chỉ có thể khô cằn nhìn các đội viên tổ đắc nhiệm á găm lương khô uống nước ngớt. Đám người của họ chỉ có thể liềm môi khô nửa hoặc là nuốt chắt nước bót. Tư thân, chia cho chúng tôi một chắt có được không? Vì nhân của nước cầu nói, nhiều người lư xê lương lơn, muôn thuần lời sông để đi ra khỏi đây khó khăn rất lớn. Đến lúc đó các cầu cần chúng tôi hỗ trợ, nếu không, chúng tôi chê đòi hề các cầu cùng không có ưu thế gì. Bị Á Lắc Phu nói. Đúng, nếu các cầu không chia cho chúng tôi, thì hợp tác của hai chúng ta lúc này bỏ rồi. Đến lúc đó mặc dù chúng tôi chê hề, các cầu có lẽ cùng không khác gì. Một đám người anh kiêu ngào hét lên. Bốp một cái dần tàn vang lên, tên kia bị Diệp Phàm tét một cái bắn vào tàng đa. Lấp tư xê vẻ mắt đầy mau, mùi cùng sắp xuông. Khôn khiếp, mày cùng đàm huỳnh hoàng trước mắt bồ sao. Diệp Phàm dùng tiếng anh măng. Ông đây liều mang với mày. Tên kia này sinh AC đốc cổ đồng đồng đồi hương về phía Diệp Phàm. Dâm. Đàm người anh đang hò hét trừng mắt hoàng sơ, toàn bộ đầu đều xoay tròn trên không trung, dâm một tiếng rơi xuống chân Diệp Phàm. Vì nào còn muốn thì thử đi lên. Diệp Phàm khi phát 10 phân, chỉ vào mấy người anh vẫn đang trừng mắt nhìn. Tư thân. Từ hay ra tay, thương lương đa, đề thìa nói thầm một cầu với một lao ra người anh nhanh trong tiên lên hòa dài. Nói như thế nào, Diệp Phàm cưng răn hoi. Răn bào của răn chùa này do tổ đắc nhiệm à các cầu dư, tuy nhiên, mau răn cùng thiết răn phân cho chúng tôi một chắt là được. Dù sao hợp tác cùng có lời, nên không thì có lẽ mọi người đều chê ở đây. Đề thìa nói, Lắc Phu, theo anh thì sao? Diệp Phàm trừng mắt nhìn y. Quy định như vậy đi. Hiện giờ chúng ta phải đoàn kê lại một chỗ này thát đang sơ, làm không tốt tất cả đều chê ở đây. Lắc Phu nói, bia công lư xê của tử thần siêu cương, không có các dùng lư xê. Vì thế Diệp Phàm xẻ bùng răn chùa ra, móc một quả to như quả bong chuyên cất vào trong hốp rơi nhưng ánh mắt ghen tị. Mọi người ra tay, thịt răn này có dinh dưỡng, mau răn càng là đồ tốt, không cần ngai, nhắm mắt nhắm mũi ăn, ăn được càng nhiều cơ hội sông càng lớn. Diệp Phàm hét lên. Các đội viên tổ đắc nhiệm à uống nước ngớt xong cùng có chất khi lư xê, một đám nhào đền dùng đào cắt thít răn ăn, vừa uống mau răn. Trong khoảng thời gian ngắn chỗ này biến thành đài tiếc răn. Mỗi người đều ăn uống đền mau chảy đầm đìa cả người. Nhưng âm thanh quài gì truyền đến, sàn đát dường như cùng run sơ. Diệp Phá mắt vừa thấy lấp tư xê sắc mặt khó coi. Phát hiện chỗ hòm đà lơn bị một xích sắt lớn như cành tay bốc lai. Diệp Phàm chỉ vào đò hỏi đây là cái gì? Không bia, chúng tôi cùng vừa mời đến đây, còn chưa kịp mở quan tài đã phát hiện một con răn lớn rơi xuống, tất cả mọi người tranh nhau cuối cùng thành chiến loạn. Phi Thành Sơn lắc đầu. Các ông không phải ở thần điện sao? Diệp Phàm hỏi. Hòa ra là ở bên cạnh, sau đó tất cả đầu thành một đoàn, cuối cùng vòng vò đến đây. Phi Thành Sơn nói. Đúng lúc này hòm đã rất giật. Bên trong có thể là xác ướp ngàn năm,
xích sắt lớn như vây dung đề khoa đây, bình thường trình là huyê cường đắc bia đang sơ. Nếu để y ra, có lẽ mọi người đều xong đời. Trương Ân Hào vừa nói vừa lấy ra dùng cụ thăm dò. Không lâu, trên màn hình lớn cờ bàn tay hiện ra một hình màu đỏ rông như mắt của một thi thể, chăng qua rất mờ không thấy rõ lắm. Quả nhiên là huyê cường. Trương Ân Hào vẻ mặt chờ sơ hai rồi biên mật. Huyê cường lời hai như thế nào? Vương Nhân Bang hỏi. Bình thường sắc chế đều sợ ánh sáng, mà huyê cường vì thời gian dài chiều khi hầu khác nhau ở các khu vực xế khác nhau, bọn họ không sợ ánh sáng. Chính là giữa ban ngày cùng đàm ra ngoài hai người, mà huyê cường phun ra màu tươi có độc, chỉ cần bị nhiễm một chất có thể ăn mòn vào. Bị nhiễm lên người liền không còn sư xê đánh tra, không lâu sau chỉ có thể chế một các thông khô, mà sự đau đớn này đơn giản không phải là người có khả năng chịu được. Trương Ân Hào nói. Vậy chẳng phải thành yêu tình rồi sao? Diệp Phàm hỏi, tuy nhiên, bọn họ chẳng lẽ sống lại sao? Chương 3057, tượng đá mỉm cười. Đây không thể nói là sống lại, bọn họ cũng không phải người bình thường. Hơn nữa, muốn thành huyết cương cũng cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Đặc biệt hoàn cảnh vô cùng quan trọng, huyết cương không thể nói là người sống, nhưng cũng không phải là người chết. Nói thế nào, nói bọn họ là họ gần chết cũng được. Hơn nữa lực của huyết cương vô cùng lớn. Nhìn chiếc quan tài rất lớn là có thể nhìn ra được. Trong đó thi thể này trước kia rất có thể là một kẻ ác, hơn nữa công năng cực kỳ cao. Nếu như là cao thủ siêu tiên thiên bị người ta khóa chết ở đây, biến thành huyết cương, một khi đi ra, chúng ta ai có thể ngăn cản được? Trương Ẩn Hào nói, huyết cương trong quan tài này có thể trước khi chết là cao thủ siêu tiên thiên. Diệp Phàm nói, mọi người đều ổ lên. Diệp Phàm quan sát quan tài rộng đến 10 mét mới thực sự đây đúng thật là to lớn. Trên quan tài đá này còn khắc rất nhiều chữ. Diệp Phàm đi một vòng quanh hỏi Trương Ẩn Hào Hào. Anh xem đây là cái gì? Tranh vẽ này hình như có tính liên tục, giống như là một sự kiện vậy. Trương Ẩn Hào nói. Tiếp tục nói. Diệp Phàm hỏi. Anh xem, đầu tiên là một người ngồi xếp bằng, một người khác phi từ trên cao xuống muốn giết y. Bức tranh thứ hai hình như là phi xuống bị người đang ngồi xếp bằng tát một cái ngã ra đất. Mà y còn giãy giụa xuất đao ra chém người ngồi xếp bằng. Mà bức tranh thứ ba chính là người ngồi xếp bằng giả thân thủ chỉ điểm, không lâu người phi từ trên cao xuống bị hàng phục nhốt vào lồng sắt. Bức tranh thứ tư là lồng sắt bị ngâm vào cái gì đó, sau đó cất vào quan tài. Bức tranh thứ năm người này nằm xuống trong quan tài, có lẽ chính là lại lịch của người trong quan tài này. Mà người ngồi xếp bằng kia có lẽ chính là người chế ngự cao thủ này. Trương Ẩn Hào nói. Những bức tranh này là ai vẽ trên quan tài? Phí Thanh Sơn hỏi. Theo lý thuyết thì là người ngồi xếp bằng. Diệp Phàm nói. Ông ta vẽ như thế nhằm mục đích gì? Phí Thanh Sơn hỏi tiếp. Diễn giải cho thế nhân, hình như cũng không phải. Quan tài này ẩn sâu dưới nền đất, có mấy người có thể nhìn thấy. Nếu không phải vậy thì là vì cái gì? Trương Ẩn Hào nói. Có thể là người ngồi xếp bằng nhất thời tâm huyết dâng trào tùy tay khắc trên quan tài. Đối với cao thủ trình tự này, tùy tay khắc vài thứ là có thể làm được. Hơn nữa, cũng là để khoe khoang một chút lợi hại của mình. Nhưng thật ra khiến cho chúng ta không hiểu được. Bao Nghị nói. Hẳn không phải vậy, tôi thấy tranh vẽ này chắc chắn có hàm ý. Chẳng qua nhất thời chúng ta không nghĩ ra thôi. Tôi nghi ngờ người phi xuống có phải là bị người ngồi xếp bằng bắt về để luyện cái gì không? Vương Nhân Bàng nghe xong đột nhiên nói một câu. Luyện cái gì, chẳng lẽ người ngồi xếp bằng muốn đem người này luyện thành huyết cương, mà tầng cao hơn chính là phi cương? Nếu như có thể luyện thành vậy thật là đáng sợ. Trương Ẩn Hào cả kinh nói. Phi cương có chỗ nào lợi hại? Diệp Phàm hỏi. Phi cương là do huyết cương tiến hóa lên. Trên lưng có hai cánh, thật ra là nách tách ra một ít màng thì tính chất đặc biệt. Anh nghĩ xem, nếu là huyết cương với đôi cánh kia thì công lực và phạm vi công kích có phải tăng gấp nhiều lần không? Trương Ẩn Hào nói. Có lẽ thế, nếu không, người ngồi xếp bằng lợi hại như thế, không một kiếm đánh chết người lao xuống, làm sao phải phiền toái làm một quan tài như vậy, còn dùng xích sắt to để khóa. Nhất định là muốn lợi dụng người này để làm cái gì đó. Diệp Phàm gật đầu nói. Đúng lúc này quan tài đá tự nhiên rung một chút, hơn nữa rất kỳ lạ, bốn góc của quan tài đá thản nhiên xông ra, ngay cả dây xích cũng làm đứt. Ra đây rồi có phải không? Lạc Phu trừng mắt nhìn quan tài đá một cái, sắc mặt đều thay đổi rồi.
Đúng lúc này Đế Thiết chỉ vào sau lưng quan tài hét lớn. Các anh xem, ngọn núi kia có phải là giống pho tượng không? Mấy người Diệp Phàm nhìn qua, nhất thời sửng sốt nói. Phiền toái, ngọn núi này giống với pho tượng đang mỉm cười thần bí lúc trước tôi mở hang bí mật dưới lòng đất. Hình như là pho tượng cách chúng ta càng ngày càng gần. Quái, chẳng lẽ lúc trước tôi thấy bức tượng ở mê cung dưới lòng đất trong nháy mắt lại đến đây? Không đúng, tôi nhớ rõ lúc trước đi xuống hơn 10 mét chiều sâu. Chỗ này cách mặt đất có lẽ ít nhất cũng phải 5-600 mét chiều sâu. Tôi làm sao có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy pho tượng. Đế Thiết và Lạc Phù đều ở đây, cùng suy nghĩ với Diệp Phàm. Việc này chứng tỏ nếu cứ đi theo pho tượng này hướng lên trên có thể đến chỗ chúng ta vào mê cung lúc trước có phải không? Chẳng phải là lập tức có thể lên mặt đất sao? Rất kỳ lạ, lúc trước pho tượng lớn kia nhìn qua là mỉm cười, hơn nữa cách chúng ta càng ngày càng gần. Pho tượng này hình như sụ mặt, hơn nữa đến hiện giờ không có chút động tĩnh. Đế Thiết nói. Chấm. Quan tài đá đột nhiên lắc lư, băng một tiếng, một dây xích hình như bị chặt đứt vang lên tiếng động chói tai. Huyết Cương mau ra đây, mọi người chuẩn bị tấn công. Không được dùng súng các loại, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh. Bởi vì thi thể Huyết Cương có độc, nếu nổ tung chúng ta sẽ trúng độc chết. Trương Ẩn Hào hét lên. Đúng lúc này, Vương Nhân Bàng hét to. Xem ra, tượng đá nở nụ cười. Diệp Phàm, Đế Thiết và Lạc Phu kinh hãi nói. Có thể là pho tượng đã nhìn thấy trước kia. Anh xem, mỉm cười, có phải đang đi về phía chúng ta? Mọi người rụt rè nhìn bức tượng đá cao tới 200-300 mét, chỉ thấy ngón tay nó giống như có một chút mây tía chỉ vào quan tài lớn. Ngay lập tức trong quan tài đá phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng chuột. Đám mây tía không ngừng truyền vào trong quan tài, người trong quan tài hình như chịu cực hình, tiếng kêu càng thảm thiết, mọi người nghe được mau phát điên. Mà quan tài đá chấn động mạnh hơn, sắt răng rắc chặt đứt một cây. Không đúng, tượng đá hình như hỗ trợ Huyết Cương trong quan tài mà không phải khống chế nó. Có phải là hỗ trợ nó cởi vây ra ngoài giết chúng ta không? Diệp Phàm đột nhiên giật mình kêu lên. Hình như là như vậy, cậu xem, sắt kia vừa bị chắt đứt một cây, đám mây tía này có vấn đề. Đế Thiết kêu lên. Ba ba ba. Quan tài đá rung động mở ra một lỗ hồng, một con màu đỏ tươi bằng bàn tay bay ra từ bên trong. Bàn tay liều mình bay ra khỏi quan tài, dường như muốn một hơi đi ra. Tấn công. Diệp Phàm không dám đợi, hét lớn. Trong khoảng thời gian ngắn đao côn bổng, phi tiêu toàn bộ hướng về phía bàn tay này. Rầm. Quan tài lại lay động, một cây sắt vừa bị chắt đứt đột nhiên khua lên, gạt hết côn bổng đao tấn công sang một bên. Ngay cả can tương của Diệp Phàm cũng bị gạt sang một bên. Tuy nói là mấy chục vũ khí lạnh tấn công nhưng cuối cùng không thể một cái nào chém đến bàn tay kia. Mây tía từ ngón tay của tượng đá phát ra càng mạnh chui vào quan tài. Chúng ta đem tượng đá hủy đi trước, mây tía này chắc chắn là được bố trí trước. Chúng ta hủy nó, không có mây tía hỗ trợ, Huyết Cương có lẽ liền không ra được. Bởi vì Huyết Cương cần nhờ nó, có lẽ mây tía này chính là dinh dưỡng. Diệp Phàm hét lên. Ngay lúc đó, toàn bộ lại hướng về phía tượng đá. Lựu đạn cũng ném ra không ít. Nhưng tượng đá quá lớn, bị nổ rất nhiều rơi xuống dưới rầm rầm. Nổ cái tay kia. Diệp Phàm chỉ vào tay có đám mây tía ra hét lên. Hơn 20 viên lựu đạn bay về phía đó. Tiếng nổ ầm vang, nhưng tay kia cách mặt đất quá xa, có lẽ chừng 300 mét, lựu đạn vừa bay đến thì cạc cạc, đàn chim lạ ép xuống dưới. Những người bên dưới nhanh chóng chạy trốn. Lúc này, không ngừng có thịt rắn rơi xuống, tiếng chim cũng vang lên. Chim lạ đến đây, có thể sử dụng đều dùng, tấn công lên không trung. Diệp Phàm hét lên, phát hiện con chim nhanh nhất đã đến trước mặt. Có súng bắn, không súng thì nhặt đá vụn bắn lên không trung. Lúc này ở đây biến thành hỗn chiến một đoàn. Nhưng lúc này chưa làm nổ được tượng đá, ứng phó với đàn chim lạ này cũng không kịp. Chim lạ nhiều quá. Tuy nói đánh chết không ít, nhưng không ngừng có chim lạ từ trên trời bay xuống. Mà người thì càng ngày càng ít, thi thoảng bị chim lạ bắt một người kéo lên không trung xé thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt sẽ bị đàn chim lạ ăn luôn, trên không trung thỉnh thoảng rơi xuống những hạt máu. Thịt nát cũng rơi xuống những người ở dưới. Tất cả mọi người đều chết lặng, duy nhất chỉ có thể nghĩ đến là bị giết chết. Diệp Phàm phát ra ám hiệu, tập trung người của tổ đặc nhiệm A bên cạnh quan tài đá. Tất cả dựa vào quan tài tấn công lên không trung. Diệp Phàm phát ra mệnh lệnh,
nhu cực đao của Vương Nhân Bàng đúng là giúp được công. Đao cắt gió mà đi, không ngừng có chim lạ nện xuống quan tài kia. Máu tươi nhất thời nhuộm đỏ quan tài. Đừng động vào ông đây. Cảm giác sau lưng có chút ngứa, Trương Ẩn Hào dùng tay đẩy, cảm giác mềm mềm, tưởng đội viên nào đó động vào mình. Nhưng vừa quay đầu nhất thời sợ tới mức ngất đi, bởi vì vừa rồi chính là tay Huyết Cương đang sờ đầu Trương Ẩn Hào, y sợ đến mức chạy vọt sang một bên. Tay của Huyết Cương đã vươn ra một nửa rồi, mà quan tài cũng bị tay y mở ra một ít. Nhìn vào lỗ hổng này, Diệp Phàm phát hiện bên trong có một đôi mắt lúc mở lúc nhắm nhìn chằm chằm ra ngoài. Nhìn lên mặt người này Diệp Phàm thiếu chút nữa nôn ra. Bởi vì, mặt vẫn là mặt, nhưng chết rồi, cùng với người chết 3-4 ngày không khác mấy. Trời ơi, đây là Huyết Cương. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên nhìn Trương Ẩn Hào nói. Mau đưa chân hắc lưu vào tay y. Mặc kệ dùng hết đại, chân hắn lưu này có thể đối phó với Huyết Cương. Đối với Huyết Cương này chính là bất chấp. Trương Ẩn Hào hét lên. Không quan tâm có dùng được hay không, thử trước xem sao, có khi có thể hữu dụng. Diệp Phàm hét lên, Trương Ẩn Hào không có cách nào, đành đem chân hắc lư của tổ tông ngàn năm trước ra, xoa một chút lên trên mặt rồi hướng về phía kia. Chương 3058, khó giữ được. Két, cảm giác trong tay nhẹ đi, hắc lư để không ngờ bị Huyết Cương há mồm cắn một cái trong miệng. Tiếng răng rắc vang lên. Hắc lư ngàn năm của tôi, Trương Ẩn Hào đau lòng hét lớn, bởi vì, hắn lư để bị Huyết Cương gặm, hơn nữa, ngay cả xương cốt cũng bị nó nuốt vào. Diệp Phàm giành lấy nhu cực đao của Vương Nhân Bàng, bức nội khí đao vươn ước chừng nửa thước dài, màu đỏ. Đao này giống như tia laser trong phim khoa học viễn tưởng chém vào trên tay Huyết Cương. Băng một tiếng, hẳn là chặt đứt đi, bởi vì nhu cực đao được tăng năng lực, bán tiên thiên như Diệp Phàm có thể tăng năng lực của đao lên gấp 3 lần. Nhưng Diệp Phàm cúi đầu nhìn, nhất thời thiếu chút nữa chán nản. Đao khí lợi hại như vậy chém vào tay không ngờ không việc gì. Dù chém như vậy nhưng không hề có chút dấu vết nào mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chém, chém chém. Diệp Phàm hét lên, liên tục chém 10 đao xuống. Vô dụng, không hề chém không đứt tay Huyết Cương, sát sát vài tiếng vang lên, quan tài đá bị chấn động, lại mở ra, lộ ra nửa người Huyết Cương. Hai tay của Huyết Cương đều vươn ra, đột nhiên hé ra ngoài. Mà ánh mắt của tượng đá kia đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng, to như cánh tay. Lúc này, quan tài đá đột ngột xuất hiện một lực hút rất lớn. Mọi người đang đánh nhau với chim lạ lúc này cảm giác cả người chấn động, cố gắng giữ nhưng không khỏi cả người lao đến trước mặt quan tài. Theo ánh sáng chiếu vào, một lực vô cùng lớn từ quan tài truyền ra, ép tất cả mọi người đến mức đều khom lưng. Diệp Phàm liều mình chống đỡ không quỳ, cuối cùng vẫn bị ép đến mức nửa quỳ xuống. Mà những người khác tất cả đều quỳ gối. Lúc này, ngay cả đàn chim lạ trên không trung cũng bị kéo về phía quan tài. Không lâu, quan tài đá đầy xác chim, máu chim tắm cả quan tài. Diệp Phàm phát hiện, máu chim không có chảy xuống đất mà bị quan tài đá hấp thu. Mấy người Diệp Phàm chấn động, quan tài đá truyền đến một cỗ lực mạnh mẽ. Tất cả mọi người cảm giác nội khí bị hút về phía quan tài đá. Nội khí của mấy chục cao thủ bị cuốn lên trên quan tài đá hình thành một bàn tay nội khí kỳ lạ. Giống như bàn tay của Phật Tổ Như Lai trên không trung. Bàn tay nội khí khổng lồ này từ từ đi về phía quan tài đá. Lúc này, Huyết Cương trong quan tài đá có lẽ đã mở ra. Quan tài đá lắc lư nhiều hơn, không lâu bàn tay nội khí bao bọc quan tài đá lại. Hình như đàn áp Huyết Cương vậy. Không tốt, hình là hiến tế gì đó. Diệp Phàm kêu lên. Chẳng lẽ là dùng nội khí của chúng ta luyện Huyết Cương này, hoặc là hiến tế cái gì? Các cậu xem. Chim lạ này có lẽ cũng là một trong loại máu để tế. Một người anh hét lớn. Phản kháng mới có đường sống. Diệp Phàm hét lớn, liều mình muốn đem nội khí thu về, nhưng phí công, lực hút quá mạnh, căn bản là không phải người bên ngoài có khả năng chống đỡ. Vừa đúng lúc, tất cả mọi người cảm giác nội khí khô kiệt, cuối cùng có lẽ là nội khí bị hút khô mà người biến thành thây khô. Huyết Cương hình như cũng không chịu nổi nội khí lớn như vậy ở trong quan tài đá thật sự lợi hại. Hai tay di chuyển quan tài đá, vẫn không ra ngoài được. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, vừa rồi rắn trượt xuống đây phần đuôi ở phía quan tài đá. Chẳng lẽ con rắn nào có liên quan đến quan tài đá, giống như dinh dưỡng mở đường, không ngừng vận chuyển cái gì đó cho quan tài đá. Dùng toàn lực để đánh qua tài đá. Diệp Phàm đột nhiên hét lớn một cái,
Đế Thiết và Lạc Phu cũng nghĩ đến việc tử thần phát hiện cái gì, cũng hét lớn, nhất thời Đế Thiết hét lên, mọi người cùng phát lực tấn công về phía quan tài đá. Quan tài đá quả nhiên chấn động, Diệp Phàm nhân cơ hội hít thở mạnh, con rơi nội khí bay ra, hóa thành một con dao sắc bén ở trên ống dẫn. Đây là Diệp Phàm mạnh mẽ, quả nhiên hiệu quả, ống dẫn lớn kia bị bổ ra một đao, nhưng vẫn không thể nào rạch ra. Toàn bộ ra, Diệp Phàm bia tân phai tân dung cơ hội, mất không thể đên. Mọi người phản kích chỉ có một lần có thể làm cho con rơi nuôi khi cua hăn đi ra ngoài. Đợi cho mọi người không đánh ra trương lư xê, con rơi nuôi khi có lẽ cùng khó tranh bị quan tài đã hất đi thì nguy hiểm. Diệp Phàm đem hê nội tư xê trong cơ thể tập trung trên người con rơi, lúc này đàn điên chân đông. Nội tư xê lang thuất cô ta còn chưa kịp tiêu hoa trong da cơ bi dân ra, bao phát như nuôi, một cổ nhằm thăng con rơi mà đi. Con rơi kia giống như mốt mong vũ ốt, không ngờ tốt ra đào sát đầy sát khi, hùng hăng chốt vào ông dân. Cúc! Một tiếng vang lên như tiếng nước, ông dân kia bị con rơi cắt mốt mảnh bằng bàn tay rơi xuống. Ông dân này cũng không bia được làm bằng cái gì, hẳn không phải là bằng sắt thép kim loại gì. Diệp Phàm càng dùng lư xê, mong vũ ốt con rơi lại mốt lần nửa cao xuống, liên tiếp ba lần ông dân cuối cùng mơ ra. Một sát lòng màu đen từ ông dân phun ra. Phun đầy lên quan tài đà và người mọi người. Cảm giác người mình nhẹ bâng, lư xê hất của quan tài đà rất lớn liền biên mất. Mà tường đà không lô lúc này phát ra tiếng nổ vang, từ từ đổ xuống. Lấp tư xê cảm giác dường như là mở u trời mở u đạt. Mà quan tài đà lúc này đốt nhiên nổ tung, phải rơi tất nhiên là có cài đông rồi. Chúng ta đi vào, Diệp Phàm chỉ vào quan tài kia kêu lên. Nhưng Huy Cường ở bên trong, Đề Thia hét lớn. Không nghĩ được nhiều như vậy, nếu không muốn bị tường đà đè chê, đây là đường sông duy nhất. Diệp Phàm hét lên, may mắn tường đà kia thật sự là rất lớn nên khi đổ cùng rất châm, Diệp Phàm chui người vào. Lúc này Huyền Cường hình như cơ thể còn yếu kém, bị Diệp Phàm một cước đà ngã ở một góc. Tất cả mọi người đều đi vào, người nhiều lư xê lớn, người xưa đã nói như vậy. Huyền Cường tuy nói là lời hay nhưng mọi người xếp thành hàng chui vào đông Huyền Cường tất nhiên nhát thời chèn không lót tay. Đội viên TDN theo sát phía sau Diệp Phàm, tất cả mọi người đều chui vào bên trong đông tối om. Không lâu thầy phía trước có ánh sáng. Đúng lúc này Diệp Phàm phát hiện, Phi Thanh Sơn bị Huyền Cường keo lây. Diệp Phàm quát to một tiếng, quay đầu vớt đến trước mắt Phi Thanh Sơn như phi tiêu, keo một phen, đao cùng chém qua. Loang xoang một tiếng, la chém vào trên tay Huyền Cường không gay. Nhưng Phi Thanh Sơn bị chân đông, rời khỏi tay Huyền Cường. Sư phụ mau chạy, tôi càn phía sau. Diệp Phàm hét lên. Chúng ta kề hợp với nhau. Phi Thanh Sơn không đành lòng chạy. Tôi sẽ mau chạy trôn, chạy mau. Diệp Phàm một cước đà tơi, đà Phi Thanh Sơn về phía trước mấy xúc mét. Phi Thanh Sơn vừa thấy, bia không dắp nước gì, chạy theo đám người đi trước. Bởi vì, đông này tường đôi lớn, có vẻ bằng một nửa đường quốc lộ. Các Huyền Cường từ xê dần đến mư xê hai mắt bốc hoa, kêu lên hai tiếng kỳ gì. Trên tay Diệp Phàm lúc này là màu chảy đầm đìa, ra tay đều bị nó chốt đi. Hai bên đầu trong hàng đông, anh thiên tôi lui, đành đền mư xê đát đà bay đầy trong đông. Không cần thân Diệp Phàm bị Huyền Cường bê lên. Nếu nói về Gia Thít, Diệp Phàm căn bản không có cách nào so với nó. Gia Thít Huyền Cường qua thát có thể mạnh mẽ như sắt mong. À, Diệp Phàm kêu thảm một tiếng, cảm giác phía sau không còn, vách tường đông dương như bị đánh vỡ. Liên tục quay cuồng mây xúc lần mời dừng lại được. Diệp Phàm mở mắt ra, nhát thời thiếu chắt nửa nôn. Bởi vì, không ngờ cùng Huyền Cường mắt đôi mắt ôm nhau. Mùi hai người còn chạm nhau, môi cùng ở trang thai không khác là mây. Người không hiểu còn tưởng là đôi nam nữ đang hôn nhau. Nhưng Diệp Phàm cùng kinh ngắc phát hiện, Huyền Cường trước khi chê hình như là phụ nữ, cùng không phải là đàn ông. Hơn nữa, đâu rồi tùng không ngờ chưa hề bị thay đổi. Nói về gương mắt đó là gương mắt trai xoan tiểu biêu, nhưng hiện giờ nhàn sắc khuôn mắt thật sự không hấp dẫn, còn có vẻ doa người. Diệp Phàm một cước đà văng Huyền Cường lên, nhìn bốn phía, mới phát hiện đây không ngờ là một đài điền dư xê giờ vàng xanh, bàn ghế tất cả đều là bằng vàng. Lão đài, anh cùng đến rồi, không ngờ tiếng vương nhân bàng vang lên. Sao cậu cùng đến đây? Diệp Phàm hỏi. Tôi cùng trong lúc vô tình rời đến chỗ này, bọn họ không biết đang ở đâu. Nhưng, nơi này chẳng lẽ chính là thần điền mà tổ trưởng muốn nói.
Vương Nhân Bang nói nhìn bên canh nhát thời sơ đen mư xê mắt biên sắc, chỉ vào Huy Cương. Chi gì ma chi, cùng ôm nhau lăn đến đây. Mẹ ơi, Thiêu Chắt Nửa cùng với người này hôn môi, Diệp Phàm cười khổ lắc lắc đầu phát hiện Huy Cương lúc này không ngờ ngôi xếp băng rồng như người luyện công đang nghi ngơi. Xong đời, đem đồ thành tình này xuống cùng mốt chỗ với hai chúng ta chính là có việc vui chơi. Sắc mắt Vương Nhân Bang trăng bết, nhìn Huy Cương mốt cai. Nhưng Diệp Phàm chú ý lại là chiếc giường lớn ở ngay mắt của đại điên. Bởi vì, lần trước trên giường đang nằm một người. Diện mạo không rõ lắm, người này mắc bộ đồ rồng các ông vua thời xưa. Mà quần áo đến mong tay đều là vàng là tạo thành. Hơn nữa, người này Diệp Phàm cảm giác rồng như đã từng gặp, nhưng lại không thể nào. Bộ đây làm sao có thể quen một người sông hàng ngàn năm trước, không thể nào. Diệp Phàm thầm cười mình trong lòng. Cho là mình gần đầy thần kinh sơ hai. Dê. Diệp Phàm bị một tiếng đào dần vang bừng tinh, quay sang Thiêu Chắt Nửa trơn tròn mắt, phát hiện Vương Nhân Bang không ngờ đem cây bùa gâu manh trên một chiếc ghế nam đa quy. Con mẹ no, đến đây cũng không thể về tay không. Hiện giờ bị lao bà canh dư, không có chất tài khoản cùng không được. Vương Nhân Bang vẻ mặt sâu hồ nhìn Diệp Phàm, cho viên đa quy to bằng con gà vào ba lô. Sau đó lại di chuyển đến một cái ghê khắc muốn tiếp tục lấy viên đa quy khắc. Gâu cái gì, anh nhìn phía sau đi.